chương 2281 sau đó hắn nhắm mắt, ý thức tiến vào trong mắt. Ở bên trong, hình sinh bị trí cao thần lực trói buộc, không thể động đậy, lơ lửng trong tinh không, chịu đựng cô độc vô tận. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua vô cùng nhanh, ở bên ngoài một ngày, nơi này đã qua 100 triệu năm. Giờ phút này, hai mắt hình sinh vô thần, như là pho tượng. Ý thức của tần quân biến hóa bay tới trước mặt hắn, hỏi, suy nghĩ ra chưa? Hắn đang bức bách hình sinh hồi tưởng lại thân phận của mình, ta không biết, ta không biết mình là ai, ta là Pháp Tiên Thiên. Không ta là hình sinh. Hình sinh lẩm bẩm, thống khổ đến chết lặng. Tần quân tiếp tục hỏi, ngươi nghe nói qua hình hủy diệt chưa? Lời vừa nói ra, hình sinh đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong mắt bắn ra hung quang. Hắn phẳng phất như nghĩ tới điều gì, toàn thân co rút run rẩy. Quả nhiên, gia hỏa này là hậu nhân của hình hủy diệt. Về phần vì sao truyền thừa mệnh cách của Pháp tiên thiên, hắn lại không rõ ràng, cái gọi là mệnh cách chính là đồ vật chỉ sáng tạo thần mới có, bên trong ẩn chứa hết thảy của sáng tạo thần, cho dù sáng tạo thần chết rồi, nhưng mệnh cách vẫn còn ở đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mệnh cách là ánh sáng cuối cùng của thế giới, tồn tại vĩnh hằng, bất tử bất diệt, cho dù nguyên vị diện phá diệt, nó vẫn sẽ tồn tại. Đương nhiên, truyền thừa đến trên người một sinh linh khác, nó liền không còn là sáng tạo thần lúc đầu. Tần quân nói ra vô số nghi vấn, hình sinh đều thờ ơ. Lần này cuối cùng nhớ ra cái gì? Chỉ nghe hình sinh thấp giọng lẩm bẩm, âm thanh run rẩy, người phá hư quy tắc hủy diệt, người lường gạt chúng sinh hủy diệt, người xuyên tạc nhân quả hủy diệt, người nhiễu loạn âm dương hủy diệt, người sáng tạo ác quy hủy diệt, người nghiệp lực quấn thân hủy diệt. Sau khi Tần Quân nghe được, trong lòng không khỏi xúc động, nghĩ đến tiểu hài năm đó mặt mũi tràn đầy kiên nghị, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. hài tử kia rất đơn thuần, nhưng bởi vì Tần Quân giao cho hắn trách nhiệm, khiến cho hắn vẫn lạc rơi vào kết cục hồn phách tách rời tần quân thở dài một tiếng mang hình sinh ra vũ trụ độc lập hiện thực hình sinh rơi trên mặt đất thiên vận cùng các tường cả kinh mở mắt đó là thiên vận chừng to mắt đây không phải ác thần hình sinh của nguyên vị diện thứ nhất sao hình sinh ở trong nguyên vị diện thứ nhất hung danh hiển hách phàm là sinh linh đụng vào hắn đều cử tử nhất sinh đã từng để nguyên vị diện thứ nhất lâm vào khủng hoảng cũng may hắn bị thiên nguyên đế tộc khu trục tần quân phất tay đưa hình sinh đến sâu trong vũ trụ hắn trưởng khống quy tắc không gian của nguyên vị diện thứ nhất, muốn đưa hình sinh đi đến nơi nào, đều không là vấn đề. Bệ hạ, vì sao thả hắn? Đát kỷ nghi hoặc hỏi, đây không phải thả hổ về rừng sao? Tần quân thăm thẳm nói, hắn đã không phải là địch nhân. Nguyên lai, hình sinh là hình hủy diệt lựa chọn người thừa kế, chỉ là hình sinh quá yếu, lại truyền thừa mệnh cách của Pháp tiên thiên. Lực lượng của hai sáng tạo thần khiến cho hắn lâm vào trạng thái phân tranh, chỉ biết giết chóc, khi thì thanh tỉnh, khi thì điên cuồng ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đát kỳ nhíu mày, chẳng lẽ hình sinh đã bị tần quân thu phục. Tần quân ôm lấy bờ eo của nàng, mang nàng rời đi, không quấy dày đám người thiên vận tu luyện. Thiên vận, người vừa rồi kia, sao khí thức lại cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết. Cát tường hiếu kỳ hỏi. Thiên vận cũng đang nghi ngờ, hắn chỉ thấy qua chân dung của hình sinh. Cái này là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không hiểu có loại cảm giác muốn thân cận hình sinh. Không rõ ràng, ta cũng có loại cảm giác này." Thiên Vận lắc đầu nói, biểu lộ rất phức tạp, hắn đã cảm giác được từ nơi sâu xa tựa hồ có lực lượng gì đang thao túng hắn. Từ khi gặp được Cát Tường, loại cảm giác này liền rất mãnh liệt. Cát Tường quấn lấy hắn như thế, nhưng hắn không có phản cảm, chỉ là thỉnh thoảng sẽ phiền. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ cùng một nam nhân khác mỗi ngày quấn quýt lấy nhau, đổi lại trước kia, hắn khẳng định cảm thấy là ác mộng, bây giờ lại tập mãi thành thói quen chẳng lẽ ta tới đây cũng không phải trùng hợp. Thiên vận liếc nhìn cát tường, âm thầm nghĩ. Cát tường thì không có đa tưởng, gãi đầu một cái, tiếp tục tu luyện. Một bên khác, tần quân cùng đát kỳ trở lại trong nhà gỗ. Đát kỳ nhịn không được hỏi, bệ hạ, cát tường cùng thiên vận đến cùng là quan hệ như thế nào? Vừa rồi lúc hình sinh xuất hiện, ánh mắt của cát tường cùng thiên vận bị nàng bắt được, cho nên sinh lòng nghi hoặc. Tần quân châm trả cho nàng, sau đó cười nói, không cần lo lắng, bọn hắn truyền thừa mệnh cách của sáng tạo thần có ý tứ gì đát kỷ nhíu mày hỏi tần quân giải thích sáng tạo thần cùng mệnh cách một chút để đát kỷ kinh hỷ cái này chẳng phải ý nghĩa tương lai thiên vận có thể đạt tới độ cao của thiên nguyên đế tộc tổ vì sao bọn hắn có thể truyền thừa mệnh cách của sáng tạo thần đát kỷ vẫn còn có chút nghi hoặc tiếp tục hỏi tần quân nói thẳng chẫm người mang thời không tạo hóa đã từng xuyên qua thời không dưới cơ duyên xảo hợp truyền thừa thời gian mệnh cách ở trên người thiên vận kỳ thật hắn biết cũng không phải cơ duyên xảo hợp mà là nguyên thời gian báo ân hắn về phần cát tường có thể là được nguyên không gian lựa chọn nguyên thời gian cùng nguyên không gian chính là bạn thân ở lúc thiên vận bị ngọc khung lão tổ ném ra nguyên không gian liền đưa thiên vận đến phụ cận vừa nghĩ tới nguyên thời gian cùng nguyên không gian trong mắt của hắn liền lộ ra vẻ bi thương năm đó hắn hẳn nên quan tâm hai đứa bé này hiện nay nguyên thời gian cùng nguyên không gian đã dung hợp các vị diện sớm đã không còn ý thức của mình tương đương với vẫn lạc Đát Kỷ như có điều suy nghĩ, lần nữa nhìn về phía Tần Quân nói, bệ hạ, cho dù ngài không phải mạnh nhất chuyển thế, chắc hẳn cũng là một vị sáng tạo thần, nếu không làm sao biết được những thứ này. Tần Quân mỉm cười, không có phủ nhận, nhưng cũng không có thừa nhận. Hắn cũng không phải sáng tạo thần. Hắn sáng tạo ra sáng tạo thần. ầm ầm, nguyên khí cuồn cuộn, chui vào trong cơ thể vĩnh hằng như một. Hắn đã hấp thu phân hồn, ánh sáng trên người đang ngưng tụ, dần dần hiện ra nhục thân. Cùng lúc đó, tu vi của hắn cũng tăng vọt. Cảm giác đã lâu. Vĩnh Hằng như một lẩm bẩm, quang mang tiêu tán, lộ ra một diện mục dữ tợn. Bị chấn áp vô số năm, rốt cục có thể trùng sinh. Lệ khí tích xúc đã lâu của hắn căn bản là không có cách khắc chế. Lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Thiên nguyên, thù này nên báo rồi. Vĩnh Hằng như một cười lạnh, quang mang trên người cũng bắt đầu thối lui. Mặc dù hắn nghĩ thoáng rất nhiều chuyện, nhưng thiên nguyên chấn áp hắn, còn chu sát pháp tiên thiên, để hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Năm đó, sáng tạo thần sơ đại thân mật bực nào, hắn đến nay vẫn nghĩ mãi mà không rõ vì sao thiên nguyên ra tay với bọn họ. Hắn cùng pháp tiên thiên không có ác ý, chỉ muốn hỗ trợ mở rộng nguyên vị diện, bởi vì vị diện tối cao âm u đầy tử khí. Trong mắt của hắn tràn đầy hận ý, hắn muốn hủy diệt nguyên vị diện, hắn muốn chu sát thiên nguyên đế tộc, hắn muốn tìm thiên nguyên chuyển thế. Nghĩ xong, hắn xé rách không gian rời đi. Trước hết giết thiên nguyên đế tộc, đợi thiên nguyên phục sinh hắn muốn ở trước mặt thiên nguyên hủy diệt nguyên vị diện hắn muốn để thiên nguyên thống khổ ngày đó nguyên vị diện thứ nhất bộc phát ra uy áp chiến đấu kinh khủng vĩnh hằng như một thiên nguyên đế tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi thanh âm của tộc trưởng bàng chi thứ nhất bắc chủ vang vọng toàn bộ nguyên vị diện ngay sau đó hắn liền hét thảm nhưng tiếng kêu thảm thiết không có tiếp tục bao lâu rất nhanh liền im bật chúng sinh sợ hãi thiên nguyên đế tộc bị địch tập vĩnh hằng như một là ai nguyên vị diện thứ nhất nghênh đón khủng hoảng trước nay chưa có đám người tần quân cũng giật nảy mình vĩnh hằng như một đồ sát thiên nguyên đế tộc các thần ma nhao nhao đi vào bên người tần quân chờ đợi phân phó yên lặng theo dõi kỳ biến tần quân trầm giọng nói dù sao hắn cũng chán ghét thiên nguyên đế tộc vừa vặn để vĩnh hằng như một diệt đi chỉ là hắn cảm thấy vĩnh hằng như một không chỉ muốn hủy diệt thiên nguyên đế tộc còn có mục đích khác thiên vận cảm thán nói sư phụ nói đại kiếp rốt cuộc đã đến cơn giận của sáng tạo thần, ai có thể ngăn cản. Ngọc Khung Lão Tổ từng nói hắn cùng sáng tạo thần có quan hệ, cho nên mới để hắn tu luyện thần công. Nhưng đại kiếp tới quá nhanh, hắn căn bản theo không kịp tiết tấu. Cát tường hiếu kỳ hỏi, cái gì là sáng tạo thần? Thiên vận trợn trắng mắt, tức giận nói, không nên hỏi đừng hỏi. Mặc dù cát tường thiên phú cường đại, nhưng quá ngốc, ngày sau đoán chừng cũng khó thành đại khí. Không qua mấy ngày, một tin tức chuyển khắp nguyên vị diện thứ nhất, bàng chi thứ nhất của thiên nguyên đế tộc bị tàn sát hầu như không còn, không một may mắn còn sống sót. Đây tuyệt đối là đại sự xưa nay chưa từng có. Làm sao có thể? Thiên nguyên đế tộc bị tàn sát. Vĩnh Hằng như một là ai? Làm sao chưa nghe nói qua? Có thể đổ sát thiên nguyên đế tộc, hắn mạnh đến bao nhiêu? Ngay cả thiên nguyên đế tộc cũng đánh không lại, chúng ta làm sao bây giờ? Xong, nguyên vị diện sắp bị hủy diệt. Sinh linh trong nguyên vị diện thứ nhất sợ hãi nghị luận, bầu không khí khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng như một tiến về nguyên vị diện khác, đồ sát bàng chi thiên nguyên đế tộc. Nguyên vị diện thứ hai, nguyên vị diện thứ ba, nguyên vị diện thứ tư. Không có người nào có thể ngăn cản Vĩnh Hằng như một. Sáng tạo thần điên cuồng giết bàng chi thiên nguyên đế tộc, như giết chết một đám kiến, vô cùng nhẹ nhõm. Rất nhanh, bàng chi của thiên nguyên đế tộc ở các nguyên vị diện đều bị hắn gạt bỏ. Hồng mông là nguyên vị diện mới, tồn tại Vĩnh Hằng như một không biết, lại thêm hồng mông cũng không có thiên nguyên đế tộc, cho nên bị Vĩnh Hằng như một coi nhẹ. Thiên nguyên, ngươi lại không xuất hiện, ta liền đồ sát sinh linh ngươi sáng tạo, hủy diệt tất cả nguyên vị diện. Tiếng cười điên cuồng của Vĩnh Hằng như một vang vọng các nguyên vị diện, để từng nguyên vị diện sôi trào lên. Sợ hãi trước đó chưa từng có bao phủ các nguyên vị diện. Nguyên vị diện thứ 8 Tôi để đứng ở ven hồ ngước nhìn bầu trời, hắn nhíu mày, thì thào nói, hủy diệt nguyên vị diện. Hạ thiên ý, đường khuynh thiên cùng bá hàn u hiện ra ở sau lưng hắn. Tông chủ, chúng ta nên làm gì? Bá Hàn U vội vàng mở miệng hỏi. Tô Đế không có trả lời, vẫn nhìn bầu trời, lâm vào trong trầm tư. Đối phương đến cùng là ai? Dám khiêu chiến mạnh nhất, không phải là cường giả đến từ nguyên vị diện khác chứ? Yên lặng theo dõi kỳ biến, hắn là không thể nào hủy diệt tất cả nguyên vị diện. Tô Đế trầm giọng nói, đối phương quá mạnh, chí ít hắn làm không được có thể truyền âm tất cả nguyên vị diện. Vì cái gì làm không được? Đường Khuynh Thiên nghi hoặc hỏi. Tô Đế nhàn nhạt, nhạt nói, bởi vì có Thiên Đế. Thiên Đế, Ba người Đường Khuynh Thiên đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn rất khó lý giải, vì sao Tô Đế tôn sùng Thiên Đế như thế? Ngoại trừ Thiên Đế, Tô Đế vô luận đối mặt ai, đều không coi ra gì, làm bọn hắn một mực rất ngạc nhiên thân phận của Thiên Đế. Trên một đại lục hoang vu, Tàng Mệnh Luân đang nằm ở trên sườn núi, ngước nhìn tinh không sáng chói mênh mông, hủy diệt tất cả nguyên vị diện. Tàng Mệnh Luân lẩm bẩm, Nguyên phạt bị hắn ném ở bên cạnh rung động kịch liệt. Khí tức của sáng tạo thần đối với Nguyên phạt mà nói vô cùng quen thuộc ở trong tay hình hủy diện nó đánh qua các sáng tạo thần thậm chí có sáng tạo thần còn bị nó đánh chết hồn phách bị nó hấp thu cảm nhận được nguyên phạt rung động tàng mệnh luân nhíu mày ngươi thế nào tàng mệnh luân nắm nguyên phạt lên nhẹ giọng hỏi mặc dù nguyên phạt cường đại nhưng không biết nói chuyện thậm chí không cách nào truyền ra ý thức vuốt ve nguyên phạt tàng mệnh luân cho mày hắn còn đang hồi tưởng lúc trước vĩnh hằng như một nói muốn hủy diệt tất cả nguyên vị diện cho tới nay tàng mệnh luân đều nghĩ mình vô địch cho dù là nguyên chủ thứ nhất cùng bác chủ cũng không bị hắn để vào mắt, nhưng vĩnh hằng như một cho hắn một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cường đại, cường đại đến để hắn tuyệt vọng. Chẳng lẽ hắn đã siêu việt siêu thoát thần nguyên? Tàng mệnh luân lâm vào mê mang, nếu như nguyên vị diện hủy diệt, hắn sống không được. Nghĩ xong, hắn cầm nguyên phạt rời đi. Theo tuyên ngôn bá đạo của vĩnh hằng như một truyền gia, các nguyên chủ tụ hợp, thương thảo biện pháp ứng đối. Bọn hắn ở trong nguyên cảnh gặp mặt, vờn quanh thành một vòng, đối mặt lẫn nhau hết thảy có 10 vị nguyên chủ. Nguyên chủ thứ nhất mở miệng trước tiên, chúng ta nhất định phải gọi thiên nguyên đế tộc chính tông ra, vĩnh hằng như một siêu việt siêu thoát thần nguyên, chúng ta liên thủ cũng không đủ hắn giết. Nguyên chủ thứ bảy nhíu mày hỏi, hắn đến cùng là ai? Ở dưới bọn hắn khống chế, khi nào toát ra một cường giả như vậy? Chẳng lẽ cũng đến từ thiên nguyên đế tộc chính tông? Nguyên chủ thứ nhất trầm giọng nói, vĩnh hằng như một là tồn tại giống như mạnh nhất, thần linh sớm nhất, sau bị mạnh nhất chém giết, hồn phách rơi vào khởi nguyên khuê hà, hồn tinh trước đó không lâu là hắn hồn tinh chúng nguyên chủ nhíu mày mặc dù bọn hắn thân ở nguyên vị diện khác biệt nhưng đều sắp xếp thủ hạ ở nguyên vị diện thứ nhất cho nên đều nghe nói qua sự tình hồn tinh không nghĩ tới trong hồn tinh cất giấu một tồn tại có thể so với mạnh nhất hiện tại vĩnh hằng như một muốn hủy diệt nguyên vị diện bọn hắn đi chỗ nào tìm kiếm thiên nguyên đế tộc chính tông hơn nữa thiên nguyên đế tộc chính tông thật có thể đối phó vĩnh hằng như một các ngươi nghe nói qua chỗ kia sao lúc này nguyên chủ thứ hai mở miệng nói hắn hất lên đại bào tử kim sắc ngay cả đầu cũng che khuất vô cùng thần bí các nguyên chủ nhìn về phía hắn chờ đợi hắn nói tiếp truyền thuyết có một chỗ là chỗ chúng thần khởi nguyên có lẽ nơi đó có thiên nguyên đế tộc chính tông nguyên chủ thứ hai ung dung nói chúng thần khởi nguyên các nguyên chủ đều biến sắc một ngày này tần quân đang làm bạn với đát kỷ du sơn ngoạn thủy bỗng nhiên dừng bước ra đi tần quân mở miệng nói đát kỷ nghe xong sắc mặt biến hóa. Nàng là vĩnh hằng thần mệnh, vậy mà không có phát giác được chung quanh có người. Chỉ thấy vĩnh hằng như một xuất hiện ở trước mặt hai người, thời khắc này vĩnh hằng như một mặc long bào cực giống vô cực hồng mông bào, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra uy áp vô thượng, phảng phất như chúa tể khống chế hết thảy. Tần quân mặt không thay đổi nhìn vĩnh hằng như một. Tổ thần, ngươi nhìn ta hiện tại thế nào? Vĩnh hằng như một nâng hai tay, cười nói, nụ cười của hắn tràn đầy tự phụ, cho dù nói chuyện với tần quân cũng không có tôn trọng như lúc trước sau khi khôi phục thực lực hắn cảm giác mình viễn siêu tần quân tự nhiên tâm tính phát sinh cải biến tần quân đạm mạc nói rất tốt cao cao tại thượng đúng vậy cao cao tại thượng ta rất thích hình dung của ngươi vĩnh hằng như một nhách miệng cười nói hắn không nhìn đát kỳ vòng quanh tần quân hững hờ hỏi thiên nguyên để cho ta chịu đựng nỗi khổ cô độc vô tận tổ thần ngươi cảm thấy ta nên hồi báo hắn như thế nào nhân quả tuần hoàn ngươi đã làm còn cần hỏi ta. Tần quân lạnh giọng nói, trong mắt lóe lên sát ít. Quả nhiên là cánh cứng cáp rồi, cảm thấy mình có thể lên trời. Vĩnh Hằng như một lách mình đi vào trước mặt tần quân, cười nói, tổ thần, ngươi giúp ta mạnh lên, ta mang ngươi giết trở lại chúng thần khởi nguyên, ta sẽ lại nâng ngươi lên đỉnh phong của chúng thần, như thế nào? Chúng thần đỉnh phong. Lại, tâm thần đát kỷ dung mạnh, khiếp sợ nhìn về phía tần quân. Nàng từng đoán tần quân là sáng tạo thần, bây giờ nghe Vĩnh Hằng như một nói, thân phận của tần quân rõ ràng cao hơn sáng tạo thần tần quân hử nói trẫm cần ngươi vĩnh hằng như một cũng không tức giận cười nói ta sẽ chứng minh cho ngươi ta mới là sáng tạo thần mạnh nhất tiếp đó ta sẽ hủy diệt nguyên vị diện sẽ giết bất hủ cùng vĩnh hằng nói xong lời cuối cùng ngữ khí của hắn trở nên xâm nhiên tần quân bỗng nhiên đưa tay ấn bờ vai của hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói trẫm không cho phép ngươi làm như vậy vĩnh hằng như một nhíu mày không có đẩy lui tần quân mà trả lời Tổ thần, năm đó ngươi rời đi, đã bỏ qua quyền quản hạt chúng ta, lần này, ngươi chỉ có thể nhìn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bước ra ba bước, hắn liền biến mất tại nguyên chỗ. Đinh! Phát động nhiệm vụ chính tuyến. Ngăn cản nguyên vị diện hủy diệt. Nhiệm vụ tường trình, sáng tạo thần vĩnh hằng như một muốn hủy diệt tất cả nguyên vị diện. Nếu như ký chủ ngăn cản hắn, thu hoạch được một lần trí cao triệu hoán, hai cơ hội cực hạn tạo hóa, hai lần cực hạn phục thức tỉnh, mười lần hồng mông độ kiếp mười lần cực hạn thức tỉnh mười lần thần ma trinh triệu thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên ở trong đầu tần quân để hắn thở dài nguyên lai hắn tưởng rằng vĩnh hằng như một đã đại triệt đại ngộ nhưng không nghĩ tới sau khi dung hợp phân hồn hắn lại bành trướng thậm chí ngay cả hai vị thần phụ của mình cũng muốn giết đát kỷ lo lắng hỏi bệ hạ ngài không có sao chứ không có việc gì tần quân lắc đầu may mắn vĩnh hằng như một không có phát hiện thân phận của thiên vận cùng cát tường nếu không liền phiền toái Đại kiếp của nguyên vị diện sắp tới. Tần Quân nhìn lên bầu trời, thì thào nói, ngươi đã lệch hướng bản tâm, vậy đừng trách trẫm vô tình. Hắn nhất định phải ngăn cản Vĩnh Hằng Như Một, vì vô số sinh linh của từng nguyên vị diện, cho dù giết Vĩnh Hằng Như Một, hắn cũng phải làm. Đát Kỳ nhìn Tần Quân, lâm vào trong hoàng hốt. Thân phận của Tần Quân để thế giới quan của nàng bị trùng kích, nàng làm sao cũng không nghĩ ra hoàng tử năm đó là chúng thần chi tổ. Hồng Mông, 24 mộc quan bay nhanh trong tinh không chính hoa tà phật đứng ở trên mộc quan trước nhất ngóng nhìn phương xa hắn đang xông xáo hồng mông từ khi thiên đế mở rộng hồng mông chúng sinh cũng bắt đầu lang thang muốn đi khắp toàn bộ hồng mông hắn cũng là một cái trong số đó chỉ có chân chính đạp vào đường xá mới có thể cảm nhận được thiên đế cường đại gần như không thể đạt tới chính hoa tà phật hồi tưởng đến dĩ vãng trên mặt lộ ra cười khổ may mắn lúc trước hắn không có đắc tội chết thiên đế đúng lúc này một cỗ lực lượng kinh khủng giáng lâm, để chính Hoa Tà Phật không thể động đậy. "Đi theo ta." Thanh âm của Tàng Mệnh Luân bỗng nhiên truyền đến, sau đó phía trước xuất hiện một vết nứt màu đen, hút chính Hoa Tà Phật đi. Toàn bộ quá trình rất nhanh, nhanh đến Hồng Mông Thần Linh cũng không kịp phát hiện. Trong nguyên cảnh, chính Hoa Tà Phật không thể động đậy, nhìn Tàng Mệnh Luân, hắn cắn răng hỏi, "Ngươi là ai? Vì sao bắt ta?" Hắn căn bản không biết Tàng Mệnh Luân, cho nên trong lòng rất phiền muộn đồng thời trong lòng hắn run sợ đánh giá chung quanh hắn chưa bao giờ thấy qua nguyên cảnh nguyên khí nơi này để hắn có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào nếu như không phải bị chấn áp sợ rằng hắn sẽ lập tức tu luyện ta tên tàng mệnh luân tìm ngươi có việc đi với ta một chuyến sẽ không bạc đãi ngươi tàng mệnh luân cũng không quay đầu lại nói chính hoa tà phật cố gắng nghĩ lại cái tên tàng mệnh luân này hồng mông căn bản không có một người như thế không phải là sinh linh nguyên vị diện khác mà thiên đế nói tới chứ nghĩ đến đây chính hoa tà phật lập tức gấp hắn lại không muốn đi nguyên vị diện khác trời biết nói sẽ phát sinh cái gì thế nhưng hắn bất quá là đại diễn thần chi làm sao có thể phản kháng tàng mệnh luân là siêu thoát thần nguyên đúng lúc này trong cơ thể tàng mệnh luân bay ra một vệt kim quang rõ ràng là nguyên phạt nguyên phạt trực tiếp rơi vào trong tay chính hoa tà phật tàng mệnh luân cả kinh vội vàng dừng lại quay người trừng mắt nhìn chính hoa tà phật làm sao có thể chẳng lẽ bởi vì lực lượng hủy diệt sâu trong linh hồn hắn Tàng Mệnh Luân trừng to mắt, sở dĩ tìm chính hoa tà Phật là bởi vì hắn biết chính hoa tà Phật là hài tử mà hủy diệt nguyên thần lưu lại. Năm đó, hắn được hủy diệt nguyên thần truyền thừa, ở chỗ truyền thừa, phát hiện hai tiểu hài chính là Tô Đế cùng chính hoa tà Phật. Sở dĩ hủy diệt nguyên thần truyền thừa tới nguyên vị diện thứ nhất là bởi vì muốn sáng tạo thần không cách nào tìm được. Đạt được nguyên phạt cùng hủy diệt nguyên thần truyền thừa, Tàng Mệnh Luân không có chém tận giết tuyệt vì báo ân, hắn đưa hai đứa bé đến nguyên vị diện mà lúc ấy thiên nguyên mới sáng tạo ra cũng chính là hồng mông. Bây giờ vĩnh hằng như một nhiễu loạn hòa bình của nguyên vị diện, hắn nhất định phải mạnh lên. Biện pháp duy nhất có thể nhanh chóng tăng cường là dựa vào nguyên phạt. Hắn muốn mượn lực lượng hủy diệt sâu trong linh hồn chính hoa tà Phật, đến tiến hóa nguyên phạt, sở dĩ không tìm tô đế, là bởi vì tô đế không ở trong hồng mông, đã xông đến nguyên vị diện thứ 8. Tay cầm nguyên phạt, chính hoa tà Phật trừng to mắt, hắn có thể cảm giác được một cỗ lực lượng vô cùng cường đại điên cuồng chui vào, trong tay hắn. Cái này, chính hoa tà phật hoàn toàn không cách nào lý giải tình hình thời khắc này đây là cái đồ chơi gì tàng mệnh luân xuất thủ chuẩn bị đoạt lại nguyên phạt oanh nguyên phạt bộc phát ra lực lượng kinh khủng đánh bay tàng mệnh luân tàng mệnh luân cuồng phun thần huyết kém chút bạo thể mà chết hắn khó có thể tin nhìn về phía nguyên phạt nguyên phạt làm bạn hắn vô số năm vậy mà phản bội hắn chính hoa tà phật không có kinh hỉ ngược lại vô cùng sợ hãi ngay cả tàng mệnh luân cũng không làm gì được thứ này hắn càng không thể lúc này trong nguyên phạt toát ra một đạo bạch khí, hội tụ thành một bóng người vĩ ngạn, rõ ràng là bóng người của hình hủy diệt, mặc dù thấy không rõ diện mạo, nhưng tản mát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Tàng Mệnh Luân nghẹn họng nhìn chân chối, cỗ khí tức này còn cường đại hơn vĩnh hằng như một, để hắn run lẩy bẩy. Hủy diệt nguyên thần. Tàng Mệnh Luân kém chút dọa tiểu trong quần, đạt được hình hủy diệt truyền thừa, hắn biết rõ hình hủy diệt cường đại đến không thể vượt qua. Chỉ thấy hư ảnh của hình hủy diệt nâng tay phải lên, Ngón trỏ bắn ra một đạo bạch quang, lấy tốc độ cực nhanh bao phủ Tàng Mệnh Luân. Tàng Mệnh Luân không kịp tránh né, trực tiếp hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu, không có cơ hội trùng sinh. Tĩnh, Chính Hoa Tà Phật trợn tròn mắt, Tàng Mệnh Luân liền chết như vậy, bị bảo bối của mình hại chết. Đúng lúc này, hư ảnh của Hình Hủy Diệt quay đầu liếc qua Chính Hoa Tà Phật, mơ hồ trong lúc đó, Chính Hoa Tà Phật thấy được một đôi mắt vô cùng băng lãnh, nhưng lại cho hắn cảm giác ấm áp không hiểu rất nhanh hư ảnh tiêu tán chui vào trong nguyên phạt nắm nguyên phạt chính hoa tà phật không biết làm sao tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ hắn bỗng nhiên nhìn về phía chung quanh mừng rỡ như điên cái gì là cơ duyên cái gì là tạo hóa đây chính là cơ duyên đây chính là tạo hóa chính hoa tà phật hít sâu một hơi chuẩn bị ở chỗ này tu luyện nguyên khí cao cấp hơn hồng mông nguyên khí ở chỗ này tu luyện so với hồng mông mà nói có thể nói là tiến triển cực nhanh một đời bá chủ tàng mệnh luân vẫn lạc ở đây không người biết được thật đáng buồn đáng tiếc một bên khác đám người tần quân cũng tiến vào nguyên cảnh của nguyên vị diện thứ nhất tần quân muốn trở về thu xếp tốt hồng mông tránh cho hồng mông xảy ra chuyện mà thiên vận không muốn đi đáng tiếc vẫn bị bàn cổ sách đi cát tường ưa thích thiên vận một tấc cũng không rời bệ hạ có đối sách đối phó vĩnh hằng như một không chuẩn đề nhịn không được hỏi dù sao vĩnh hằng như một muốn hủy diệt tất cả nguyên vị diện hồng mông cũng là nguyên vị diện tần quân gật đầu nói có đó chính là các ngươi lời vừa nói ra các thần ma kinh hỷ những lời này của tần quân không phải đại biểu cho muốn trợ giúp bọn hắn mạnh lên sao bàn cổ cười điên cuồng nếu như ta cùng hắn đồng cảnh giới tuyệt đối có thể giết hắn ta cũng vậy đế tuấn mở miệng nói tần quân lắc đầu cười một tiếng cũng không nói thêm gì vĩnh hằng như một chính là sáng tạo thần sơ đại thiên phú chiến đấu sẽ không kém hơn bọn hắn thậm chí mạnh hơn cho nên nhằm vào vĩnh hằng như một hắn dự định dùng chiến thuật biển người một đường xuyên thẳng qua rất nhanh bọn hắn liền đụng vào chính hoa tà phật chính hoa tà phật đang tu luyện cảm nhận được khí tức của bọn hắn vội vàng mở mắt khi hắn nhìn thấy đám người tần quân lúc biểu lộ lập tức kinh ngạc các thần ma cũng chừng to mắt bọn hắn đều biết chính hoa tà phật dù sao cũng là đồ đệ của đấu chiến thắng phật bầu không khí có chút xấu hổ tần quân nhíu mày hỏi sao ngươi lại ở chỗ này hắn chú ý tới đồ vật trong tay chính hoa tà phật nguyên phạt các thần ma cũng như thế, vô ý thức nhìn chung quanh, để tránh tàng mệnh luân đánh lén. Chính hoa tà Phật trả lời, một gia hỏa tên tàng mệnh luân bắt ta tới, sau đó hắn bị cái đồ chơi này giết. Đang khi nói chuyện, hắn vung vẩy nguyên phạt trong tay, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Đối với tần quân, hắn vẫn rất tín nhiệm. Tần quân đại công vô tư, vì chúng sinh giảng đạo vô số năm, ngay cả hắn cũng được lợi, cho nên tâm hoài cảm kích. Bị pháp bảo của mình giết. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày nói, mặt mũi tràn đầy nghi vấn thần ma khác cũng nghĩ như vậy. Tần quân thì lộ ra mỉm cười, cười nói, cha ngươi vẫn rất bao che cho con nha. Cha, chính hoa tà Phật trừng to mắt, chẳng lẽ hư ảnh lúc trước là cha của hắn. Đối với lai lịch của mình, hắn một mực không rõ ràng, đấu chiến thắng Phật cũng nói không rõ ràng. Dần già, hắn đã xem nhẹ chuyện này. Ừm, um, cha ngươi là một vị sáng tạo thần. Tần quân gật đầu nói, lời vừa nói ra, các thần ma đều trừng to mắt, ngay cả thiên vận cũng như thế gia hỏa này là con trai của sáng tạo thần. Chính hoa tà Phật sửng sốt, vội hỏi, sáng tạo thần là cái gì? Tần quân cũng không giấu giếm, thời cơ thành thục nên để chính hoa tà Phật hiểu rõ hết thảy. Khi chính hoa tà Phật biết được mình cùng tô đế là huynh đệ đồng nguyên, biểu lộ của hắn càng thêm kinh ngạc, khó có thể tin. Tô đế, ánh mắt thiên vận lấp lóe, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Ở nơi này tu luyện, đằng sau nói không chừng cần ngươi hỗ trợ. Tần quân vứt xuống câu này liền bay đi những người khác vội vàng đuổi theo bay về phía lối vào hồng mông nhìn bóng lưng đám người tần quân rời đi chính hoa tà phật lâm vào trong trầm tư lúc trước tần quân nói để hắn còn không có tỉnh hồn cha của hắn lại là hủy diệt nguyên thần mà tô đế lại là đồng nguyên huynh đệ với hắn nghĩ đến trước kia cùng tô đế tranh đấu tâm tình của hắn rất phức tạp nhìn qua nguyên phạt hắn tự lẩm bẩm ta không có mệnh số thì ra là bởi vì ngươi không có mệnh số khiến cho vận mệnh không cách nào can thiệp hắn hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo hiện tại rốt cuộc hiểu rõ ràng hết thảy nguồn gốc từ cha hắn hủy diệt nguyên thần vừa nghĩ tới hư ảnh hủy diệt nguyên thần lúc trước loại cường đại kia để tâm hắn bành trướng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng chính hoa tà phật hít sâu một hơi chợt ngồi xếp bằng xuống trong nguyên phạt tự mang truyền thừa có thể làm cho hắn nhanh chóng mạnh lên tàng mệnh luân đoạt được truyền thừa cũng không phải truyền thừa chân chính của hủy diệt nguyên thần nếu hắn biết được đoán chừng sẽ chết không nhắm mắt hồng mông so sánh với những nguyên vị diện khác nơi này vô cùng bình tĩnh không có chiến tranh cùng khủng hoảng quét sạch toàn bộ nguyên vị diện bởi vì hồng mông mới mở rộng xong ở trong một đoạn thời gian rất dài sinh linh đều bôn ba khắp nơi tìm kiếm cơ duyên tần quân để các thần ma về thiên đình mà hắn thì mang theo bàn cổ đi trí cao thần giới bàn cổ là thủ hộ giả của trí cao thần giới tự nhiên về được tần nô vừa cảm thụ được khí tức của bọn hắn xuất hiện ở bên cạnh tần quân bệ hạ ngài rốt cục trở về tần nô cung kính nói hắn có thể cảm giác được tần quân phảng phất như biến thành người khác càng cao thâm khó lường hơn tần quân nhẹ nhàng gật đầu sau đó đi vào trong thiên đế thần cung hấp thu xong không gian chủ quy tắc của nguyên vị diện thứ nhất hắn còn không kịp lĩnh ngộ lại thêm vĩnh hằng như một điên cuồng hắn cần mạnh lên tần nô gãy đầu luôn cảm thấy tần quân giống như có tâm sự nhưng hắn lại không dám hỏi nhiều đành phải đi tìm bàn cổ trong thiên đế thần cung tần quân ngồi trên trí cao thần tọa trong lòng hỏi vì sao nhiệm vụ bảo hộ thiên vận trưởng thành không có hoàn thành hiện tại hắn rất cần tích lũy ban thưởng của hệ thống thiên vận ở trước khi trưởng thành đã chết chỉ là về sau được phục sinh cho nên nhiệm vụ này đã tính thất bại hệ thống trả lời nghe mà tần quân nhíu mày thiên vận đã chết xem ra thiên vận vẫn che giấu không ít chuyện đồng thời trong lòng của hắn có chút áy náy thiên vận luôn cười hì hì khiến người ta cảm thấy hắn phảng phất như không có trải qua chắc trở không có đa tưởng tần quân bắt đầu tu luyện vạn sinh sáng tạo công đợi hắn đột phá vạn sinh sáng tạo tứ cảnh vĩnh hằng như một cũng sẽ không bị hắn để vào mắt vạn sinh sáng tạo cảnh chính là cảnh giới tu luyện độc lập với chúng sinh mỗi đột phá một cảnh tương đương với sáng tạo thần tu luyện một đại cảnh giới thậm chí nhiều hơn trong thiên đế thần cung lâm vào trong yên tĩnh hồng mông trong thiên đình tần lăng mệnh tần thiên võ nhược tâm tần tuyết nhi vây quanh thiên vận tất cả đều tràn đầy vẻ kích động Ngươi rốt cục về rồi. Hảo tiểu tử, làm sao cảm giác bây giờ ngươi rất mạnh? Ha ha, em trai, mau gọi tỷ tỷ. Đúng, ta cũng là tỷ tỷ của ngươi. Thiên vận bị bọn hắn nhiệt tình làm cho có chút trở tay không kịp, hắn nguyên bản cho là sau khi mình trở về sẽ có chút lạnh nhạt với các ca ca tỷ tỷ, nhưng cuối cùng không phải như thế. Hắn đành phải thành thành thật thật gọi ca ca tỷ tỷ, trong lòng lại rất ấm. Cát Tường ở bên cạnh thấy ghen ghét, ôm cánh tay, hừ lạnh một tiếng. Đáng tiếc, thiên vận làm bộ không có nghe được. Hôm nay, công bố toàn bộ hồng mông, em trai của trẫm trở về rồi. Tần lăng mệnh phóng khoáng cười nói, trong lời nói tràn đầy cao hứng. Hôm nay hắn đã là thiên đình chi chủ, tự xưng trẫm cũng không thất lễ. ủng hộ kênh qua linh linkhalazi.com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiên vận nhìn hắn, ánh mắt giống như có thâm ý. Tin tức liên quan tới con trai nhỏ của thiên đế trở về bắt đầu truyền ra, truyền rất xôn xao những truyền thuyết kia của thiên vận cũng bị chúng sinh đào móc xuất sinh là hồng mông thần linh thiên phú như vậy ai có thể so nguyên vị diện thứ nhất vĩnh hằng như một xé không gian nguyên cảnh dạo bước đi ra hắn lục soát khắp từng nguyên vị diện cũng không có bắt được khí thức của thiên nguyên cho nên có chút táo bạo thần niệm của hắn quét qua phát hiện đám người tần quân đã rời đi lập tức lộ ra tiếu dung đã như vậy vậy liền bắt đầu từ nơi này vĩnh hằng như một thì thào nói ngay sau đó nâng tay phải lên lòng bàn tay nhấn về phía trước oanh thần lực từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra vô hình vô sắc trong chốc lát sao trời phía trước sụp đổ bạo tạc kéo dài tới ngay cả không gian cũng bạo tán hóa thành vô số mảnh vỡ tinh không phá diệt vô số sao trời phi đảo đại lục hóa thành cho bụi những vũ trụ vị diện giấu trong không gian thứ nguyên cũng mẫn diệt lực lượng siêu việt siêu thoát thần nguyên muốn phá hủy toàn bộ nguyên vị diện thứ nhất nguyên chủ thứ nhất đang trong cung điện tu luyện đột nhiên mở mắt hắn đứng lên sắc mặt vô cùng âm trầm đáng chết nguyên chủ thứ nhất cắn răng nói hai chữ này bao hàm phẫn nộ vô tận của hắn hắn cảm giác được nguyên vị diện thứ nhất đang hủy diện khẳng định là vĩnh hằng như một cũng may vùng vũ trụ này không thuộc về nguyên vị diện thứ nhất hắn không cần lo lắng mình sẽ bị vĩnh hằng như một tìm tới thế nhưng hắn cùng nguyên vị diện thứ nhất mệnh số tương liên nguyên vị diện thứ nhất phá diệt hắn cũng bị thương nặng hắn coi như tức giận nữa cũng không dám bay ra ngoài, tuyệt vọng lan khắp toàn thân hắn, để khắp cả người hắn băng lạnh. Phốc, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt uể oải xuống. Hắn mở hai mắt, giống giận. Hắn có thể cảm giác được nguyên vị diện thứ nhất đã hủy diệt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nguyên vị diện thứ nhất mênh mông lại hủy diệt ở thời gian ngắn ngủi như thế, bao nhiêu sinh linh, toàn bộ biến mất, ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không có. Nguyên vị diện thứ nhất đã diệt, Thiên Nguyên, ngươi còn không ra? sau đó liền đến phiên nguyên vị diện thứ hai. Tiếng cười lạnh của Vĩnh Hằng như một vang vọng các nguyên vị diện khác, để từng nguyên vị diện sôi trào. Nguyên vị diện thứ nhất đối với sinh linh các nguyên vị diện khác mà nói, như là thánh địa, để chúng sinh hướng tới, lại bị diệt. Chúng sinh phản ứng như không dám tưởng tượng, ngay sau đó biến thành sợ hãi, xâm nhập linh hồn. Trong thiên đế thần cung, tần quân mở hai mắt ra, hai đạo kim quang chiếu sáng hắc ám. Hừ, thanh âm của tần quân tràn ngập sát ít vĩnh hằng như một thật hủy diệt nguyên vị diện bao nhiêu sinh linh bị hắn giết chết giờ khắc này tần quân triệt để tức giận hắn nguyên bản còn muốn ngăn cản vĩnh hằng như một hiện tại hắn quyết định muốn giết vĩnh hằng như một sau đó hắn nhắm mắt lại lần nữa hắn nhất định phải sớm ngày đột phá tới vạn sinh sáng tạo tứ cảnh sau đó chế tài vĩnh hằng như một hồng mông ngược lại không có nghe được thanh âm của vĩnh hằng như một bởi vì vĩnh hằng như một còn không biết hồng mông tồn tại nguyên vị diện thứ tám lòng người bàng hoàng nguyên vị diện thứ nhất thật không còn cứ theo đà này, sớm muộn gì cũng sẽ đến phiên chúng ta. Cái này, ai có thể cứu vớt chúng ta? Đáng giận, hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ không có đại năng ngăn cản hắn sao? Các thần vực đều lâm vào trong sợ hãi, nếu như Vĩnh Hằng như một nói thật, như vậy bọn hắn cũng sẽ bị diệt. Biết trước tử vong sắp đến, hơn nữa bất lực mới là sự tình khiến người ta sợ hãi nhất. Bến bờ vũ trụ, một tử hà khí thế bàng bạc chảy về phía tinh không, bên cạnh lơ lửng một bậc thang hình quạt, từ dưới lên trên càng ngày càng hẹp, phía trên đứng mấy chục bóng người. Chính là quỷ thần mưu. So với trước kia, bóng người bên bậc thang ít đi rất nhiều, lộ ra vô cùng điều hưu. Quỷ thần sách đứng ở trên đỉnh, ngước nhìn phía trên, ánh mắt phẳng phất như xuyên thấu không gian nguyên vị diện thứ 8, nhìn ra tồn tại cao hơn. Hắn thăm thẳm thở dài. Ta đến cùng tranh đấu với ai? Quỷ thần sách mê mang, trước đó hắn cùng thiên nguyên đế tộc, cụ cửu túc tranh. Hiện tại đối thủ đều vẫn lạc, hắn bỗng nhiên đã mất đi mục tiêu, vĩnh hằng như một con hủy diệt nguyên vị diện, hắn không có cảm giác được tuyệt vọng, chỉ có hoảng hốt vô tận. Thủ hạ của hắn cũng trầm mặc, đối mặt vĩnh hằng như một thần bí mà vô địch, bọn hắn chỉ có thể trầm mặc. Chủ thượng, chẳng lẽ chúng ta chờ chết như vậy sao? Một sinh linh mở miệng hỏi, lúc trước hắn chính là thần vực chi chủ, thần phục quỷ thần sách đã mấy chục tỷ năm. Quỷ thần sách cúi đầu nhìn về phía hắn nói, làm sao? Hôm nay hắn lâm vào chán trường trước nay chưa có. Chưa hẳn. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, chỉ thấy cửu cung thủy đế trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh quỷ thần sách các sinh linh khẩn trương quay qua quỷ thần sách nhíu mày nói ngươi có chuyện gì hiển nhiên hắn không phải lần đầu tiên gặp được cửu cung thủy đế cửu cung thủy đế cười cười lúc này phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hắc khí phun trào ở phía sau hắn giống như người giống như quỷ quỷ thần sách chừng to mắt lộ ra vẻ không thể tin được nguyên vị diện thứ hai khu vực trung ương trên một ngọn núi nguyên chủ thứ hai ngồi xuống tu luyện đúng lúc này vĩnh hằng như một bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn khí tức khủng bố để toàn thân hắn run rẩy nhưng hắn không có mở mắt làm sao người đã sớm đoán được ta sẽ đến vĩnh hằng như một đi vào trước mặt hắn từ trên cao nhìn xuống nói ngôn ngữ tràn ngập khinh miệt dưới vị diện tối cao hắn là tồn tại vô địch nguyên chủ thứ hai cũng không ngẩng đầu lên nói động thủ đi khoảng cách nguyên vị diện thứ nhất hủy diệt đã qua trăm năm thiên nguyên vẫn chưa xuất hiện Vĩnh Hằng như một cười lạnh, tay phải ấn lên đầu nguyên chủ thứ hai, hắn thăm thẳm nói, muốn trách thì trách thiên nguyên, mạnh nhất trong mắt các ngươi, lúc trước hắn chém giết ta và bằng hữu tốt nhất, lúc đó ta nhìn thấy bạn thân bị giết, cũng bất lực như ngươi. Tâm tình của ta cũng không tệ lắm, ngươi động thủ đi, đừng nói nhảm. Nguyên chủ thứ hai nhẹ giọng trả lời, nghe mà sắc mặt của Vĩnh Hằng như một cứng đờ. Oanh! Nguyên chủ thứ hai bị thần lực của Vĩnh Hằng như một chấn thành bụi tản ra, hồn phi phách tán, chết đến không thể chết thêm. Ừ. chó của thiên nguyên cũng chán ghét như vậy vĩnh hằng như một hử lạnh nói sau đó hắn nâng tay lên thần lực gào thét mà ra ngay sau đó mắt thường có thể đụng hết thảy hóa thành hư vô hắc ám ngay cả không gian cũng vỡ vụn vô số dòng điện thời không như bầy rồng tứ ngược tinh không không đến hai cái hô hấp nguyên vị diện thứ hai hủy diệt tuyệt đại đa số sinh linh thậm chí không kịp phản ứng ý thức liền lâm vào trong bóng đêm vô tận vĩnh viễn ngủ say diệt tuyệt hết thảy giờ khắc này quanh thân vĩnh hằng như một quấn quanh lấy từng tia huyết khí chính là nghiệp lực biến thành hắn đồ sát sinh linh thật sự quá nhiều khiến cho nghiệp lực của hắn ngưng thành hữu hình hắn lắc lắc tay vẫn không cách nào đánh tan nghiệp lực không khỏi khẽ gắt một tiếng diễu cợt nói nghiệp lực lại như thế nào chúng thần đã mất đi đấu trí ai có thể làm gì được ta sau đó thanh âm của hắn vang vọng các nguyên vị diện còn lại nguyên vị diện thứ hai đã phá diện mạnh nhất của các ngươi vẫn chưa từng xuất hiện hắn đã vứt bỏ các ngươi sáng tạo thần của các ngươi từ bỏ các ngươi, các ngươi còn có tất yếu gì tồn tại. Ngữ khí của hắn tràn đầy trêu tức, bức bách chúng sinh cừu hận thiên nguyên. Từng nguyên vị diện đều lâm vào trong trầm mặc, trong lòng chúng sinh chỉ còn lại có sự hãi cùng tuyệt vọng. Sau đó 200 năm, nguyên vị diện thứ ba, nguyên vị diện thứ tư liên tiếp bị hủy diện, nhưng thiên nguyên vẫn chưa từng xuất hiện, phảng phất như đã vẫn lạc. Vĩnh hằng như một trở nên càng táo bạo, hoành hành các nguyên vị diện khác, các sinh linh thường xuyên có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, nhưng không nhận ra hắn là sáng tạo thần hủy diệt nguyên vị diện. Một ngày này, hắn đi vào nguyên vị diện thứ 8. Hắn phi hành ở trong tinh không, mưu toan tìm kiếm thiên nguyên chuyển thế thân. Phía trước bỗng nhiên bay tới một bóng người, chính là Tô Đế. Ánh mắt của Vĩnh Hằng như một rơi ở trên người hắn, hai mắt ngưng tụ, lúc này tiến lên, ngăn Tô Đế lại. Tô Đế bị tốc độ của hắn dọa sợ, vội vàng dừng lại. Vì sao ngươi có khí tức của sáng tạo thần? Vĩnh Hằng như một trầm giọng hỏi, trong lòng của hắn nhắc lên kinh đào hải lãng khí tức của hủy diệt nguyên thần trong sáng tạo thần mặc dù hủy diệt nguyên thần không thuộc về sơ đại nhưng thực lực cường đại gần với vĩnh hằng thần mệnh tô đế nhíu mày hỏi ngươi là ai sáng tạo thần chẳng lẽ hắn là tô đế nheo mắt lại nhìn chăm chăm vĩnh hằng như một tùy thời chuẩn bị chiến đấu vĩnh hằng như một đánh giá tô đế biểu lộ càng cổ quái rất nhanh hắn liền nhận ra thân phận của tô đế thì ra là thế vĩnh hằng như một cười hủy diệt nguyên thần nhìn như ngoan cố lại cũng hiểu được lưu lại cho mình chuẩn bị ở sau tôi đế hít sâu một hơi hỏi ngươi muốn làm gì cho dù đối phương là vĩnh hằng như một hủy diệt nguyên vị diện nếu muốn xuất thủ với hắn hoặc là nguyên vị diện thứ tám hắn cũng đến chiến một trận không có gì ngươi tự giải quyết cho tốt đi vĩnh hằng như một vứt xuống câu nói này liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tôi đế quay người nhìn lại chân mày nhíu chặt hơn vì sao vĩnh hằng như một buông tha hắn còn có câu nói kia cái gì gọi là trên người hắn có khí tức của sáng tạo thần. Tô đế tâm tư phun trào, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chí cao thần giới, oanh, toàn bộ thiên đế thần cung bỗng nhiên rung động kịch liệt, bàn cổ cùng tần nô cả kinh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước thiên đế thần cung. Cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng tuyệt luân kia, hai người đều trừng to mắt. Đây là bệ hạ đột phá. Tần nô thận trọng hỏi, ở trước mặt cỗ khí tức này, hắn cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Bàn cổ tràn đầy ngưng trọng, chậm rãi gật đầu, cảm thụ của hắn cùng tần nô không kém bao nhiêu nên biết hắn là siêu thoát thần nguyên tứ cảnh bệ hạ đến cùng là thần thánh phương nào vì sao mỗi một lần đột phá đều không hợp thói thường như thế bàn cổ mồ hôi lạnh lầm ly nghĩ vạn sinh sáng tạo công cường đại không phải hắn có thể tưởng tượng rất nhanh cỗ khí tức vô biên kia cấp tốc biến mất ở trong thiên đế thần cung tần quân chậm rãi mở mắt khóe môi vỉnh lên hắn rốt cục đột phá vạn sinh sáng tạo tứ cảnh so với trước khi đột phá hắn mạnh hơn không chỉ vạn lần tạo hóa vạn sinh sáng tạo công tiềm lực vô hạn cho dù tần quân là người sáng tạo cũng không thể đánh giá cũng không biết hai gia hỏa kia tu luyện đến loại tình trạng nào tần quân không khỏi liên tưởng đến bất hủ cùng vĩnh hằng lúc trước hắn truyền vạn sinh sáng tạo công cho bọn hắn chính vì như vậy bọn hắn mới có thể thay đổi nhân quả để nguyên kỷ nguyên vĩnh viễn hãm nhập trong luân hồi vào đi thanh âm của tần quân từ trong thiên đế thần cung truyền ra bàn cổ cùng tần nô vội vàng bay vào rất nhanh, bọn hắn liền gặp được tần quân. Tần quân ngồi ở trên trí cao thần tọa, khí tức cùng toàn bộ thần cung hòa là một thể, mờ mịt thần bí. Chúc mừng bệ hạ đột phá. Tần nô chắp tay cười nói, ánh mắt nhìn về phía tần quân tràn đầy vẻ cùng nhiệt. Hắn đi theo tần quân xuyên qua thời không, chứng kiến tần quân sáng tạo hồng mông, nhìn đối phương từng bước một đạp vào đỉnh phong, không ai có thể lý giải tâm tình của hắn. Tần quân mỉm cười gật đầu nói, tiếp đó, trẫm muốn thân trinh vĩnh hằng như một, các ngươi thủ hộ hồng mông, lời vừa nói ra, bàn cổ cùng tần nô ngẩn người. Bàn cổ đã nói cho tần nô sự tình liên quan tới vĩnh hằng như một, tự nhiên hiểu việc này hung hiểm. Bệ hạ, không thể xuất ruột. Tần nô vội vàng khuyên, mặc dù tần quân đột phá, nhưng so với vĩnh hằng như một hủy diệt mấy nguyên vị diện mà nói, chí ít hắn thấy còn không được. Bàn cổ cũng khuyên, bệ hạ, việc này không thể lỗ mãng, vạn nhất ngài có nguy hiểm, chúng ta liền thật không còn hy vọng. Tần quân chậm rãi đứng dậy, áo bào khẽ nhúc nhích, thể hiện ra khí phách thần linh trí cao bế nghĩa hết thảy vô địch chư thiên trẫm chỉ là thu thập nghiệt tử bất tranh khí mà thôi tần quân không cho phản bác nói ngay sau đó hắn liền tan biến ở trước trí cao thần tọa bàn cổ cùng tần nô lâm vào trầm mặc thật lâu bọn hắn đồng thời thở dài sau đó xoay người rời đi tin tức liên quan tới thiên đế rời đi cũng không có bị bọn hắn truyền ra để tránh thiên đình hỗn loạn trong nguyên cảnh vĩnh hằng như một bỗng nhiên xuất hiện hắn kinh nghi nói, nơi này còn có một nguyên vị diện mới. Hắn đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền gặp được chính hoa tà Phật đang tu luyện. Cỗ khí tức này, làm sao lại? Vĩnh Hằng như một kinh ngạc nói, chẳng lẽ hủy diệt nguyên thần lưu lại hai hài tử? Cảnh giới của chính hoa tà Phật thấp, còn không phát hiện được Vĩnh Hằng như một, nhưng nguyên phạt trong tay hắn lại cảnh giác lên, không ngừng rung động. Hắn vội vàng mở mắt, giờ phút này Vĩnh Hằng như một cách hắn không đến 2 mét, dọa đến hắn lui nhanh. Ngươi là ai? Chính hoa tà Phật tức giận hỏi. Vĩnh Hằng như một cười tủm tỉm nói, ta là bằng hữu cũ của cha ngươi, đừng sợ. Mặc dù hắn cừu hận thiên nguyên, đồ sát nguyên vị diện, nhưng còn không có mất lý trí. Hắn xem như một trong số ít hảo hữu của hình hủy diện, rất ít tham dự chiến tranh, lúc trước tìm thiên nguyên, cũng là nghĩ tiếp tục kéo dài mục tiêu tần quân lưu lại, khai thác thế giới, đáng tiếc bị thiên nguyên ám toán. Cha! Chính hoa tà Phật lập tức trừng to mắt, run giọng nói, ngươi là sáng tạo thần. Vĩnh Hằng như một mỉm cười gật đầu, hắn cũng chú ý tới nguyên phạt, thế là chỉ nguyên phạt nói, cái kia là bảo bối của cha ngươi, giết qua rất nhiều sáng tạo thần. Ngươi muốn cứu cha ngươi không? Nghe vậy, chính hoa tà Phật kinh hỉ nói, cha ta chưa chết. Hồn phách của hắn bị chấn áp ở trí cao thần giới, ngươi muốn cứu hắn, cần đánh bại các sáng tạo thần ở đó, bao quát sáng tạo thần phụ. Vĩnh Hằng như một tràn ngập thâm ý nói, muốn mê hoặc chính hoa tà Phật đối địch thần giới cao nhất. Cái gọi là thần giới cao nhất là vị diện tối cao, thế giới đầu tiên tần quân mở. Chính hoa tà Phật lâm vào trong trầm tư, ánh mắt của Vĩnh Hằng như một để hắn rất khó chịu, cho nên hắn không có lập tức tin tưởng. Phía sau ngươi cũng là nguyên vị diện. Vĩnh Hằng như một đổi chủ đề hỏi, chính hoa tà Phật bình tĩnh lắc đầu nói, không có cái gì. Chật chật, ngươi láo cá hơn cha ngươi, còn biết nói láo. Vĩnh Hằng như một giống như cười mà không phải cười nói. Chính hoa tà Phật trầm mặc, trong lòng mắng Vĩnh Hằng như một giảo hoạt. Đã biết rõ còn hỏi thăm. Sau đó, Vĩnh Hằng như một đi qua, chuẩn bị tiến về Hồng Mông. Đúng lúc này, Tần Quân từ nguyên cảnh dạo bước đi tới. Bộ pháp của hắn lười nhác, vô cực Hồng Mông bào ở trên người hơi phiêu động, tóc dài rối tung, mắt nhắm lại. Vừa nhìn thấy Tần Quân, Vĩnh Hằng như một liền dừng bước lại, cười nói: "Tổ thần, nguyên lai nguyên vị diện này có liên quan tới ngươi." Hắn tìm khắp tất cả nguyên vị diện, cũng không có hành tung của Thiên Nguyên. Chỉ có một khả năng, cái kia chính là Thiên Nguyên giấu ở trong nguyên vị diện mới chính hoa tà Phật quay đầu nhìn lại, phát hiện là tần quân, trong lòng chấn động. Thiên đế là tổ tông của sáng tạo thần. Nếu không vì sao vĩnh hằng như một xưng tần quân là tổ thần. Ừm, chấm muốn giết ngươi. Tần quân mở mắt, nhẹ nói, ánh mắt rơi vào trên người vĩnh hằng như một, toát ra vẻ bất đắc dĩ. Vĩnh hằng như một cười, lắc đầu nói, tổ thần thật biết nói đùa. Oanh! Tần quân bỗng nhiên vọt tới trước mặt hắn, khí thế cực mạnh, vĩnh hằng như một cả kinh lui ra phía sau một bước. Vẻn vẹn một bước, Đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Chính Hoa Tà Phật thấy mắt trợn tròn, vừa rồi tốc độ của Tần Quân siêu việt tưởng tượng của hắn, cảm giác toàn bộ nguyên cảnh bởi vì Tần Quân di động mà hủy diệt. Tần Quân nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng như một nói, nếu như hiện tại ngươi dừng tay, chậm cho ngươi một chút hy vọng sống. Một chút hy vọng sống. Vĩnh Hằng như một cười, lạnh giọng nói, không giết Thiên Nguyên, ta thể không bỏ qua. Tổ thần, nếu như ngươi ngăn ta, đừng trách ta không khách khí. Hắn tự nhận đã đủ tôn kính với Tần Quân. Cho dù tu vi của tần quân không bằng hắn, hắn vẫn vì tần quân suy nghĩ. Hủy diệt nguyên vị diện thứ nhất cũng là chờ sau khi tần quân rời đi, hắn mới động. Nhưng tần quân không hiểu hắn, để hắn rất giận. Chuyển sang nơi khác, người ta chiến một trận. Tần quân nhẹ giọng nói, ngư khí bình tĩnh, không giống như muốn tử chiến. Vĩnh hằng như một nhìn tần quân thật sâu, qua một hồi lâu mới đáp, được. Hắn quay người, vỗ vỗ bả vai của chính hoa tà Phật, đi đến một phương hướng khác. Tần quân theo sát phía sau. Thiên đế, chính hoa tà phật vội vàng nói tần quân quay đầu nhìn hắn cười cười sau đó đi theo vĩnh hằng như một nhìn lấy bọn hắn rời đi chính hoa tà phật thật lâu không có lấy lại tinh thần hắn không rõ tần quân cùng vĩnh hằng như một đến cùng có cừu hận gì nhưng lúc trước vĩnh hằng như một nói bị hắn nhớ kỹ cha hắn ở thần giới cao nhất chờ hắn đi cứu thiên đình cái gì bệ hạ đi tìm vĩnh hằng như một rồi đát kỷ kinh thanh hỏi đứng ở trước mặt nàng chính là bàn cổ nàng đang vì thiên vận an bài việc hôn nhân cho nên muốn tìm tần quân tần quân từng lưu cho nàng một lệnh bài chỉ cần rót pháp lực vào tần quân ở trí cao thần giới liền có thể cảm ứng được nhưng tần quân rời đi bàn cổ tiếp được tín hiệu đành phải tự mình đến đây nói cho đát kỷ dù sao đát kỷ là thiên hậu của tần quân bàn cổ bất đắc dĩ nói bệ hạ vừa đột phá khả năng có nắm chắc nói ra lời này hắn cũng không có sức lực vĩnh hằng như một thật sự là quá mạnh lúc tần quân đột phá tuy khí thức rất mạnh nhưng so sánh với vĩnh hằng như một vẫn có một ít tranh lệch đát kỷ hoa dung thất sắc ngồi ở trên ghế đá trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng bàn cổ thở dài một tiếng biến mất tại nguyên chỗ về trí cao thần giới đát kỷ hít sâu một hơi sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cầu nguyện cho tần quân nàng không có bối rối chuyện cho tới bây giờ nàng đã có thể hoàn toàn tín nhiệm tần quân lần này tần quân đi nhất định có thể đánh bại vĩnh hằng như một chỉ là hy vọng hắn không bị thương tần quân cùng vĩnh hằng như một bay ra nguyên cảnh đi vào một vùng không gian tăm tối nơi này không gian vô biên vô hạn như thế giới trước nguyên kỷ nguyên vĩnh hằng như một quay người nhìn về phía tần quân cười nói nơi này là tầng không gian giữa thần giới cao nhất cùng nguyên vị diện ở chỗ này chúng ta có thể thỏa thích chiến đấu tần quân theo dõi hắn nói ngươi còn nghĩ rất chu đáo vĩnh hằng như một nhếch miệng cười trong mắt bắn ra tinh quang nói có thể cùng tổ thần chiến một trận trong sáng tạo thần chỉ có ta có vinh hạnh đặc biệt như thế." Mặt hắn lộ vẻ hưng phấn, mặc dù hắn đã cảm thấy mình cường đại hơn Tần Quân, nhưng nếu thật đánh bại Tần Quân, tâm cảnh của hắn sẽ đề cao mạnh. "Ừm, đúng là vinh hạnh đặc biệt, bất quá cái giá là tử vong." Tần Quân lạnh nhạt nói, đang khi nói chuyện, hắn tiến vào trạng thái Thiên Đế thần thể, cả người giống như mạ vàng, lóng lánh kim quang sáng chói. Vĩnh hằng như một hơi biến sắc, khí tức của Tần Quân đột nhiên đề cao, thậm chí để hắn có loại cảm giác tưởng như hai người xem ra ta vẫn đánh giá thấp tổ thần vĩnh hằng như một âm thầm nghĩ ngay sau đó hán nhắc trưởng nhìn tần quân nói trong ba trưởng nếu như không thể đánh bại ngươi coi như ta thua nguyên vị diện ta cũng không tiếp tục hủy diệt nữa ba trưởng tần quân cười lười nhác nói nhảm trực tiếp thôi động thiên đế long khí ngâm từng thiên đế long khí tê ngâm từ trong cơ thể hắn giết ra mang theo khí thế không thể ngang hàng đụng vào vĩnh hằng như một vĩnh hằng như một cười lạnh tay phải oanh ra thần lực hóa thành quang trưởng cao tới ức vạn dặm quét ngang mà đi và nát từng thiên đế long khí đánh tới tần quân lực lượng siêu việt siêu thoát thần nguyên bá đạo như vậy tần quân mặt không đổi sắc thôi động đấu đạo bí tự khí thế lần nữa tăng vọt hắn nâng tay phải lên ngón trò bắn ra thiên đế thần phạt hỏa quang giết ra xuyên thủng quang trưởng vĩ ngạn hỏa quang cường đại kích về phía vĩnh hằng như một để vĩnh hằng như một động dung trưởng thứ nhất đã ra chỉ còn lại hai trưởng Vĩnh Hằng như một không dám khinh thường, lúc này thi triển toàn lực, huy trưởng mà ra, đánh sơ sắc hỏa quang của Thiên Đế thần phạt, ngay sau đó thân hình hắn tan biến tại chỗ cũ. Cơ hồ là cùng một thời gian, hắn đi vào sau lưng Tần Quân, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bàn tay trái từ sau lưng đẩy ra. Một trường này đủ để hủy diệt hết thảy. Lúc hủy diệt nguyên vị diện thứ nhất, hắn cũng chưa từng động tới thần lực như thế. Đổi lại Tần Quân lúc ở Vạn Sinh Sáng Tạo Tam cảnh căn bản là, không có cách tránh né, nếu bị vỗ trúng, thế tất thân tử đạo tiêu. Oanh! Bàn tay trái của Vĩnh Hằng như một rơi vào trên lưng tần quân, thần lực kinh khủng muốn xé nát tần quân. Kinh phong hủy diệt hết thảy tứ ngược, thổi đến vô cực hồng mông bào của tần quân điên cuồng chập chờn, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ bạo tán. Biểu lộ của Vĩnh Hằng như một trong nháy mắt ngưng kết, bởi vì tần quân lông tóc không hư hại, hắn thậm chí cảm giác được thần lực của mình bị tần quân thu vào trong cơ thể, lưng của tần quân giống như cất giấu một cái miệng to như chậu máu thôn vệ thần lực của hắn cái này vĩnh hằng như một trợn tròn mắt hắn không tin tả tăng lớn thần lực đáng tiếc vẫn vô dụng tần quân đưa lưng về phía hắn mở miệng nói ba trưởng đã qua ngươi thua đánh mặt quá ác vĩnh hằng như một cắn răng giả bộ không có nghe được tay phải vung ra lúc này tần quân xoay người một quyền đập tới quyền trưởng tấn công không gian hắc ám quanh quẩn âm thanh trầm đục đủ để phá vỡ thần hồn cánh tay phải của vĩnh hằng như một đứt từng khúc thân hình bay rớt ra ngoài. Đúng lúc này, tần quân duỗi tay nắm lấy tay phải của hắn, quyền trái điên của oanh ra, rơi vào trên người vĩnh hằng như một. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn oanh ra mấy chục tỷ quyền, lực lượng của hắn cực kỳ kinh khủng, mạnh như vĩnh hằng như một cũng bị đánh nổ nhục thân, hồn phách hóa thành vô số đốm sáng. Tần quân chậm rãi thu quyền, trong kim quang, không cách nào hiện ra nét mặt của hắn. Giờ khắc này, khí thế của hắn là băng lãnh như vậy. Hồn phách của vĩnh hằng như một rất nhanh liền ngưng tụ thành công, nhục thân khôi phục trong nháy mắt phục sinh hắn nhìn tần quân sắc mặt âm trầm tới cực điểm nắm chặt song quyền cắn răng nghiến lợi hỏi đây là lực lượng gì lực lượng sáng tạo ngươi tần quân lạnh giọng trả lời nhìn về phía vĩnh hằng như một ánh mắt tràn đầy sát ít lật lọng uổng là thần dạng thần này chu cũng được nghĩ xong tần quân cất bước đi về phía vĩnh hằng như một khí thế liên tiếp cất cao cho dù là nguyên vị diện cũng gánh không được khí tức của hắn vạn sinh sáng tạo tứ cảnh đủ để bao dung hết thảy lực lượng cũng có thể hủy diệt hết thảy vĩnh hằng như một thẹn quá hóa giận lúc này bộc phát ra toàn bộ lực lượng trong chốc lát hắn khôi phục quang thể hóa thành trạng thái người ánh sáng hai thần đụng vào nhau ngàn vạn quy tắc tế ra càn quét cùng một chỗ nhiễu loạn không gian hai bên bộc phát ra tốc độ cực hạn ở trong khu vực hư vô không ngừng cuồng chiến sông lớn rộng chừng vô số dặm bành trướng lao đến bao phủ hai thần ngay sau đó sông lớn tiêu tán liệt diễm cuồn cuộn từ trên rơi xuống vẫn không ảnh hưởng được hai thần tần quân dùng đại chu thiên trưởng đánh lui vĩnh hằng như một chín đại đạo sinh thiên luân xoay quanh người hắn đường kính đạt tới ức vạn dặm chấn động đến vĩnh hằng như một lui càng ngày càng xa đáng giận trong mắt vĩnh hằng như một bắn ra hai đạo hung quang khiếp người hắn nâng tay phải lên lòng bàn tay đưa lên trên dùng danh nghĩa của ta vĩnh hằng thần phù hộ tiếng nói vừa dứt một cột sáng phù diêu xuống rơi ở trên người hắn tần quân suỳ cười một tiếng khinh miệt nói Người mưu toan siêu Việt Vĩnh Hằng lại còn vận dụng lực lượng của hắn. Lời vừa nói ra, Vĩnh Hằng như một như mèo bị dẫm đuôi, lửa giận bộc phát từ trong Vĩnh Hằng thần quang sông ra, trên người có tầng một áo giáp, tràn đầy lam quang, chính là Vĩnh Hằng lực. Giờ khắc này, khí thế của hắn tăng vọt, cường đại đến cực điểm, tần quân vung tay phải lên, trí cao thần lực rót vào mỗi một bộ phận, kim quang trên người càng thêm lập lòe. Chấm muốn để ngươi hiểu, vì sao chấm có tư cách sáng tạo hết thảy thanh âm của tần quân vô cùng uy nghiêm, như quy tắc công bằng tuyệt đối, chế tài chúng sinh. Oanh! Hai thần lần nữa oanh vào nhau, vạn pháp phá diệt, hỗn độn hồng mông liên tiếp huyễn hiện, cũng không phải tồn tại chân thực, mà là ý niệm của tần quân. Vĩnh hằng như một hoàn toàn bị tần quân áp chế, nhưng hắn vẫn nộ, căn bản không buông tay, một mực bảo trì tư thế tiến công. Ánh mắt của tần quân ngưng tụ, vô số thiên đế phân thân xuất hiện, trải rộng phương viên nghìn vạn dặm, vây vĩnh hằng như một chật như nêm cối. Một trăm triệu phân thân, như một trăm triệu sáng tạo thần thủy tổ nhìn chằm chằm vĩnh hằng như một trong lòng vĩnh hằng như một nhấc lên sóng biển vạn trượng hắn kinh thanh hỏi cái này hắn có thể cảm giác được khí thức của những phân thân này như bản tôn của tần quân chỉ một tần quân hắn cũng đánh không lại nhiều tần quân như vậy còn có thể chiến tâm thần tần quân khẽ động một trăm triệu thiên đế phân thân cùng nhau động oanh một tiếng tiếng oanh minh xuyên thấu không gian vang vọng tất cả nguyên vị diện kinh đến vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lên trên chỉ thấy trên cao nổi lên kim quang, tựa như quang minh rơi xuống, xua tan hết thảy tà ác, chấn động lòng người không gì sánh nổi. Đó là cái gì? Cỗ uy áp này rất mạnh, nhưng không để cho ta cảm giác được nguy hiểm. Loại khí thức này, đến cùng đến từ ai? Chẳng lẽ vĩnh hằng như một loại muốn hủy diệt nguyên vị diện? Các sinh linh đều đang nghị luận, vô cùng khẩn trương, sợ vĩnh hằng như một hủy diệt nguyên vị diện lần nữa. Một trăm triệu thiên đế phân thân đều thối lui, trở lại chỗ bọn hắn xuất hiện, như thần tượng đứng sừng sững bất động, lạnh lùng nhìn phía trước bóng người của vĩnh hằng như một đã biến mất nơi đó chỉ còn lại có một mảnh điểm sáng chính là hồn phách của hắn thiên đế phân thân vừa ra sáng tạo thần thì như thế nào miểu sát tần quân lạnh nhạt nhìn vĩnh hằng như một trong mắt không có chút thương hại hắn đã cho vĩnh hằng như một rất nhiều cơ hội đáng tiếc vĩnh hằng như một không nghe khuyên bảo thậm chí ngay cả lời hứa của mình cũng không tuân thủ tần quân đã triệt để thất vọng cừu hận che đậy trái tim của sáng tạo thần này khí tức của vĩnh hằng như một vô cùng yếu ớt cho dù hắn có thể phục sinh thậm chí ngay cả hồn phách cũng khó mẫn diện nhưng ở dưới trí cao thần lực tàn phá hắn cũng gánh không được không có lập tức phục sinh vì cái gì không có khả năng thanh âm của vĩnh hằng như một đứt quãng vang lên trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng cùng khó có thể tin một đoạn thời gian trước tần quân ở trong mắt hắn vẫn là sâu kiến tùy thời có thể bóp chết vì sao hiện tại mạnh như vậy hắn có thể xác định tần quân tuyệt đối là mới mạnh lên nếu không sớm ở lúc hắn hủy diệt nguyên vị diện thứ nhất tần quân đã xuất thủ nhưng lúc này mới bao lâu làm sao tu vi có thể bay vọt khủng bố như thế chẳng lẽ đây hết thảy đều là âm mưu của hắn tần quân vì diệt trừ hắn tận lực chờ hắn hủy diệt nguyên vị diện mới vừa xuất thủ giờ khắc này vĩnh hằng như một nghĩ đến rất nhiều loại khả năng để hồn phách của hắn lâm vào trong băng giá tần quân thân ở trong kim quang lộ ra vô cùng thần bí làm cho không người nào có thể phân rõ ánh mắt của hắn còn có gì muốn nói không? Tần quân mở miệng hỏi, thanh âm băng lãnh, lạnh lùng vô tình. Hồn phách của Vĩnh Hằng như một bắt đầu tập hợp, hắn cũng không có cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn hiểu, cho dù nhục thân ngưng tụ thành công, hắn cũng trốn không thoát. Nếu như người gặp được thiên nguyên, giúp ta giết hắn, được không? Thanh âm của Vĩnh Hằng như một mang theo một tia năn nỉ, cho dù đến thời khắc vẫn lạc, hắn vẫn chỉ muốn báo thù. Hắn quên không được một màn pháp tiên thiên chết thảm kia, như bóng ma ở trong lòng hắn, Tần quân thăm thẳm hỏi, hắn ngoại trừ giết các ngươi, còn làm qua chuyện sai gì không? Vĩnh Hằng như một trầm mặc. Trừ cái này ra, thiên nguyên xác thực không có thể bắt bẻ. Trong chúng thần, chỉ có thiên nguyên tuân theo ý chí của tần quân, một mực mở thế giới mới, trái lại sáng tạo thần khác chỉ biết nội đấu. Tần quân nâng tay phải lên, trí cao thần lực vô hình trong nháy mắt cuốn lấy Vĩnh Hằng như một. Đây chính là vạn sinh sáng tạo cảnh. Mỗi đột phá một cảnh, như thoát thai hoán cốt. Sở dĩ có thể đột phá, chủ yếu là bởi vì không gian chủ quy tắc của nguyên vị diện thứ nhất nguyên vị diện thứ nhất là mở đầu của nguyên vị diện không gian chủ quy tắc của nó tương đương với không gian chủ quy tắc của tất cả nguyên vị diện thậm chí ẩn chứa ảo diệu của nguyên không gian hơn nữa là nguyên không gian phát triển thành thục đương nhiên tần quân nguyên bản ở vạn sinh sáng tạo tam cảnh đỉnh phong lại thêm vĩnh hằng như một áp lực khiến cho tần quân có thể thuận lợi đột phá ở dưới trăm triệu thiên đế phân thân nhìn chằm chằm vĩnh hằng như một triệt để từ bỏ ở dưới trí cao thần lực lôi kéo, vĩnh hằng như một tới gần tần quân. Rất nhanh, vĩnh hằng như một liền đến trước mặt tần quân, vẫn không thể động đậy. Tần quân đưa tay, sờ lên đầu của hắn, như trưởng bối đang vuốt ve hậu nhân, không nói gì để tất cả phẫn hận trong lòng vĩnh hằng như một hòa tan. Giờ khắc này, vĩnh hằng như một nghĩ đến trước đây thật lâu. Hai ngàn sáng tạo thần nghe tần quân giảng đạo. Khi đó bọn hắn đơn thuần vui vẻ, vô ưu vô lự. Tổ thần, nếu như có thể, giúp ta phục sinh hủy diệt, vĩnh hằng như một nói ra thỉnh cầu sau cùng của mình sau đó hắn tự bạo hồn phách hóa thành vô số điểm sáng chui vào trong lòng bàn tay của tần quân ở thời khắc cuối cùng hắn triệt để buông xuống cho dù chết hắn cũng nguyện ý thành toàn tần quân kim quang trên người tần quân rút đi ngay thời điểm hồn phách của vĩnh hằng như một đều chui vào lòng bàn tay hắn hắn đột nhiên nắm tay một điểm sáng lơ lửng ở trong lòng bàn tay hắn tay phải hắn vung lên ném điểm sáng này vào sâu trong bóng tối tội lỗi của ngươi, chậm giúp ngươi đền bù, nhưng không có lần sau. Tần quân nhẹ giọng nói, sau đó hắn hư không ngồi xếp bằng xuống. Một trăm triệu thiên đế phân thân tiêu tán, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn không có rời đi, mà ở khu vực này cảm ngộ. Vĩnh hằng như một ở một khắc cuối cùng lựa chọn tác thành hắn, hắn tự nhiên không thể bôi nhọ. Trước khi tiến vào trạng thái tu luyện, hắn mở miệng nói, vĩnh hằng như một đã vẫn lạc, nguyên vị diện còn lại sẽ không bị hủy diệt nữa. Lời vừa nói ra, Nguyên vị diện thứ năm, nguyên vị diện thứ sáu, nguyên vị diện thứ bảy, nguyên vị diện thứ tám, nguyên vị diện thứ chín, nguyên vị diện thứ 10. tất cả đều phấn chấn. Vĩnh Hằng như một chết. Ha ha. Thanh âm này là của ai? Chẳng lẽ là mạnh nhất? Vĩnh Hằng như một chết rồi. Là ai giết hắn? Nhanh vỗ ta, ta có nằm mơ hay không? Kinh khủng, Vĩnh Hằng như một lại chết đi. Chết vô thanh vô tức. Sinh linh của các nguyên vị diện bắt đầu nghị luận việc này, sợ hãi tuyệt vọng bao phủ các nguyên vị diện trong nháy mắt tán đi. Nguyên vị diện thứ 8, trên một đại thế giới, tôi Đế đang đi trên đường rừng bước lại, ngước nhìn bầu trời, hắn tự lẩm bẩm, không hổ là thiên đế. Hắn lắc đầu cười một tiếng, mặt lộ vẻ thiếu dung, tiếp tục đi tới, tan biến ở trong bể người. Một bên khác, thương cảnh thần vực, tuyển Khải nữ hoàng đang xử lý sự vụ thần vực lâm vào trong hoảng hốt. Thanh âm này là Nàng lộ vẻ phức tạp, phương tâm càng chấn động. Nguyên vị diện thứ bảy, Nguyên chủ thứ bảy đang ở trong cung tu luyện chậm rãi mở mắt, trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra kinh hỉ. Nàng nhận ra thanh âm này, cho nên nàng không có chấn kinh, mà nói một mình, quả nhiên, hắn thật là mạnh nhất. Mạnh nhất trở về, nguyên vị diện lại lần nữa khôi phục trật tự. Cùng lúc đó, chúng sinh hồng mông thì không nghĩ ra. Vĩnh hằng như một là ai? Thanh âm của tần quân cũng vang lên ở hồng mông, chủ yếu là bảo đảm bình an cho đám người đát kỷ, để bọn hắn không cần phải lo lắng mình thiên đình, trong ngự hoa viên. Đát kỷ cùng các thiên phi tập hợp, khi nàng nghe được thanh âm của tần quân, lập tức thở dài một hơi, lộ ra thiếu dung cười ngất chúng sinh. Thiên phi khác thì rất ngạc nhiên. Đây không phải thanh âm của bệ hạ sao? Vĩnh hằng như một là ai? Đát kỷ tỷ tỷ, có phải ngươi có chuyện gì giấu giếm chúng ta hay không? Đúng rồi. Nhanh nói đi. Trúc Nghiên Khanh, Liễu Nhược Lai, Vọng Tuyết, Du Phượng Hoàng, Hắc Điệp Tiên Tử, Hy Linh Nữ Đế, Lâm Ngọc Kỳ, vội vàng hỏi thăm Đát Kỷ. Đát Kỷ cũng không giấu giếm nữa, nói sự tình tiến về nguyên vị diện thứ nhất một lần, nghe mà thế giới quan của các thiên phi vỡ nát. Thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Chí cao thần giới, nguyên khí quấn quanh bàn cổ, hắn mở hai mắt, thở dài nói, không hồ là bệ hạ. Lúc này, tần nô xuất hiện ở bên cạnh hắn, kinh hỉ nói, bệ hạ thắng. Ừm, Hẳn là không sai, bệ hạ cường đại không phải người ta có khả năng tưởng tượng. Bàn cổ nhẹ nhàng gật đầu, lúc nói ra lời này, mặt mũi hắn tràn đầy thổn thức. Tần Nô hưng phấn nắm chặt song quyền nói, bệ hạ là thiên đế, thiên đế sáng tạo hết thảy, trí cao vô thượng, đánh bại vĩnh hằng như một là chuyện đương nhiên. Giờ khắc này, hắn không khỏi hồi tưởng chàng cảnh cùng tần quân mở hồng mông. Có một loại đồ vật tên là huy hoàng nở rộ ở trong lòng hắn. Vô luận đến đâu, thiên đế vĩnh viễn là tồn tại mạnh nhất. Hắn là thần thoại, thần thoại mạnh nhất. Bàn cổ hít sâu một hơi, hiện tại, chúng ta lại an ổn, cố gắng tu luyện đi tranh thủ lần tiếp theo chúng ta có thể trợ giúp bệ hạ tần nô gật đầu lúc này hưng phấn rời đi nhìn bóng lưng hắn rời đi bàn cổ không biết nên khóc hay cười rất khó tưởng tượng ra hỏa này là hồng mông vận mệnh hồng mông nguyên cảnh chính hoa tà phật nhìn quang hải kim sắc ở phía trên hắn cảm thán không thôi thiên đế lại lần nữa cứu vớt chúng sinh khác biệt dĩ vãng lần này hắn cứu tất cả nguyên vị diện người đến cùng là thần thánh phương nào chính hoa tà phật lẩm bẩm nghĩ về quá khứ hắn có loại cảm giác thiên đế nhìn hắn trưởng thành nếu như hắn không đoán sai cha của mình hủy diệt nguyên thần cùng tần quân có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời thậm chí có thể là một loại quan hệ để hắn khiếp sợ nguyên phạt trong tay bỗng nhiên chiến minh chính hoa tà phật có thể cảm giác được nó cao hứng vì thiên đế thắng lợi mà cao hứng hắn hoang đường nghĩ rất nhanh hắn liền bác bỏ khả năng này thật tình không biết nguyên phạt chính là thiên đế sáng tạo nói theo một ý nghĩa nào đó thiên đế mới là chủ nhân chân chính của nó sau đó hắn tiếp tục nhắm mắt tu luyện trong vị diện độc lập nguyên chủ thứ nhất đang tu luyện mở mắt mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin làm sao có thể đây chính là sáng tạo thần toàn thân hắn run rẩy hắn cũng nghe được thanh âm của tần quân thiên đế bị hắn xem như quân cờ vậy mà chu sát sáng tạo thần hơn nữa không có tiếng vang chiến đấu há không phải nói thực lực của thiên đế viễn siêu vĩnh hằng như một nếu như thế vậy coi như hắn phục sinh tín ngưỡng của hắn cũng không tranh nổi tần quân trong nháy mắt hắn mê mang. Cả người đấu trí tan rã, lưng cúi xuống, sụi lơ tại nguyên chỗ, hai mắt vô thần. Trong quang cầu màu xanh ra trời phía dưới, bóng người vĩ ngạn kia vẫn lẳng lặng cất giấu, giống như vật chết, không gian hư vô. Trong bóng tối, tần quân lẳng lặng ngồi, cảm ngộ toàn bộ lực lượng của vĩnh hằng như một. Nguyên lai, trên siêu thoát thần nguyên chính là vô thượng nguyên thần. Theo lý mà nói, cảnh giới này tương đương với cảnh giới tối cao. Cho dù là các sáng tạo thần ở thần giới cao nhất, cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới này, nhưng không bao gồm Tần Quân tu luyện Vạn Sinh Sáng Tạo Công. Vạn Sinh Sáng Tạo Tứ cảnh có thể hoàn ngược vô thượng nguyên thần, huống chi Vạn Sinh Sáng Tạo Công còn có thể tiến thêm một bước. Nếu là ngũ cảnh thì sao? Lần nữa vô địch các vị diện, Tần Quân không có suy nghĩ tới phương diện này nhiều, Vĩnh Hằng như một sống vô số năm, cảm ngộ của hắn đầy đủ để tu vi của Tần Quân bay vọt lần nữa. Huống chi, Vĩnh Hằng như một còn cống hiến hồn phách của mình, tương đương với thể hồ quán đỉnh cho Tần Quân quy tắc vĩnh hằng như một, thể hiện ở trên vĩnh hằng. Như thế nào là vĩnh hằng? Bản tôn vĩnh hằng, quy tắc vĩnh hằng, thần lực vĩnh hằng, hồn phách vĩnh hằng. Đúng nghĩa bất tử bất diệt, ngoại trừ trí cao thần lực, không có lực lượng gì có thể diệt sát hắn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có lẽ chấm có thể khôi phục bốn nguyên vị diện mà hắn mặt sát. Tần quân nhắm mắt lại lầm bẩm lâm vào trạng thái huyền diệu một đạo kim hoa từ bên trên rơi xuống vẩy vào trong không gian hư vô khu trục hắc ám ngay sau đó nguyên khí cuồn cuộn từ không sinh có tràn ngập ở quanh người hắn muốn triệt để dung hợp mệnh cách của vĩnh hằng như một vẫn phải tốn hao thời gian dài rằng giặc mà không phải một sớm một chiều hồng mông trải qua trăm vạn năm nguyên vị diện khác cũng đi qua thời gian khác biệt dài nhất đạt tới mấy chục tỷ năm trong nguyên cảnh cửu cung thủy đế thái dịch hỗn độn mang theo quỷ thần sách cùng thủ hạ của hắn dạo bước đi lại chúng ta muốn đi đâu? Quỷ thần sách trầm giọng hỏi, hắn cùng cửu cung thủy đế kết minh chục tỷ năm, quỷ thần mưu cũng chuyển rời đến nguyên vị diện thứ sáu, trở thành quái vật khổng lồ chiếm cứ nửa giang sơn của nguyên vị diện thứ sáu. Một ngày này, cửu cung thủy đế bỗng nhiên mang theo thái dịch hỗn độn tới tìm hắn, nói muốn dẫn hắn đi gặp một vị thần. Một vị thần có thể dẫn bọn hắn siêu việt nguyên chủ. Tu vi đạt tới cảnh giới như bọn hắn, cơ hồ không cách nào lại tăng trưởng, lại thêm bọn hắn không có mệnh cách, càng không có cơ hội đột phá. Cửu cung thủy đế cũng không quay đầu lại nói, yên tâm đi, sẽ không hại ngươi, ở trên thân thể ngươi hao tốn nhiều tinh lực cùng thời gian như vậy, không có khả năng hại ngươi. Nghe vậy, quỷ thần sách nhíu mày càng sâu. Đến cùng sự tình gì, lại hần bí như vậy? Thái dịch hỗn độn mở miệng yếu ớt nói, thật muốn dẫn bọn hắn đi sao? Có thể bị phụ thần phát hiện hay không? Đừng lo lắng, phụ thần đã có ít nhất triệu năm chưa từng xuất hiện. Cửu cung thủy đế khoát tay cười nói, trong mắt lộ ra vẻ kích động chẳng lẽ ngươi thỏa mãn với thân phận hồng mông thần linh không muốn trở thành sáng tạo thần sáng tạo thần thái dịch hỗn độn trầm mặc quỷ thần sách cùng bọn thủ hạ của hắn cũng động dung cái thân phận này đầy đủ để toàn bộ sinh linh điên cuồng sáng tạo thần đây chính là tồn tại cường đại có thể hủy diệt nguyên vị diện rất nhanh phía trước bọn hắn xuất hiện một bóng người rõ ràng là chính hoa tà phật chính hoa tà phật cầm nguyên phạt hành tẩu ở trong nguyên cảnh chẳng có mục đích hắn vừa nhìn thấy đám người cửu cung thủy đế, lập tức sửng sốt, đám người cửu cung thủy đế cũng sửng sốt. Bầu không khí trở nên vi diệu. Các ngươi muốn đi đâu đây? Chính hoa tà Phật trầm giọng nói, vừa nhìn thấy cửu cung thủy đế cùng thái dịch hỗn độn, trong mắt của hắn liền toát ra sát ý. Đối với hồng mông chúng sinh mà nói, hồng mông thần linh trước kia đều rất đáng giận, thậm chí kém chút để sinh linh của nguyên vị diện khác phá vỡ hồng mông. Mắc mớ gì tới ngươi? Cút! Cửu cung thủy đế tức giận nói, Đồ đệ của đấu chiến thắng Phật, hắn còn nhớ rõ. Những người khác cũng không có để chính hoa tà Phật vào mắt. Thấy cảnh này, chính hoa tà Phật hừ lạnh một tiếng, dẫn theo nguyên phạt phóng về phía bọn hắn. Trên hồng mông, trong một không gian riêng biệt, Nhậm Ngã Tiếu đứng ở trước mặt Lý Họa Hồn, nhìn Lý Họa Hồn đang đột phá, hắn cảm thán nói, không hổ là con trai ta, cho giỏi hơn thầy. Hai mắt Lý Họa Hồn nhắm chặt, cả người quấn quanh lấy kình phong, khí thế cường đại. Lúc này, Tô Đế bỗng nhiên xuất hiện, Hắn đi đến trước mặt Nhậm Ngã Tiếu, hỏi: "Thế nào? Hắn có khỏe không?" Nói nhảm, không chỉ không có việc gì, còn muốn đột phá. Hai tay Nhậm Ngã Tiếu chống nạnh, đắc ý cười nói, đang khi nói chuyện, còn dương đầu lên. Khóe miệng của Tô Đế khẽ cong, cười nói: "Đây chính là mệnh cách của sáng tạo thần, không nghĩ tới ngươi bỏ được cho hắn. Ngươi cho ta mệnh cách, ta liền có quyền lực xử trí nó." Nhậm Ngã Tiếu khoát tay cười nói, vẻ mặt không quan trọng hắn thua thiệt lý họa hồn quá nhiều cho dù cho mệnh cách hắn vẫn cảm thấy chưa đủ bất quá nói đi thì nói lại ngươi là từ đâu đạt được mệnh cách của sáng tạo thần nhậm ngã tiếu hiếu kỳ hỏi tô đế mỉm cười cũng không trả lời ném một câu liền rời đi dạy bảo hắn thật tốt đừng để ma tâm của hắn lần nữa chạy đến mắt thấy tô đế rời đi nhậm ngã tiếu vội vàng gọi hắn lại ngươi lại muốn đi chỗ nào tô đế cũng không quay đầu lại khoát tay nói truy đuổi thiên đế tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Nhậm ngã tiếu ngẩn người, cảm thán nói, tiểu tử này, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Trong mắt hắn toát ra hồi ức. Khi đó, ngươi chỉ là một đồ tiểu tử quật cường, bây giờ đã siêu việt ta, trách không được phụ thần coi trọng như thế ngươi. Nhậm ngã tiếu thì thảo nói, chợt quay người ngồi ở bên cạnh lý họa hồn, chờ lý họa hồn đột phá. Thời gian có thể san bằng hết thảy. Dần dần, sinh linh từng nguyên vị diện đã từ trong bóng tối của vĩnh hằng như một đi ra, mà hồng mông không có trải qua nguy cơ nguyên vị diện hủy diện, nên càng thương hải tăng điền. Thiên đế đã trở thành truyền thuyết. Thiên đình ở dưới tần lăng mệnh dẫn đầu, càng thêm cường thịnh, được chúng sinh cung xưng là mệnh đế. Ở dưới tài nguyên của thiên đình, tần lăng mệnh đột phá tới trí thượng thủy nguyên chủ, đã hoàn toàn gánh vác lên trách nhiệm của thiên đình chi chủ. Tu vi của tần thiên võ còn mạnh hơn hắn, thành một đời chiến thần mới của thiên đình. Cũ mới giao thế, truyền thuyết của thiên đế cùng các thần tướng cũng đã trở thành thần thoại, vĩnh thế lưu hương. Một ngày này, trong thiên đế cung, đát kỷ cùng các thiên phi uống trà nói chuyện phiếm. Bây giờ, thiên đế cung đã trở thành cấm địa cao nhất của thiên đình. Thiên đình chi chủ mệnh để hạ lệnh, ai dám xông vào, giết chết bất luận tội. Cũng không biết khi nào tần quân ca ca trở về. Tiểu ly chống cầm, thăm thẳm ai thắn nói. Nàng rất nhớ tần quân, nhớ sắp nhập ma rồi. Trúc nghiên khanh che miệng cười nói, bệ hạ đang đột phá, đừng suy nghĩ. Chờ hắn trở về, sẽ không lại rời đi nữa. Không chỉ có nàng nghĩ như vậy, thiên phi khác cũng như thế. Bây giờ Tần Quân cường đại cỡ nào, ngay cả vĩnh hằng như một hủy diệt nguyên vị diện cũng bị Tần Quân diệt sát, còn có ai là đối thủ của Tần Quân? Tần Quân đã là mạnh nhất, áp đảo hết thảy. Ai, hồi tưởng lại trước kia, luôn có cảm giác nằm mộng. Du Phượng Hoàng để quyển sách trên tay xuống, cảm thán nói: "Hắc Điệp tiên tử lắc đầu bật cười, nói: "Ta cùng bệ hạ gặp nhau càng giống như một giấc mộng. Nàng đợi Tần Quân 120.000 năm." không nghĩ tới sau khi sống lại tần quân có thể đạt tới độ cao bây giờ đã không thể dùng truyền kỳ để hình dung hy linh nữ đế cười nói ta ngược lại không cảm thấy giống mộng từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy bệ hạ sẽ đứng ở đỉnh phong nhất so với hắc điệp tiên tử nàng yêu càng thêm si tình từ hỗn độn sơ khai đợi mấy trăm tỷ năm mới đợi được tần quân lần nữa quân lâm thiên hạ nàng rất may mắn may mắn mình không hề từ bỏ đát kỷ đặt chén trà xuống tức giận nói đối thoại như vậy các ngươi còn muốn lặp lại bao nhiêu lần đúng vậy trẫm cũng nghe ra kén đúng lúc này thanh âm của tần quân bỗng nhiên vang lên chúng nữ cả kinh nhao nhao đứng dậy quay đầu nhìn lại chỉ thấy tần quân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên ngoài 10 mét cười híp mắt nhìn các nàng một màn này để chúng nữ hoảng hốt không thôi sau khi đột phá tần quân triệt để thu liễm uy áp rất giống công tử thế gian để của nàng phảng phất như cách một thế hệ phảng phất như về tới chàng cảnh bắt đầu gặp tần quân vô luận các nàng đợi bao lâu tần quân kiểu gì cũng sẽ trở về cười nhìn các nàng, đợi các nàng tiến vào ngực của hắn. Làm sao, còn thất thần. Không cho chấm ôm một chút. Tần quân ra vẻ tức giận hừ nói, chúng nữ cả kinh nhao nhao vọt tới. Bệ hạ, ngài rốt cục về rồi. Tần quân ca ca, tiểu ly rất nhớ ngươi. Bệ hạ, ngài thay đổi, làm sao cảm giác trẻ ra a? À? Đúng, nhìn còn nhỏ hơn mệnh đế. Chúng nữ vây quanh tần quân mồm năm miệng mười cười nói, đây cũng không phải lần thứ nhất trùng phùng, cho nên bọn họ đều có thể khống chế tốt tâm tình của mình. Ở dưới cách nàng chen trúc, tần quân đi vào trước bàn ngồi xuống. Đát kỷ hỏi, bệ hạ, về sau ngài còn đi ra ngoài không? Lần này đột phá tốn hao thời gian dài như vậy, làm cho các nàng lo lắng tần quân lần tiếp theo đột phá, lại tốn bao nhiêu thời gian? Tần quân mỉm cười, nói, hiện tại chấm vô luận đi chỗ nào, đều là sự tình nhất niệm. Câu nói này không tính nói dối. Mặc dù hắn vẫn ở vạn sinh sáng tạo tứ cảnh, nhưng cách ngũ cảnh đã rất gần, chỗ có nguyên vị diện đều ở trong mắt hắn, nhưng qua một đoạn thời gian, hắn sẽ tiến về thần giới cao nhất để tránh bất hủ cùng vĩnh hằng giống vĩnh hằng như một, muốn hủy diệt hết thảy. Không có tuyệt đối nắm chắc, hắn sẽ không tiến về thần giới cao nhất. Không sợ mười ngàn chỉ sợ vạn nhất. Sự tình nhất niệm, bệ hạ hiện tại ngài là cảnh giới gì? Trúc nghiên khanh hiếu kỳ hỏi, nàng là tu luyện cuồng, đối với tu vi của tần quân tự nhiên cảm thấy hứng thú. Tần quân ra vẻ thần bí cười nói, cảnh giới mạnh nhất. Vạn sinh sáng tạo cảnh, đúng là cảnh giới mạnh nhất. Trúc Nghiên Khanh bĩu môi, đáp án này quá qua loa đi. Tiếp đó, Trẫm sẽ cùng các ngươi một đoạn thời gian, sau đó Trẫm sẽ đi khôi phục bốn nguyên vị diện bị hủy diệt. Tần Quân nói ra chính đề, khôi phục bốn nguyên vị diện là vì chuộc tội cho Vĩnh Hằng Như Một. Hắn thả đi một tia phân hồn của Vĩnh Hằng Như Một, nhưng nghiệp lực quấn thân, không tiêu trừ nghiệp lực, Vĩnh Hằng Như Một sẽ nửa bước khó đi. Chúng nữ đối với cái này ngược lại không có ý kiến. Nếu như Tần Quân có năng lực, cử động lần này cũng là việc thiện. Tin tức liên quan tới Thiên Đế trở về cũng không có truyền ra, thậm chí không có truyền ra ở trong nội bộ Thiên Đình. Trong vũ trụ, Nguyên Chủ thứ nhất đứng ở vách đá, nhìn tinh cầu phía dưới, mặt mũi tràn đầy vẻ phấn khởi. Ngài rốt cục sống lại. Đang khi nói chuyện, hắn lật tay lấy ra một khối hồn tinh, ném xuống. Khối hồn tinh này từ đâu mà đến, không người biết được, chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng. Hồn tinh rơi vào tinh cầu, nổi lên trận trận gợn sóng ngay sau đó bóng người vĩ ngạn kia chậm rãi rung động một cỗ khí tức khủng bố bay lên rung khắp toàn bộ vũ trụ độc lập thần uy của sáng tạo thần đủ để dung chuyển hết thảy vũ trụ nguyên chủ thứ nhất kích động đến toàn thân run rẩy thấp giọng lẩm bẩm nói đại diễn nhanh khôi phục đi đại diễn giống như vĩnh hằng như một pháp tiên thiên đứng hàng sơ đại sáng tạo thần hậu thế tên cảnh giới đại diễn thần chi cũng là từ lấy hắn ra Nguyên chủ thứ nhất nóng lòng phục sinh đại diễn như vậy, vì chính là khôi phục hòa bình của nguyên vị diện. Thiên Nguyên đế tộc đã không xứng chúa tể nguyên vị diện, mà Thiên Nguyên không biết tung tích. Cùng lúc đó, Tần Quân ở Hồng Mông Thiên Đế cung cũng cảm giác được khí tức của đại diễn. Hắn đặt chén rượu xuống, chậm rãi đứng dậy, tiểu ly ở bên cạnh hỏi, "Tần Quân ca ca, thế nào? Đến lượt ngươi." Nàng đang đánh cờ với Tần Quân, chính là cờ vây ở địa cầu, ở trong hắc bạch, bao hàm hết thảy chân lý. Chờ một chút. Tần quân nhẹ giọng trả lời, ánh mắt nhìn về phía chân trời. Khí tức kia để hắn cảm giác rất quen thuộc, là một vị sáng tạo thần. Chẳng lẽ là đại diễn? Đại diễn chính là một trong hai mươi vị sơ đại sáng tạo thần, thiên phú xếp hàng đầu. Đại diễn khôi phục cũng không có để tần quân xuất thủ, chỉ cần đại diễn không làm loạn, hắn liền lười xuất thủ. Cũng không thể không cho các sáng tạo thần phục sinh, dù sao bọn hắn cũng tương đương với hậu bối của tần quân. Khí tức của đại diễn cũng không kinh động sinh linh của các nguyên vị diện bởi vì tranh lệch cảnh giới quá lớn. Trừ khi đạt tới cảnh giới vô thượng nguyên thần, nếu không vô luận là ai, cũng không thể cảm ứng được. Đại diễn đi ra, tiểu tử thiên nguyên kia còn giấu ở đâu? Tần quân hiếu kỳ nghĩ, đồng thời hắn cũng đang suy đoán. Sáng tạo thần vẫn lạc liên tiếp khôi phục, đến cùng là bởi vì cái gì? Chỉ là trùng hợp. Tần quân không nghĩ nhiều nữa, trở về chỗ cũ, tiếp tục cùng tiểu ly đánh cờ. Nói rõ rồi đó, nếu ngươi thua, phải theo ta đi thế gian chơi 10 năm. Tiểu Ly nũng nịu nói, nhà đầu này vô luận qua bao nhiêu năm, cũng vĩnh viễn giống như một đứa bé. Tần quân cười gật đầu, bây giờ đối với hắn mà nói, 10 năm tính không được cái gì. Cuối cùng, hắn cố ý thua Tiểu Ly, thỏa mãn hứng thú của nàng. Cứ như vậy, tần quân mang theo nàng hạ phàm đi chơi. Mà hồng mông cũng đang phát triển, mỗi ngày thủy triều lên xuống, thay đổi bất ngờ. Mặc dù thiên đình xưng bá hồng mông, nhưng rất nhiều thế lực đều muốn thay thế, nhất là thiên đế đã biến mất, rất nhiều sinh linh đều cho rằng thiên đế siêu thoát hết thảy đã không quan tâm thiên đình theo truyền ngôn thay đổi thiên đế sớm đã không thuộc về thiên đình mà là toàn bộ hồng mông như địa vị của thiên nguyên đối với nguyên vị diện mà nói hắn thuộc về thiên nguyên đế tộc nhưng lại không thuộc về thiên nguyên đế tộc hưu 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 một bóng người truy đuổi trong tinh không bay ở phía trước nhất chính là hai bóng người một nam tử mặc khải giáp oai hùng ôm một nữ tử chạy trốn sau lưng có vài chục sinh linh truy đuổi tu vị yếu nhất cũng là đại diễn thần chi cảnh, ba sinh linh cầm đầu càng đạt tới trí thượng thủy nguyên chủ. Tần thiên võ, người trốn không thoát. Một tên trí thượng thủy nguyên chủ kêu gào nói, hóa thành nhân hình mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nam tử oai hùng chính là thiên đình chiến thần tần thiên võ, đệ đệ của mệnh đế. Tần thiên võ cắn răng, máu tươi trên mặt đã ngưng khô. Mặc dù nữ tử trong ngực hắn tính không được tuyệt sắc, lại có khí chất ôn nhuận như nước, đôi mắt thủy linh, phảng phất như cất giấu ngàn vạn nhu tình thả ta ra đi nếu không hai chúng ta đều không sống nổi khí tức của nữ tử nhỏ bé yếu ớt sắc mặt u ám đã lâm vào tuyệt vọng tần thiên võ gầm nhẹ nói im miệng ta muốn ngươi sống ngươi liền phải sống thật tốt cho ta vì ta không đáng nữ tử thăm thẳm thở dài nói có thể lưu lại cái bóng ở trong lòng ngươi ta chết cũng không tiếc tần thiên võ không trả lời hai tay ôm nữ tử thật chặt bây giờ hồng mông vô cùng bao la muốn tìm được thiên đình trợ giúp hắn còn cần tiến lên một đoạn thời gian rất dài oanh một cự quyền ngân sắc lượn lờ lấy liệt diễm màu trắng đánh tới so với sao trời ở dọc đường còn muốn khổng lồ tần thiên võ ôm nữ tử xé rách không gian tan biến ở trong bóng tối tránh thoát một quyền này qua lại thời không loạn lưu những sinh linh kia theo sát phía sau hoàn toàn không có ý bỏ qua hắn thật chẳng lẽ phải chết ở trong tay bọn họ tần thiên võ cắn răng nghĩ giờ khắc này trong lòng hắn tràn đầy dục vọng cầu sinh hắn có thể chết nhưng hắn không muốn nữ nhân mình yêu chết đời này của hắn vô cùng phong lưu thật vất và gặp được nữ nhân chân chính ưa thích lại bị quân địch tập kích để hắn phẫn nộ lại không cam lòng ha ha nếu đánh giết thiên đình chiến thần chúng ta nhất định có thể lưu danh vạn thế suỵt chúng ta không thể truyền tin tức đi bất kể như thế nào hắn chết chắc không nghĩ tới đường đường thiên đình chiến thần lại vì một nữ tử ngay cả mệnh cũng không cần sau lưng các sinh linh thỏa thích trào phúng, lời của bọn hắn như từng thanh từng thanh dao đâm vào trong lòng Tần Thiên Võ. Đáng giận giờ khắc này, Tần Thiên Võ nghĩ đến rất nhiều người, nghĩ đến mẹ, nghĩ đến các hài tử của mình, nghĩ đến cha hắn. Hắn chậm rãi nhắm mắt, chuẩn bị nhận mệnh. Cha hắn thiên đế biến mất hồi lâu, hắn sẽ không hy vọng xa vời có thể được Tần Quân trợ giúp. Vì ta đáng giá không? Nữ tử thăm thẳm thở dài nói, nàng run run rẩy rẩy đưa tay, vuốt ve gương mặt của Tần Thiên Võ. Đáng, tần thiên võ cắn răng nói phun ra chữ này phảng phất như đã dùng hết lực lượng toàn thân đúng lúc này phía trước xuất hiện hai bóng người tần thiên võ nhìn lại con mắt trong nháy mắt chừng lớn thân thể không kiềm hãm được dừng lại sau lưng những sinh linh kia nhao nhao thi triển pháp thuật thần thông hội tụ thành cường quang đánh tới mắt thấy hai người tần thiên võ liền bị cường quang bao phủ bỗng nhiên cường quang trong nháy mắt biến mất ngay cả những sinh linh kia cũng bị định trụ ở sau lưng tần thiên võ không nhúc nhích chỉ có trong mắt có thể đảo qua đảo lại làm sao có thể trí thượng thủy nguyên chủ cầm đầu hoảng sợ nghĩ hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế hắn là trí thượng thủy nguyên chủ vì sao không thể động đậy ánh mắt của bọn hắn đều dừng lại ở phía trước chỉ thấy một nam tự áo trắng nắm tay một nữ hài dạo bước đi tới bọn hắn phảng phất như trời đất tạo nên một đôi nam mây trôi nước chảy nữ tiếu mỹ đáng yêu chính là tần quân cùng tiểu ly tần quân tận lực thu liễm khí tức khiến cho chúng sinh khó liên tưởng đến hắn cùng thiên đế toàn thân tần thiên võ run rẩy kích động đến quên nói chuyện nữ tử trong ngực hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy tần quân cùng tiểu ly vẻ mặt nàng vô cùng nghi hoặc phụ hoàng tần thiên võ run giọng nói sưng hô thế này nữ tử lập tức trừng to mắt những sinh linh kia kém chút dọa phá tinh gan phụ hoàng phụ hoàng của tần thiên võ là ai toàn bộ hồng mông đều biết đây chính là thiên đế trí cao vô thượng thiên đế không phải biến mất sao? Vì sao xuất hiện ở đây? Giờ khắc này, trong nháy mắt bọn hắn tuyệt vọng. Bọn họ cùng tần thiên võ mâu thuẫn sớm đã sinh ra, cũng không chỉ lần này từ chiến. Dĩ vãng tần quân sẽ không xuất hiện, vì sao hiện tại đột nhiên hiện thân? Người nha, thật là đủ chật vật. Tần quân nhẹ giọng thở dài, tay phải vung lên, những sinh linh kia đều hóa thành cho bụi, hồn phi phách tán. Tiểu ly nhìn chằm chằm nữ tử trong ngực tần thiên võ, cười hỏi, "Nha, đây là con dâu thứ mấy trăm của ngươi rồi?" "Mấy trăm?" Nữ tử nguyên bản vẫn còn kinh ngạc, con mắt trong nháy mắt sắc bén. Tần Thiên võ xấu hổ, nhưng tiểu ly là trưởng bối của hắn, hắn không dám mạo phạm, chỉ có thể nói sang chuyện khác hỏi, "Sao hai người lại đến? Còn không phải tiểu tử ngươi ở trong lòng cầu chẫm tới cứu ngươi?" Tần Quân tức giận nói, "Con của hắn vậy mà ở địa bàn nhà mình bị người đuổi giết, thật mất mặt." Nghe vậy, Tần Thiên võ càng thêm xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Được rồi, trở về đi. Tần quân vung tay áo, trực tiếp đưa tần thiên võ cùng nữ nhân của hắn về thiên đình. Tiểu ly tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, thiên võ cũng có một ngày nguyện ý vì nữ nhân chịu chết. Tần quân nắm tay nàng đi về phía trước, chớp mắt đi vào trong thành phố náo nhiệt của thế gian. Mọi người xung quanh đều không có phát giác được bọn hắn đột nhiên xuất hiện. Xem ra bọn hắn còn cần tôi luyện. Tần quân cười nói, Đối với tao ngộ của Tần Thiên Võ, hắn cũng không có đau lòng. Cho dù Tần Thiên Võ chết, hắn cũng có thể để Tần Thiên Võ phục sinh. Tôi luyện cái gì, đều là con của ngươi, có ngươi ở đó, bọn hắn còn không thể tùy tâm sở dục. Tiểu Ly mắt trợn trắng nói, người cha này thật là nghiêm. Tần Quân Hử nói, khó mà làm được, vạn sự vạn vật đều có quy tắc của mình, ta cũng không thể để bọn hắn phá hư. Trải qua nhiều như vậy, tâm tính của hắn sớm đã chuyển biến. Chúng sinh trong mắt hắn đều bình đẳng, nếu không phải lúc trước những sinh linh kia nghiệp lực quấn thân, hắn mới sẽ không gạt bỏ. Luận con trai, con của hắn sao mà nhiều. Chẳng lẽ mỗi một người đều phải thiên vị. Tiểu Ly nghiêm túc nhìn Tần Quân, nói, Tần Quân ca ca, ngươi thay đổi. Ngươi mới phát hiện. Xem ra cũng không tính mắt. Tần Quân hừ nói. Thôi đi, sớm liền phát hiện, ta cảm thấy ngươi trở nên càng thêm giống thần. Mọi thứ đều đứng ở góc độ của chúng sinh cân nhắc. Cho dù là chân thần cũng không có đại công vô tư như ngươi, tiểu ly chu môi nói những năm này nàng cùng tần quân sớm chiều ở chung hành tẩu ở từng thế gian xem hiểu rất nhiều hành vi của tần quân hắn có thể lạnh lùng đối đãi sinh tử hắn có thể xuất thủ trừng phạt kẻ ác đối mặt một phương thế giới hủy diệt hắn có thể vô tình đối đãi cho dù nàng năn nỉ dựa theo tần quân nói đều là quy tắc dưới cái nhìn của nàng tần quân đã hãm sâu trong hạn chế của quy tắc thật tình không biết tần quân là người sáng tạo quy tắc ngay cả sáng tạo thần cũng là hắn sáng tạo, hắn phải làm gương tốt, vì thần, trọng tân định nghĩa quy tắc. Yên tâm đi, chấm đối với các ngươi, sẽ không công bằng như vậy. Tần quân vuốt vuốt mái tóc của tiểu ly cười nói, con trai nhiều như vậy, nhưng thê thiếp chỉ có mấy vị, hắn tự nhiên sẽ chân quý yêu thương. Nghe vậy, tiểu ly mặt mày hớn hở. Còn có hai năm thời gian, chấm dẫn ngươi đi một chỗ, như thế nào? Tần quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn tiểu ly thần bí cười nói, Tiểu Ly nghe xong, lập tức cảm thấy hứng thú, vỗ tay nói, tốt. Ngay sau đó, Tần Quân phất tay, mang theo Tiểu Ly rời đi. Thiên đình, mệnh đế cung. Tần Lăng mệnh ngồi ở trên long ỷ vẻ mặt tức giận, phía dưới đứng đầy tiên quan thần tướng. Tần Thiên Võ đứng trên đại điện, thương thế đã khôi phục, mặt lộ vẻ phẫn nộ. Huynh trưởng, nhất định phải thu thập bọn họ. Tần Thiên Võ trầm giọng nói, hắn kém chút chết ở trong tay đối phương, cơn giận này không cách nào nuốt xuống. Nên phái ai đi, tần lăng mệnh hỏi hắn hơi lúng túng một chút những thần ma bộ hạ cũ của tần quân hoặc là quyền cao chức trọng hoặc không có thực lực mà hắn bồi dưỡng thủ hạ đều không được nếu không đi mời tổ sư hỗ trợ một tiên quan đề nghị nói chỉ chính là bồ đề tổ sư bồ đề tổ sư chính là sư phụ của tần lăng mệnh lâu dài bế quan tu luyện tu vi sớm đã siêu việt trí thượng thủy nguyên chủ lời vừa nói ra tần lăng mệnh do dự một lát liền mở miệng nói ngươi đi một chuyến liền nói trẫm có việc muốn nhờ Vâng, tên tiên quan kia đáp, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, có thể có cơ hội cùng bồ đề tổ sư giao hảo, hắn tự nhiên nguyện ý. Đúng rồi, huynh trưởng, đợi lát nữa ta có một chuyện phải nói cho ngươi. Tần thiên võ thần bí hề hề nói, tần lăng mệnh nghe mà bất đắc dĩ cười một tiếng. Đứa em trai này của mình Vĩnh còn lâu mới chính hình. Trên triều đình, còn cùng hắn nháy mắt ra hiệu. Cùng lúc đó, ở bên ngoài mệnh đế cung, xuất hiện hai bóng người. Chính là nhậm ngã tiếu cùng lý họa hồn hiện tại thiên đình không quá mạnh mẽ. Lý họa hồn bĩu môi nói, trong mắt hắn, chỉ có thần quân chấn giữ thiên đình mới xứng với danh xưng thiên đình. Nhậm ngã tiếu lắc đầu nói, không phải bọn hắn yếu, là ngươi quá mạnh, huống chi những thủ hạ kia của phụ thần đều đã công thành lui thân, vì mình tu hành cố gắng, ngươi đụng tới, còn chưa nhất định có thể đánh thắng. Tỷ như bàn cổ, tam thanh, đế tuấn, hồng quân, tuyệt đối không phải lý họa hồn có thể địch. Bất quá lý họa hồn đã truyền thừa mệnh cách, cuối cùng có một ngày sẽ siêu vượt bọn họ lý họa hồn không nói tiếp về phần trong lòng hắn nghĩ như thế nào nhậm ngã tiếu cũng có thể đoán được rất nhanh các tiên quan thần tướng liên tiếp đi ra mệnh đế cung khi bọn hắn nhìn thấy nhậm ngã tiếu đều nhao nhao hành lễ nhậm ngã tiếu chính là hồng mông thần linh đồng thời cũng là thiên đình công đức uy vũ thần tôn cũng từng vì thiên đế hiệu lực đáng được bọn hắn cúi đầu đợi tần lăng mệnh cùng tần thiên võ đi ra nhậm ngã tiếu mới mở miệng nói mệnh đế ta có việc muốn nói với ngươi nghe vậy ánh mắt tần lăng mệnh quăng tới trên mặt lộ ra vẻ tò mò mặc dù nhậm ngã tiếu thường xuyên đến nhưng lý họa hồn không thường tới hai người đều là tần quân đã từng công thần hắn không dám thất lễ thế là hắn mang nhậm ngã tiếu lý họa hồn đi vào trong nội cung trong vũ trụ nguyên chủ thứ nhất quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn bóng người phía trước chính là sáng tạo thần đại diễn đại diễn hóa thành nhân hình thân thể trần trụi thân hình hơi có vẻ gầy gò tóc bạc dài tới mặt đất đưa lưng về phía nguyên chủ thứ nhất đang đánh giá hai tay của mình bao lâu rồi ta rốt cục phục sinh đại diễn cảm thán nói khuôn mặt không tính anh tuấn trên trán còn nhiều hơn hai con mắt màu sắc con người cũng không giống nhau ẩn chứa một loại lực lượng quy tắc trí cường hắn quay người nhìn về phía nguyên chủ thứ nhất hỏi hiện tại là lúc nào chư thần còn không nguyên chủ thứ nhất thành thành thật thật trả lời thiên nguyên sáng tạo nguyên vị diện chuyển thế không biết tung tích về phần chư thần ta không rõ ràng lúc trước vĩnh hằng như một từng phục sinh vì bức bách thiên nguyên hiện thân hắn hủy diệt bốn nguyên vị diện cuối cùng bị thiên đế diệt sát nói đến chỗ này thanh âm của hắn nhịn không được run rẩy mỗi lần nghĩ đến vĩnh hằng như một bị tần quân giết chết tâm tình của hắn liền rất phức tạp như là tâm ma thiên đế đại diễn ngẩn người cho là mình nghe lầm nhưng tỉ mỉ nghĩ lại có thể đánh giết vĩnh hằng như một chỉ có vị thiên đế kia Chẳng lẽ hai vị phụ thần tìm tổ thần trở về rồi? Đại Diễn nhíu mày nghĩ, vừa nghĩ tới hai vị phụ thần, trong mắt của hắn liền lấp lóe sát ý. Hắn vĩnh viễn quên không được bất hủ cùng Vĩnh Hằng vô tình. Lần này phục sinh, hắn phải báo thù. Bất quá không giống với Vĩnh Hằng như một, hắn muốn tìm bất hủ cùng Vĩnh Hằng báo thù. Hắn nhìn chằm chằm Nguyên chủ thứ nhất, nói, nhờ có ngươi phục sinh ta, nói đi, ngươi muốn cái gì? Thân là sáng tạo thần, hắn vẫn có thể thỏa mãn bất luận nguyện vọng gì của Nguyên chủ thứ nhất không dám chỉ hy vọng ngài có thể trọng trưởng nguyên vị diện cho nguyên vị diện một trật tự mới mặt mũi nguyên chủ thứ nhất tràn đầy chờ đợi nói lòng của hắn vẫn lo lắng cho các nguyên vị diện được cho là đại công vô tư nhưng đại diễn trực tiếp cự tuyệt nói không được ta còn có chuyện phải làm không thể ở nguyên vị diện trì hoãn quá lâu so với thần giới cao nhất hắn đối với nguyên vị diện một chút xíu hứng thú cũng không có nguyên chủ thứ nhất như bị xét đánh có chút không kịp chuẩn bị ta giúp ngươi diệt trừ địch nhân để ngươi trở thành nguyên vị diện chi chủ đại diễn trầm ngâm nói hắn nhìn nguyên chủ thứ nhất rất thuận mắt có rất ít sinh linh có thể vì nguyên vị diện suy nghĩ để sinh linh như vậy gánh trách nhiệm này cũng coi như xứng đáng với chúng sinh của nguyên vị diện ta nguyên chủ thứ nhất ngẩn người trong lòng kinh hỉ nhưng vẫn cố nén kích động do dự nói ta không được a à. nếu như thiên nguyên trở về có thể tìm hắn gây sự hay không còn có thiên đế hắn chỉ ngẫm lại liền tê cả ra đầu ta nói ngươi được ngươi liền được đại diễn đưa tay thần lực vô thượng hấp xả nguyên chủ thứ nhất đến trước mặt nguyên chủ thứ nhất tâm thần bất định không thôi hắn không cách nào phản kháng chỉ có thể chờ đợi đại diễn ăn bài đồng thời đáy lòng của hắn cũng có một tia chờ mong vừa nghĩ tới mình có thể khống chế tất cả nguyên vị diện tim của hắn liền không nhịn được nhảy mạnh đại diễn dùng tay phải ấn lên đầu nguyên chủ thứ nhất ngay sau đó đưa vào thần lực vô thượng để não hải của nguyên chủ thứ nhất trong nháy mắt sắp vỡ lập tức lâm vào hôn mê nhìn nguyên chủ thứ nhất, khóe môi đại diễn vỉnh lên, lộ ra thiếu dung khinh miệt. Chỉ bằng ngươi, cũng vọng tưởng khống chế tất cả nguyên vị diện. Đại diễn lầm bẩm phẳng phất như nhìn một chuyện cười. Hắn bắt đầu tăng lớn chuyển vận thần lực, để nhục thân của nguyên chủ thứ nhất bắt đầu bành trướng, phẳng phất như lúc nào cũng có thể bạo tạc. Tinh cầu lam quang ở phía dưới cũng phá diện, hóa thành tinh hà màu lam sông tới, sau đó rót vào trong cơ thể nguyên chủ thứ nhất. Nụ cười trên mặt đại diễn càng thêm âm lãnh. Hắn giúp nguyên chủ thứ nhất mạnh lên, coi như báo ân nhưng hắn không có nói không động tay chân muốn tìm bất hủ cùng vĩnh hằng báo thù hắn phải lưu lại chuẩn bị ở sau trong một vũ trụ văn minh tu luyện mới vừa vặn cất bước tinh hà vô số ở trong tinh không một nơi tên là hệ ngân hà tần quân cùng tiểu ly dạo bước đi lại linh khí nơi này thật mỏng manh tiểu ly nhìn chung quanh cảm thán nói dạng linh khí này có thể ra một thiên tiên cũng tính rất hiếm thấy tần quân cười nói đừng xem nhẹ nơi này Mặc dù linh khí không đủ, nhưng sinh linh nơi này đi một con đường tu hành khác, lấy khoa học kỹ thuật làm môi giới. Khoa học kỹ thuật? Tiểu Ly trừng mắt nhìn, hỏi, "Là những pháp bảo khoa học kỹ thuật kia của Thiên Đình sao?" "Không sai, phát triển đến cuối cùng, bọn hắn sẽ sáng tạo ra pháp bảo khoa học kỹ thuật như thế." Tần Quân cười nói, "Sở dĩ hắn tới nơi này, là muốn thuận tiện nhìn xem Ngọc Nhi, cũng chính là cháu gái của hắn." Tiểu Ly nghe xong, đối với văn minh khoa học kỹ thuật nơi này càng cảm thấy hứng thú. Sau đó, tần quân mang theo nàng bay về phía địa cầu. Bây giờ địa cầu đã xưa đâu bằng nay, bước chân nhân loại đã bước vào tinh thần đại hải. Ở mấy trăm năm trước, thu hình liên quan tới tần quân cùng cực đế chiến đấu dẫn tới địa cầu chấn động, các quốc gia bắt đầu liên hợp nghiên cứu thảo luận sinh linh tiến hóa, mưu toan đạt tới độ cao như tần quân cùng cực đế. Ở dưới các quốc gia lớn tập trung tài nguyên điên cuồng nghiên cứu, không đến 20 năm, siêu nhân huyễn tưởng trở thành sự thật. 100 năm sau, tu hành cũng đã phổ cập trong giáo dục của các quốc gia. Cuối cùng, một nữ nhân tên Tần Ngọc Hoành không xuất thế, nương theo lý thuyết tu luyện khiến toàn bộ địa cầu chấn kinh. Về sau ở dưới Tần Ngọc dẫn đầu, toàn nhân loại chính thức đạp vào con đường tu hành, văn minh địa cầu cũng lan tràn ra hệ ngân hà. Tần quân cùng Tiểu Ly dùng thần niệm quét qua, liền bắt được những tin tức này. Tiểu Ly hiếu kỳ hỏi, Tần Ngọc, Tần quân ca ca, nàng sẽ không phải cùng ngươi có quan hệ chứ? Ừm, xem như chất nữ của trẫm. Tần quân cười khẽ nói, hắn quả nhiên không có nhìn lầm tần ngọc lúc trước hắn lưu cho tần ngọc đồ vật cũng không có bị dùng đến tà đồ chúng ta ở chỗ này chơi hai ba năm liền trở về trẫm cũng nên bồi các thiên phi khác tần quân cười nói tiểu ly gật đầu tần quân có thể đơn độc theo nàng mười năm nàng đã thật cao hứng trong nguyên cảnh thiên vận cùng cát tường nhanh như tên bắn vụt qua hai người ngươi truy ta đuổi thiên vận chậm một chút cát tường ở phía sau gọi hai người như hình với bóng hồi lâu vô luận làm chuyện gì cũng sẽ cùng một chỗ thiên vận cười to nói lại không nhanh chút liền bị mẫu hậu phát hiện ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé hắn nhẫn nhịn hồi lâu rốt cục nhịn không được rời hồng mông tiến về nguyên vị diện khác sông sáo cát tường nghe xong cũng không muốn bị thiên hậu đuổi kịp lúc này bộc phát tốc độ toàn thịnh rất nhanh bọn hắn đụng phải bốn sinh linh cửu cung thủy đế thái dịch hỗn độn quỷ thần sách cùng cực đế sóng vai hành tẩu ở trong nguyên cảnh thiên vận vừa thấy được lúc này dừng lại cát tường cũng như thế bọn hắn nhíu mày nhìn về phía bốn người cửu cung thủy đế như thế nào là bọn hắn thiên vận nhíu mày vì sao bọn hắn sẽ đi cùng một chỗ nha đây không phải thiên vận sao cửu cung thủy đế nheo mắt lại cười nói chỉ là tiếng cười của hắn có chút lạnh thái dịch hỗn độn nhìn về phía thiên vận ánh mắt cũng ẩn hàm sát ý bọn họ đều là con trai của tần quân Đối với Thiên Vận đều có địch ý, bởi vì tần quân quá mức thiên vị Thiên Vận, chí ít theo bọn hắn nghĩ là như thế. Cực đế nhíu mày, trầm giọng nói, "Vì sao các ngươi đi ra?" Hắn tự hồ biết được thân phận của Thiên Vận, mặc dù ngôn ngữ nghiêm khắc, nhưng cũng có một tia quan hoài. Quỷ thần sách thì hiếu kỳ nhìn về phía hai người Thiên Vận. Hai tiểu gia hỏa lại người mang mệnh cách của sáng tạo thần. "Cái này không phiền các ngươi quan tâm." Thiên Vận đạm mạc trả lời, ánh mắt thì rất cảnh giác. Bốn người này liên thủ, sợ là có mưu đồ bí mật cửu cung thủy đế lắc đầu nói, đi thôi, tiếp tục tìm kiếm thiên nguyên, nếu chậm trễ, sẽ không tiện bàn giao. Nói xong, hắn dẫn đầu cất bước, thái dịch hỗn độn, quỷ thần sách cùng cực đế theo sát phía sau, rất nhanh liền lướt đi. Thiên vận nhìn bọn hắn rời đi, lông mày một mực nhíu chặt. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác bốn người này mạnh lên. Mạnh đến mức thâm bất khả chắc, cho dù là siêu thoát thần nguyên cảnh hồng quân, tựa hồ cũng không có mạnh như bọn hắn. Chúng ta trở về đi, thiên vận quay người nói cát tường ngẩn người cũng không có phản bác chỉ cần được đi theo thiên vận hắn liền thỏa mãn một bên khác quỷ thần sách hỏi thăm thân phận của hai người thiên vận cửu cung thủy đế giới thiệu một phen quỷ thần sách mang theo ẩn ý nói con trai của thiên đế đều có mệnh cách mà thiên đế lại có thể chảm sáng tạo thần xem ra thiên đế lai lịch không đơn giản rất có thể đến từ thần giới cao nhất thái dịch hỗn độn gật đầu nói lúc trước hồng mông còn chưa mở phụ thần liền tồn tại tám chín phần mười cũng là một sáng tạo thần. Cực đế không có mở miệng, mặt không biểu tình. Lúc trước nguyên vị diện thứ nhất hủy diệt hắn cho là mình sẽ chết, không nghĩ tới lúc mở mắt lại gặp một phen cơ duyên khác. Kỳ thật, hắn không muốn làm bạn với bọn người cửu cung thủy đế, nhưng vì mạnh lên, chỉ có thể ẩn nhẫn. Thiên nguyên đến cùng sẽ giấu ở đâu? Có thể có đầu rút cổ đến nay, hắn cũng thật lợi hại. Cửu cung thủy đế nói sang chuyện khác, hắn không hy vọng tần quân liên lụy vào. Không nói trước đó có bọn họ ân oán gì, Hắn dù sao cũng là tần quân sáng tạo. Thái Dịch Hỗn Độn suy đoán nói, có thể ở Hồng Mông hay không? Hồng Mông? Trong Hồng Mông, ai có tư cách này? Cửu Cung Thủy Đế nhíu mày nói, Hồng Mông có những thiên tài kia, bọn hắn đều rõ ràng. Thái Dịch Hỗn Độn mang theo ẩn ý nói, Tô Đế cùng Lăng Đế, bây giờ Tô Đế độc bá nguyên vị diện thứ 8, Lăng Đế trước đó chính là Hồng Mông chi tử, bị ta dung hợp thành Hồng Mông Đại Đế, vẫn còn có thể phục sinh, rất quỷ dị, hắn bây giờ đi theo Tô Đế, rất đáng giá lưu ý cửu cung thủy đế cùng cực đế cũng bắt đầu suy nghĩ quỷ thần sách chỉ nhận biết tô đế hắn có chút ngoài ý muốn nói tô đế đến từ hồng mông tô đế mang đến cho hắn một cảm giác thâm bất khả chắc sau khi thiên nguyên đế tộc biến mất tô đế có thể khống chế nguyên yêu tông xưng bá nguyên vị diện thứ tám thủ đoạn xác thực chắc tuyệt ở địa cầu chơi hai ba năm sau tần quân cùng tiểu ly trở lại hồng mông liên quan tới hắn trở về đến nay không có chuyển gia ở hồng mông tần lăng mệnh ngược lại là muốn tuyên bố dùng cái này chấn nhiếp thế lực khác, nhưng không có tần quân chính miệng hứa hẹn, hắn không dám, vạn nhất tần quân không tiện lộ ra hành tung mà nói, hắn coi như thành tội nhân. Trở lại thiên đế cung, tiểu ly cấp tốc tìm tới thiên phi khác, kể 10 năm vui chơi của mình. Một ngày này, tần lăng mệnh cùng thiên vận bỗng nhiên đi tới trước thiên đế cung, thỉnh cầu gặp tần quân. Sau khi cung nữ truyền tin tức, tần quân mới chậm rãi đi tới. Kỳ thật tần lăng mệnh cùng thiên vận tới gần, hắn liền có thể cảm nhận được, nhưng hắn vẫn muốn đi những trình tự này tôi luyện tính nhẫn nại của hai con phụ hoàng ngài rốt cục đi ra gấp chết chúng ta rồi tần lăng mệnh vội vàng nói thiên vận đi theo gật đầu tần quân cười nói nha cát tường không có làm đuôi của ngươi nữa rồi thiên vận lúng túng khục khục một tiếng nói hắn đang ngủ không quan tâm cát tường cửu cung thủy đế thái dịch hỗn độn quỷ thần sách cùng cực đế gần đây ẩn hiện ở nguyên cảnh chung quanh hồng mông tần lăng mệnh gấp giọng nói dựa theo thiên vận nói bốn người này đã xưa đâu bằng nay rất mạnh, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn Hồng Quân. Cái này khiến Tần Lăng Mệnh cảm giác được nguy cơ. Tần Quân trợn trắng mắt nói, ngươi luống cuống cái gì? Đối mặt ánh mắt chất vấn của Tần Quân, Tần Lăng Mệnh quẫn bách, không biết nên trả lời như thế nào. Hai tay Tần Quân thả lỏng sau thắt lưng, nhìn qua bầu trời, ánh mắt sâu xa, phảng phất như có thể thu hết thảy vào mắt. Thiên vận hỏi, phụ hoàng, chẳng lẽ dâu ria sao? Tần Lăng Mệnh cũng đang chờ đợi Tần Quân trả lời, cửu cung thủy đế thái dịch hỗn độn đều là hài tử của trẫm tương đương với huynh trưởng của các ngươi cực đế càng không có khả năng hại trẫm ngược lại là quỷ thần sách là cái biến số tần quân hững hờ nói lời vừa nói ra tần lăng mệnh cùng thiên vận chừng to mắt bọn hắn nhìn thấy qua hồng mông thần linh xưng tần quân là phụ thần còn tưởng rằng là bái phụ thần hiện tại xem ra không chỉ đơn giản như vậy có lẽ giống như bọn hắn là huynh đệ cùng cha khác mẹ về phần cực đế, truyền thuyết tam đế ở Hồng Mông sớm đã là giai thoại, bọn hắn cũng tin tưởng cực đế sẽ không nguy hại thiên đình. Được rồi, nên làm cái gì thì làm cái đó, chẫm cho ngươi cơ sở tốt như vậy, không để cho ngươi tranh đấu giành thiên hạ, ngươi lại không có thành tựu gì, chẫm sẽ rất thất vọng. Tần quân quay người nhìn về phía tần lăng mệnh, trêu tức cười nói. Hắn hôm nay cũng không có coi thiên đình quá nặng, cuối cùng sẽ có một ngày, một đời đổi một đời, thiên đình cũng rời xa hắn. Nghe vậy, tần lăng mệnh hít sâu một hơi, hắn hiểu được mình có chút thất thố không thể luôn dựa vào tần quân mỗi lần nghe các lão tướng nhắc lên sự tích đi theo tần quân giành chính quyền hắn đều nhiệt huyết sôi trào hắn cũng tận mắt chứng kiến tần quân từ hùng chủ một phương vũ trụ đi đến địa vị bá chủ hồng mông cho dù người khác đều nói tần quân là thần linh chuyển thế chẳng có gì lạ nhưng hắn cũng bội phục tần quân suy nghĩ kỹ một chút hắn không khỏi có chút hổ thẹn về sau vẫn là ổn trọng một chút hai người rất nhanh liền rời đi tan biến ở trong sương mù tần quân khẽ lắc đầu cười nói xem ra các sáng tạo thần đều muốn nổi lên mặt nước kỳ thật lúc bốn người cực đế xuất hiện ở nguyên cảnh hắn liền cảm ứng được bởi vì hắn hấp thu không gian chủ quy tắc của nguyên vị diện thứ nhất có thể nhìn trộm đến không gian của tất cả nguyên vị diện tiếp đó đang nghỉ ngơi đồng thời hắn còn phải nghĩ biện pháp tăng lên tới vạn sinh sáng tạo ngũ cảnh để ứng đối thảy mặc dù giao trí cao thần lực cùng vạn sinh sáng tạo công cho bất hủ cùng vĩnh hằng nhưng bọn hắn cuối cùng không bằng tần quân có khả năng đạt tới cực hạn không thể so sánh với tần quân. Có lẽ hiện tại bọn hắn mạnh hơn tần quân, nhưng luôn có một ngày, sẽ bị tần quân siêu việt. Chỉ là có một biến số. Tần quân nheo mắt lại, thì thảo nói, năm đó lưu ngươi lại, là muốn giúp bọn hắn. Không biết tâm của ngươi có phải đã thay đổi hay không? Không biết qua bao lâu, nguyên vị diện thứ 8 bỗng nhiên bộc phát ra chiến đấu kinh thế. Uy áp của trận chiến này tác động đến toàn bộ nguyên vị diện, kéo dài rất hồi lâu, cuối cùng lắng lại, không có người hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Một trận chiến này qua đi rất nhiều năm, các nguyên vị diện đều lâm vào trong bình tĩnh. Dưới bình tĩnh, lại khiến người ta cảm thấy mạch nước ngầm phun trào. Một ngày này, nguyên chủ thứ nhất thông qua nguyên cảnh đi vào nguyên vị diện thứ năm. Hắn triệu tập tất cả nguyên chủ ở nguyên vị diện thứ năm gặp nhau, mưu toàn thống nhất tất cả nguyên vị diện. Đương nhiên, hắn loại bỏ hồng mông, để tránh chọc giận tần quân. Các nguyên chủ tự nhiên không muốn thần phục hắn. Hừ, nguyên chủ thứ nhất, nguyên vị diện thứ nhất của người đã mất, làm sao, muốn cướp của chúng ta. Nguyên chủ thứ sáu trầm giọng hét lên, đang khi nói chuyện, còn trà trà chân phải, chấn động đến toàn bộ cung điện rung động. Nguyên chủ thứ bảy nhíu mày, nguyên chủ thứ năm, nguyên chủ thứ tám, nguyên chủ thứ chín, nguyên chủ thứ mười cũng sắc mặt khó coi. Coi như thống nhất, chúng ta cũng chỉ nguyện ý đi theo người chu sát vĩnh hằng như một kia. Nguyên chủ thứ bảy mở miệng nói, nàng cảm thấy chỉ có tần quân có thể đảm nhiệm trách nhiệm này nguyên vị diện cũng chỉ có ở dưới tần quân thống nhất mới có thể hòa bình nguyên chủ khác cũng gật đầu đương nhiên trong lòng nghĩ như thế nào chỉ có chính bọn hắn biết dù sao không thể để cho nguyên chủ thứ nhất đạt được nguyên chủ thứ nhất hít sâu một hơi chậm rãi đứng dậy cái ghế dưới thân trong nháy mắt vỡ nát một cỗ khí tức cực mạnh từ trong cơ thể hắn phát ra để chúng nguyên chủ động dung vô thượng nguyên thần ở dưới đại diễn trợ giúp nguyên chủ thứ nhất đã siêu việt siêu thoát thần nguyên cảnh nếu các ngươi không đáp ứng hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi này điện nguyên chủ thứ nhất âm trầm nói sáng tạo thần đã giao nguyên vị diện cho hắn những tạp toái này dựa vào cái gì phản đối trong lúc nhất thời bầu không khí trong đại điện lâm vào yên lặng hồng mông ung dung trôi qua trăm vạn năm mười vạn năm đầu tần quân đều bồi các thiên phi ở dưới hắn cố ý những thiên phi chưa từng mang thai kia cũng có hài tử về sau có thể là mẫu thân tần quân mới rời đi tu luyện cảnh giới của hắn quá cao nếu tu luyện hồng mông căn bản không chịu nổi. Đáng nhắc tới chính là, các hài tử mới sinh thiên phú cũng rất cao, thậm chí còn cao hơn thiên vận lúc đầu. Các thần ma đều tranh nhau muốn thu đồ, đáng tiếc đều bị tần quân cự tuyệt, hết thảy xem duyên phận. Các em trai em gái xuất thế để áp lực của tần lăng mệnh càng lớn, sợ ngày nào sẽ có cường giả siêu cấp giáng lâm, cướp đoạt các em trai em gái của hắn, ở dưới áp lực như vậy, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở trên thiên đình. 90 vạn năm sau, Tần Quân rốt cục đột phá vạn sinh sáng tạo ngũ cảnh. Vạn sinh sáng tạo công cũng không phải dựa vào linh khí để tích lũy đột phá, mà là lĩnh ngộ cùng sáng tạo. Trong 90 vạn năm, Tần Quân ở trong mắt mình sáng tạo ra mấy chục nguyên vị diện, đều chỉ có vỏ bọc, không có sinh linh, dù vậy cũng đủ hắn đột phá. Ngũ cảnh, sáng tạo đại vị diện. Khu vực hư vô, Tần Quân mở mắt, tự lẩm bẩm. Muốn đột phá lục cảnh, kia liền càng khó, chỉ ít Tần Quân tạm thời không có suy nghĩ. Tiếp đó, hắn muốn phục sinh bốn nguyên vị diện bị vĩnh hằng như một diện bao quát những sinh linh kia. Hắn hấp thu vĩnh hằng như một, mà bốn nguyên vị diện hết thảy đều bị vĩnh hằng như một hấp thu, cho nên trong cơ thể Tần Quân có hết thảy ấn ký của bốn nguyên vị diện, mong chúng sinh không còn so đo lỗi lầm của hắn. Tần Quân nhẹ giọng nói, ngay sau đó bốn cái quang đoàn từ trong mắt hắn bay ra, chính là ảnh thu nhỏ của bốn nguyên vị diện. Đây là nguyên vị diện hắn mới sáng tạo ra, cần cải tiến một phen mới có thể phục sinh sinh linh lúc đầu tâm thần khẽ động trong nguyên vị diện xuất hiện vô số sao trời phi đảo đại lục đầu tiên là nguyên vị diện thứ nhất dựa theo bộ dáng trong trí nhớ của vĩnh hằng như một tiến hành sáng tạo ngay sau đó vô số sinh linh xuất hiện tất cả đều duy trì lấy cảnh tượng một giây trước khi nguyên vị diện hủy diệt hết thảy đều ở vào trong đứng im kế tiếp là nguyên vị diện thứ hai sáng tạo phân bố giống như nguyên vị diện thứ nhất quá trình này dính đến chi tiết vô cùng to lớn cho dù là ý thức của siêu thoát thần nguyên cũng gánh không được nhưng đối với tần quân bây giờ mà nói, rất là nhẹ nhõm. Nguyên vị diện thứ hai khôi phục, lại là nguyên vị diện thứ ba. Thẳng đến nguyên vị diện thứ tư khôi phục, dựa theo tính toán, hồng mông mới qua 10 năm. Bởi vậy có thể thấy được, bây giờ tần quân cường đại cỡ nào, vạn sinh sáng tạo công không tầm thường đến cỡ nào. Nhìn bốn nguyên vị diện ở trước mắt, tần quân mỉm cười. Thật tình không biết, ở phía sau hắn, trong bóng tối xa xôi lơ lửng một bóng người, người mặc áo bào đen làn da trắng bệch, trong đôi mắt chỉ có tròng trắng, không có con ngươi. Xâm nhiên kinh khủng, lạnh lùng nhìn tần quân, như ác mộng đang nhìn trộm quang minh. Tần quân phất tay, thả bốn nguyên vị diện đến vị trí cũ. Ở giữa nguyên vị diện quấn quanh lấy nguyên cảnh, cúi đầu nhìn xuống, giống như mê cung, rắc rối phức tạp. Tăng thêm hồng mông, hết thảy có 11 nguyên vị diện, ở chung quanh bọn chúng, còn có không ít lạc ấn của nguyên vị diện, nhưng đều đã hủy diệt, như vỏ trứng vỡ vụn. Chấm chính là thiên đế, thay vĩnh hằng như một chuộc tội. Khôi phục bốn nguyên vị diện nguyên bản bị phá hư, bao quát toàn bộ sinh linh bên trong. Tần Quân mở miệng nói, thanh âm vang vọng bảy nguyên vị diện khác, dẫn tới từng nguyên vị diện vỡ tổ. Lười nhác so đo với phản ứng của chúng sinh, Tần Quân nâng tay phải lên, búng tay một cái. Ngay sau đó trong bốn cái nguyên vị diện, hết thảy quy tắc bắt đầu vận hành, ý thức của chúng sinh trong nháy mắt thức tỉnh, bọn hắn kinh ngạc nhìn chung quanh. A, à, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Ta quên cái gì nhỉ? chẳng lẽ là vĩnh hằng như một quấy phá vĩnh hằng như một muốn hủy diệt nguyên vị diện ta làm sao có loại cảm giác đại mộng mới tỉnh trong bốn nguyên vị diện toàn bộ sinh linh đều đang nghi ngờ trong mắt tần quân lóe lên một chút ánh sáng để chúng sinh hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì khi bọn hắn đạt được những ký ức này đều khó có thể tin bọn hắn chết qua một lần kinh ngạc qua đi chính là cảm kích giờ khắc này thiên đế trở thành chúa cứu thế của bốn nguyên vị diện tín ngưỡng cao nhất nhìn qua hết thảy, khóe miệng tần quân lộ ra ý cười. Đây chính là mị lực của sáng tạo. Lúc này, bóng người kinh khủng kia đã đi tới sau lưng tần quân, cách xa không đến một mét, đôi mắt trắng bệch nhìn tần quân. Ánh mắt của hắn vô cùng trống rỗng. Trống rỗng đến đủ để cho sáng tạo thần cũng vì đó sợ hãi. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, móng tay dài như lợi chảo, đầu ngón tay lóe ra hàn mang, muốn đánh tới tần quân. Ký chủ, cẩn thận sau lưng. Đúng lúc này, thanh âm của hệ thống bỗng nhiên vang lên tần quân cả kinh ánh mắt ngưng tụ chớp mắt rời đi ra ngoài vạn dặm định thần nhìn lại vị trí nguyên lai của hắn không có bóng người khác cẩn thận cái gì tần quân ở trong lòng hỏi trao mày vừa rồi hắn không có phát giác được có cái gì tới gần nhưng bây giờ thần thoại hệ thống đã rất cường đại hẳn là sẽ không phạm sai lầm vừa rồi có cái gì muốn tập sát ký chủ đề nghị ký chủ mau chóng rời đi nơi này hệ thống lần nữa nói thanh âm vậy mà có chút run rẩy tần quân nhíu mày lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác phía sau có hàn khí đánh tới hắn cấp tốc quay người đập tới một quyền nhưng mà sau lưng không có gì để quả đấm của hắn nện không chuyện gì xảy ra tần quân nhíu mày trong lòng kinh sợ từ khi hắn đột phá vạn sinh sáng tạo tứ cảnh còn chưa bao giờ cảm thấy bất an như vậy thân hình hắn nhoáng một cái mười ức thiên đế phân thân trưng bày ở trong khu vực hư vô hắn cùng thiên đế phân thân không ngừng liếc nhìn chung quanh muốn tìm ra tồn tại thần bí ẩn núp trong bóng tối nhưng vô luận bọn hắn tìm kiếm như thế nào cũng không tìm được cho dù hắn dùng thần niệm bao trùm chung quanh thì cảm giác bất an kia vẫn tăng cường phảng phất nguy hiểm cách hắn càng ngày càng gần lúc này phía sau tần quân xuất hiện khuôn mặt lúc trước im ắng gào thét diện mục dữ tợn kinh khủng nhất là các thiên đế phân thân đều không nhìn thấy hắn tồn tại ký chủ mau chóng rời đi về nguyên cảnh nhanh hệ thống lần nữa thúc giục nói lần này ngữ khí so với lúc trước càng lo lắng hơn tần quân lách mình trở lại nguyên cảnh mà hắn thì lưu lại thiên đế phân thân hắn ngược lại muốn xem xem là cái gì là sáng tạo thần không có khả năng bất hủ cùng vĩnh hằng cũng không có khả năng tần quân thân ở trong nguyên cảnh nhíu may các sáng tạo thần không có đạo lý hù dọa hắn hơn nữa đồ vật để hắn không thể nhận ra kia đến cùng mạnh cỡ nào chẳng lẽ nguyên kỷ nguyên ở sau khi hắn rời đi trong quá trình phát triển lại ra đời tồn tại cực kỳ cường đại hắn bỗng nhiên ý thức được một điểm là có phải có sinh linh tới nơi này trước không dưới tình huống bình thường đạt tới siêu thoát thần nguyên liền có thể thoát ly nguyên vị diện nhưng hắn ở chỗ này tu luyện thời gian dài như thế chưa từng thấy qua sinh linh khác hệ thống vừa rồi ngươi bắt được vật kia không tần quân ở trong lòng hỏi ngay sau đó một khuôn mặt hiện lên ở trong đầu tần quân khuôn mặt kia không có con ngươi hai mắt tái nhợt để trái tim tần quân băng giá ánh mắt trống rỗng phẳng phất như có thể thôn phệ hết thảy gương mặt dữ tợn tần quân chưa bao giờ thấy qua hắn là ai? Tần quân nhíu mày nghĩ, hắn cố gắng bình phục tâm tình, thân là thiên đế, hắn không thể bối rối. Không rõ ràng, hắn không giống như sinh linh, không có khí tức, vượt qua hệ thống nhận biết. Hệ thống trả lời, để tần quân nhíu mày càng sâu. Đúng lúc này, hắn chợt thấy mười ức thiên đế phân thân phát sinh dị dạng. Chỉ thấy các phân thân đều nắm lấy cổ của mình, hai chân không ngừng đạp, phẳng phất như có đồ vật gì bóp cổ của bọn hắn. Chọn vẹn mười ức phân thân, mỗi một vị đều như thế, tất cả đều không có lực phản kháng chút nào. Một màn này để trái tim tần quân băng giá, song quyền vô ý thức nắm chặt. Rất nhanh, các phân thân đều phá tán, biến mất không thấy gì nữa. Tần quân hít sâu một hơi, nói, chẳng lẽ vật kia không dám vào. Có thể, ký chủ vừa tiến đến, nguy cơ liền giải trừ. Hệ thống trả lời, để tần quân tâm loạn như ma. Ngươi nhìn thấy vật kia. Lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền vào trong tay tần quân, hắn quay đầu nhìn lại rõ ràng là phân thân của hắn bất quá phân thân này mặc không giống hắn người khoác áo bào màu bạc đầu đội đế quan do nguyên khí ngưng tụ thành con ngươi của tần quân co rụt lại trong nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương đây không phải phân thân hắn lưu lại ở chúng thần khởi nguyên sao sao ngươi lại tới đây tần quân trầm giọng hỏi phân thân này thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở sau lưng hắn để hắn phản cảm bất quá hắn cũng không e ngại năm đó lúc sáng tạo phân thân này hắn lưu lại tay chân ở trong cơ thể đối phương ngươi là bản tôn của ta, ta tự nhiên phải chú ý ngươi. Phân thân trả lời, hiện tại thân phận của hắn là thiên đế, thiên đế của thần giới cao nhất. Đương nhiên, ngoại trừ bất hủ cùng vĩnh hằng, sáng tạo thần khác đều không biết thiên đế tồn tại. Tần quân giống như cười mà không phải cười nói, xem ra, tu vi của ngươi bây giờ rất cao, lại cao hơn cũng là bản tôn ban cho. Thiên đế trả lời, ngữ khí đạm mạc giống như lúc trước. Tần quân quay đầu nhìn về phía khu vực hư vô, hỏi, vật kia đến cùng là lai lịch gì? nghe vậy thiên đế thở dài một tiếng nói hắn là hắc ám biến thành hắc ám thuần túy nhất mặc dù ngươi sáng tạo ra hết thảy là tạo vật chủ cao nhất nhưng đối với hắc ám mà nói ngươi chính là cừu địch vô số năm nay các sinh linh tự giết lẫn nhau oán khí tích lũy cuối cùng kích thích hắc ám sinh ra ý thức ta xưng nó là ác thủy nguyên tên gọi tắt thủy ác nó ở trong bóng đêm là tồn tại vô địch cho dù là ta cũng không chống lại được nó nhưng cũng may nó không cách nào tiến vào trong phạm vi thời không nguyên không gian cùng nguyên thời gian hy sinh mình, thành lập thời không, tương đương với bọn hắn một mực bảo hộ hết thảy ngày sáng tạo. Thiên đế nói để tần quân nhíu mày. Ác thủy nguyên, thủy ác. Tần quân nghi hoặc nói, nếu như nó thật vô địch, vì sao trước kia không giết chẫm? Hắn ở trong hư vô tu luyện bao lâu? Há không nên sớm bị thủy ác giết chết? Thiên đế trả lời, bởi vì ta đang bảo vệ ngài, nhưng gần đây nó lại mạnh lên. Tần quân giật mình, tràn ngập thâm ý hỏi, xem ra người rất sớm đã chú ý tới chẫm. Ừm, là ta đề nghị để bọn hắn thay đổi kỷ nguyên, để nguyên kỷ nguyên hãm nhập trong luân hồi. Thiên đế gật đầu nói, ngư khí dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bất hủ cùng vĩnh hằng ở vào trạng thái tiêu cực, nếu bọn hắn nhìn thấy ngài biến thành hiện tại, đoán chừng sẽ lâm vào điên cuồng, thậm chí hủy diệt hết thảy. Vì sao? Tần quân lạnh giọng hỏi, con không chê cha xấu. Làm sao? Bọn hắn còn ghét bỏ chấm yếu, Thiên đế lắc đầu, thở dài nói, trong khoảng thời gian ngài không có ở đây, sáng tạo thần tự giết lẫn nhau, thậm chí để bọn hắn không cách nào khống chế, hiện tại các sáng tạo thần còn thù hận bọn họ, nếu để cho bọn hắn phát hiện, ngài biến mất vô số năm, tu vi lại không bằng bọn hắn, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ cho rằng ngài sai, ngài ở trong lòng bọn họ là tồn tại mạnh nhất, một khi tín ngưỡng sụp đổ, bọn hắn sẽ không tin tưởng thân phận của ngươi, thậm chí đi vào con đường hủy diệt. Thanh âm của Thiên đế rất bình tĩnh để cho người ta cảm thấy hắn không có nói sai tần quân cũng cảm thấy có đạo lý tâm tính của bất hủ cùng vĩnh hằng hắn hiểu rõ ở trong lòng hai tiểu gia hòa hắn là không gì làm không được xem ra tạm thời không thể cùng bọn hắn chạm mặt về sau ngài không thể lại đi ra ngoài thiên đế cuối cùng căn dặn nói vừa nghĩ tới thủy ác cường đại hắn liền không nhịn được nhíu mày tần quân gật đầu hắn rất ngạc nhiên gần đây xảy ra chuyện gì để thủy ác mạnh lên tận khả năng mạnh lên đi ta đã đạt tới cực hạn thủy ác còn mạnh lên cuối cùng có một ngày hắn sẽ đánh phá thời không hạn chế giết vào đến lúc đó cho dù là sáng tạo thần cũng phải chết hơn nữa chết rất thảm bởi vì hắn chính là ác oán vô số năm qua biến thành ta đi nếu có chuyện gì tùy thời ở trong lòng liên lạc ta thiên đế nói xong liền biến mất phảng phất như vẫn trung thành tuyệt đối với tần quân sau khi hắn rời đi tần quân thì bắt đầu suy nghĩ sâu xa thủy ác sẽ hủy diệt hết thảy trong khoảng thời gian này đến cùng là chuyện gì để nó mạnh lên chẳng lẽ có quan hệ tới đại diễn hay có quan hệ tới bốn người cực đế hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn lại khuôn mặt dữ tợn kinh khủng của thủy ác hiện lên ở khu vực hư vô nhìn hắn im ắng gào thét giống như cùng hắn có thủ không đợi trời chung thủy ác trẫm sẽ không để cho ngươi tiến đến tần quân tự lẩm bẩm xem ra mình vẫn không thể quá an giật nghĩ xong hắn quay người rời đi cùng lúc đó bốn nguyên vị diện khôi phục khiến cho các nguyên vị diện đều đang hoan hô hiện tại các nguyên vị diện do nguyên chủ thứ nhất thống nhất các nguyên vị diện đều có thể lui tới rất nhanh liền có sinh linh nghiệm chứng lời của tần quân bốn cái nguyên vị diện bị gạt bỏ thật khôi phục trong lúc nhất thời thập đại nguyên vị diện lâm vào trong vui mừng tần quân thì trở lại trí cao thần giới mới vừa gia nhập trí cao thần giới hệ thống nhắc nhở liền vang lên ở trong đầu hắn đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ngăn cản nguyên vị diện hủy diệt thu hoạch được một cơ hội trí cao triệu hoán, hai cơ hội cực hạn tạo hóa, hai cơ hội cực hạn phục thức tỉnh, 10 cơ hội hồng mông độ kiếp, 10 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 10 cơ hội trinh triệu thần ma. Bởi vì Vĩnh Hằng như một đã hủy đi bốn nguyên vị diện, cho nên nhiệm vụ này một mực không có hoàn thành. Không thể không nói, hắn đã hồi lâu không có nghe được thanh âm nhiệm vụ hoàn thành. Hiện nay hắn quá mức cường đại, có rất ít chuyện có thể phát động nhiệm vụ. Vì sao thủy ác không có phát động nhiệm vụ, Tần quân ở trong lòng hiếu kỳ hỏi, thủy ác đối với chúng sinh mà nói, xem như nhân vật phản diện mạnh nhất, lẽ ra nên phát động nhiệm vụ. Bởi vì hắn quá mạnh, hệ thống bất đắc dĩ nói, để tần quân ngẩn người. Bởi vì quá mạnh, để hệ thống không cách nào phát động nhiệm vụ. Hắn lập tức giờ khóc giờ cười. Trước dùng trí cao triệu hoán đi, chấm đã rất lâu không có dùng qua. Tần quân ở trong lòng cười nói, sau đó hỏi, trí cao triệu hoán dương mi đại tiên. Hắn đối với thần thoại hoa hạ có chút hoài cựu, kỳ thật trong thần thoại hệ thống còn có thần ma khác, nhưng triệu hoán ra đều rất yếu, còn không bằng triệu hoán thần ma ưa thích. Nhưng Dương Mi Đại Tiên cũng không phải nhân vật chính thống trong thần thoại hoa hạ, nhưng chỉ cần có người tín ngưỡng, liền sẽ diễn sinh ở vũ trụ song song tương ứng. Sau đó thần thoại thương thành hiện ra ở trước mắt hắn, để hắn vì Dương Mi Đại Tiên lựa chọn huyết mạch thích hợp. Tần quân tự nhiên là lựa chọn huyết mạch mạnh nhất. Trước mắt, hệ thống cực hạn là vô thượng nguyên thần ngũ cảnh. Rất nhanh, hắn liền kết thúc lựa chọn. Đinh bắt đầu chí cao triệu hoán dương mi đại tiên. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu hắn. Tần Quân hững hờ chờ đợi, đồng thời ở trong lòng suy nghĩ làm sao mạnh lên. Dựa vào vạn sinh sáng tạo công chậm rãi tu luyện, trời biết nói cần bao lâu. Xem ra cần phải thu phục tất cả thời không nguyên vị diện, có lẽ có thể tinh tiến bao quát thần giới cao nhất ở bên trong. Tần Quân âm thầm suy tư. Rất nhanh, Dương Mi đại tiên liền triệu hoán thành công, Tần Quân để hệ thống phóng thích Dương Mi đại tiên, cũng điều ra bảng thuộc tính. Dương Mi Đại Tiên, đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận, nguyên liễu. Tu vi, vô thượng nguyên thần ngũ cảnh. Công pháp, hóa thiên địa thần pháp. Thần thông, nắm chắc không gian. Phiên vân che hải. Vô cực nguyên thủy. Mắt thu hoàn vũ. Pháp bảo, nguyên liễu chi. Thuộc tính đặc biệt, bản nguyên không gian có thể tự do xuyên qua hết thảy không gian. Độ trung thành, 99 trên 100. Bản nguyên không gian. Có ý tứ. Tần quân nhướng mày, về sau có thể điều động Dương Mi Đại Tiên đi thần giới cao nhất làm thám tử. Lúc này, một lão đạo sĩ từ mi tâm hắn bay ra, người mặc một bộ thanh sam đạo bào, khí chất có chút tương tự Hồng Quân, chính là Dương Mi Đại Tiên truyền thuyết còn sớm hơn Hồng Quân. Đương nhiên, đây chẳng qua là Hồng Hoang truyền thuyết đa tạ ân tái tạo của bệ hạ. Dương Mi Đại Tiên nhìn Tần Quân Quỷ lại nói, thanh âm có chút run rẩy, thần thoại hệ thống đã giao phó hắn ký ức Hồng Hoang, cho nên cảm thụ được mình bây giờ nắm giữ lực lượng Hắn sao có thể giữ vững bình tĩnh? Đời trước của hắn bất quá là thánh nhân cảnh, hiện tại vượt qua thiên đạo trí thánh, đại đạo trí tôn, đại đạo đế tôn, vô cực hỗn nguyên siêu thánh, vô cực trí cao đại đế, vô cực đại chúa tể, hồng mông dung đạo, hồng mông đại tự tại, hồng mông thái nguyên thủy tổ, tạo hóa thái hư tôn, đại diễn thần chi, trí thượng thủy nguyên chủ, bất hủ pháp tiên thiên, bất hủ thần niệm đại đế, vĩnh hằng thần mệnh, siêu thoát thần nguyên, đạt tới vô thượng nguyên thần cảnh. Hắn tự suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần Quân nhìn hắn nói, "Chẳng có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, xin bệ hạ phân phó." Dương Mi đại tiên trầm giọng nói, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Tần Quân. Có thể giao phó hắn thần lực như thế, Tần Quân lại mạnh cỡ nào? Hắn không dám tưởng tượng, cũng không tưởng tượng nổi. "Chấm muốn phái ngươi đi một chỗ, đến lúc đó không cần cố ý làm gì, chỉ cần hiểu rõ tình huống nơi đó liền tốt." Tần Quân vừa nói, một bên nâng tay phải lên, trong ngón trỏ bắn ra một vệt ánh sáng, chui vào mi tâm của Dương Mi Đại Tiên. Bên trong ẩn chứa con đường đi tới thần giới cao nhất. Lúc tu luyện ở khu vực hư vô, hắn liền phát hiện con đường thông hướng thần giới cao nhất. "Tuân lệnh." Dương Mi Đại Tiên cung kính nói, sau đó hỏi, "Hiện tại liền đi?" "Đi đi." Tần Quân nhìn ra được Dương Mi Đại Tiên rất khẩn trương, đoán chừng quá mức kính sợ hắn, cho nên cũng không làm khó. Dương Mi Đại Tiên như chút được gánh nặng, lúc này tan biến ở trong Thiên Đế Thần Cung. Tần quân cười cười, không nghĩ tới Dương Mi nhát gan như vậy. Bất quá cũng đúng, ai bảo hắn mạnh như thế. Sau đó, tần quân ở trong thiên đế thần cung lẳng lặng suy tư hồi lâu mới rời đi. Hắn chuẩn bị thu phục tất cả thời không của nguyên vị diện. Đối với hắn hôm nay mà nói, việc này đơn giản dễ như trở bàn tay. Lúc trước hắn ở nguyên vị diện thứ nhất, tìm thời gian chủ quy tắc, lại sáng tạo thời không tuyến. Lúc xuyên qua nguyên cảnh, hắn gặp chính hoa tà Phật. Giờ phút này, chính hoa tà Phật dẫn theo nguyên phạt, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đi về phía hồng mông ngươi sao thế tần quân bỗng nhiên dừng lại hỏi dọa chính hoa tà phật kêu to một tiếng kém chút vô ý thức vung vẩy nguyên phạt bổ tới tần quân thiên đế không có gì vừa nhìn thấy là tần quân sắc mặt của chính hoa tà phật hòa hoãn lại chỉ là trong mắt tràn đầy thất bại vẻ mặt này cực kỳ giống thời điểm ở hồng mông năm đó ngươi đi chỗ nào tần quân hít mắt hỏi nếu như hắn không đoán sai ra hỏa này đi thần giới cao nhất bởi vì lúc trước hắn nhìn từng cái nguyên vị diện cũng không có bắt được khí tức của chính hoa tà phật chỉ là đi bế quan thiên đế ngài muốn đi đâu vậy chính hoa tà phật lắc đầu nói miễn cưỡng vui cười trẫm cũng đi bế quan tần quân mỉm cười ngay sau đó liền chia tay chính hoa tà phật chính hoa tà phật ngẩn người nở nụ cười khổ tiếp tục ủ rũ cúi đầu tiến lên vừa bay ra ngoài không bao xa hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì quay người bay về phía nguyên vị diện thứ tám nguyên vị diện thứ nhất hiện tại lại trở thành thánh địa trong nguyên vị diện các sinh linh án lấy quỹ tích lúc đầu sinh hoạt chỉ là thiếu đi thiên nguyên đế tộc thống trị một ngày này tần quân đi vào nguyên vị diện thứ nhất hắn tìm nguyên chủ thứ nhất nguyên chủ thứ nhất ở trung ương của nguyên vị diện thứ nhất là nguyên chủ cung hắn kiến tạo hưởng thụ hết thầy quyền lực có được tần quân sớm liền phát hiện hắn bức bách nguyên chủ khác hàng phục cho nên mới tìm hắn tâm sự chuyện được đọc bởi kênh haley audio oanh một tiếng đại môn nguy nga bị tần quân đá văng nguyên chủ thứ nhất đang luyện công, cửa lớn bỗng nhiên đánh tới hắn, dọa đến hắn vội vàng vỗ tay. Cửa vỡ nát, nhưng một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng đánh tới, đánh cho nguyên chủ thứ nhất miệng phun máu tươi, kém chút nhục thân bạo tán. Lúc này, tần quân dạo bước đi tới. Người rất tiêu sái nha. Thanh âm của tần quân nhẹ nhàng truyền đến, để sắc mặt của nguyên chủ thứ nhất đại biến. Hôm nay hắn đạt tới vô thượng nguyên thần nhị cảnh, nhưng vẫn không thể cảm giác đến khí tức của tần quân, hắn vội vàng đứng lên run giọng hỏi thiên đế sao ngài lại tới đây thân hình tần quân nhoáng một cái đi vào trước mặt hắn hai người cách xa nhau không đến một mét nhìn chằm chằm con mắt của nguyên chủ thứ nhất tần quân giận quát một tiếng quỳ xuống nguyên chủ thứ nhất chỉ cảm thấy não hải kém chút nổ tung hai chân không bị khống chế quỳ đi xuống lúc này tay phải của tần quân đặt ở trên đỉnh đầu hắn dọa đến toàn thân hắn cứng đờ đây chính là lực lượng chu sát vĩnh hằng như một sao nguyên chủ thứ nhất sắp nứt cả tim gan, thân thể không ngừng run rẩy, sợ hãi tràn ngập tinh thần của hắn. Tần quân nhìn hắn nói, ai cho phép ngươi khống chế tất cả nguyên vị diện. Thanh âm của hắn lười nhác, lại lộ ra lãnh ý vô tận, để nguyên chủ thứ nhất càng thêm sợ hãi. Nguyên chủ thứ nhất vội vàng trả lời, là đại diễn sáng tạo thần đại diễn. Đại diễn? Chẳng lẽ hắn không biết chấm ở đây sao? Tần quân vẫn mặt không biểu tình, để tâm của nguyên chủ thứ nhất cùng loạn. Thiên đế vậy mà không để đại diễn vào mắt. Hắn biết, Nguyên chủ thứ nhất thành thật trả lời, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, chỉ có thể nói tất cả. Bản thân đại diễn cũng xác thực biết. Từ giờ trở đi, người quy phục chẫm, nguyên vị diện thứ nhất vẫn do người quản, nguyện ý không? Tần quân bức hỏi, nếu như nguyên chủ thứ nhất dám nói một chữ không, như vậy hữu trưởng của hắn liền sẽ đè xuống. Nguyện ý. Nguyên chủ thứ nhất triệt để sợ, so với quyền lực, mệnh quan trọng hơn, chỉ ít hắn còn bảo lưu lại nguyên vị diện thứ nhất. Nghe vậy, tần quân thu tay lại, quay người rời đi. Ngươi không tính ngu xuẩn." Thanh âm của Tần Quân quanh quẩn ở trong điện, rất nhanh, hắn liền tan biến ở xa xa. Nguyên chủ thứ nhất run rẩy đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, hắn là Vô Thượng Nguyên Thần, ở trước mặt Tần Quân lại mềm yếu như thế. Hắn thậm chí có loại cảm giác, Tần Quân còn cường đại hơn đại diễn. "Thôi, chỉ ít tu vi còn, ta không có tổn thất gì." Ngược lại kiếm lời. Nguyên chủ thứ nhất chỉ có thể tự an ủi mình, như thế may mắn Tần Quân không biết hắn đã từng có ý đồ coi tần quân là quân cờ đi nhằm vào thiên nguyên đế tộc bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thật tình không biết chính là bởi vì điểm ấy tần quân mới cố ý tới dọa hắn một bên khác tần quân đã tìm được thời gian chủ quy tắc thần niệm của hắn quét qua thời gian quy tắc nơi nào cường đại nhất nơi đó chính là thời gian chủ quy tắc không do dự hắn trực tiếp đưa tay hấp thu thời gian chủ quy tắc không gian trong vòng nghìn dặm đều bị hắn ngăn cách như vậy sinh linh ven đường lui tới cũng sẽ không phát hiện thậm chí xông tới lần này hấp thu thời gian chủ quy tắc vô cùng nhẹ nhõm không bao lâu tần quân liền cường thế hấp thu không một chút khó khăn kế tiếp là sáng tạo thời không tuyến tần quân lẩm bẩm ngay thời điểm hắn chuẩn bị nhắm mắt sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng xe gió tần quân nhắm mắt tiếng xe gió kia dừng lại chỉ thấy một nam tử mặc cầm bào xuất hiện ở ngoài vạn dặm bởi vì mảnh không gian này bị tần quân ngăn cách hắn căn bản không nhìn thấy tần quân a à, chuyện gì xảy ra vì sao không ra nơi này dị thường như thế nam tử lẩm bẩm trên gương mặt mọc đầy lân phiến thủy tinh cực kỳ thần dị tên của hắn là cửu thạch tu vi đạt tới vĩnh hằng thần mệnh thất cảnh ở nguyên vị diện thứ nhất cũng coi như cường giả uy chấn nhất phương hắn ở tại nguyên chỗ dò xét chốc lát chuẩn bị rời đi đúng lúc này tần quân bắt đầu sáng tạo thời không tuyến để hắn cảm thấy một tia gợn sóng a à, cửu thạch không nhúc nhích hắn không ngừng dùng thần niệm liếc nhìn nơi này rất nhanh lông mày của hắn nhíu chặt Nơi này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Cửu Thạch lẩm bẩm, hắn nhìn về phía trước, phảng phất như nhìn thấy cái gì, thật lâu không có chuyển ánh mắt. Không biết qua bao lâu, tên này vẫn không có rời đi, hắn còn cho là mình gặp cơ duyên tại chỗ cảm ngộ. Nhưng thần kỳ là hắn thật lĩnh ngộ được, tạo nghệ đối với không gian nâng cao một bước, ẩn ẩn có tư thế đột phá vĩnh hằng thần mệnh bắt cảnh. Trong không gian kín, ý thức của Tần Quân tiến vào vị diện thời không độc lập, ở phía trước hắn là ba sợi thời không tuyến vô cùng mênh mông dọc theo sắp xếp trông không đến cuối cùng quá khứ tương lai của nguyên vị diện thứ nhất tất cả đều bị hắn trưởng khống ở trong mắt hắn thấy được thiên nguyên hắn ở trong hư không nhìn xuống nguyên vị diện thứ nhất sau lưng có mấy chục đạo quang ảnh khí tức rất mạnh không ai không cao hơn siêu thoát thần nguyên cảnh không đủ hoàn thiện ta phải tự mình nhập thế hiểu rõ biết chúng sinh cần quy tắc như thế nào thiên nguyên mặt không thay đổi nói dáng dấp của hắn rất giống tần quân nhưng hai người đứng chung một chỗ lại có chỗ khác biệt tươi sáng nói xong câu đó hắn cúi người lao xuống hóa thành một vệt ánh sáng nhìn như là rơi vào trong nguyên vị diện thứ nhất nhưng tần quân phát hiện hắn lại đi nguyên cảnh tiến về nguyên vị diện khác những cái bóng kia hai mặt nhìn nhau bọn họ đều là thiên nguyên đế tộc chính tông thấy cảnh này tất cả đều quay người bay về phía thần giới cao nhất đến tận đây người sáng tạo nguyên vị diện mạnh nhất trong mắt chúng sinh chuyển thế biến mất trừ cái đó ra tần quân còn chứng kiến tương lai cùng quá khứ của những sinh linh khác có thể nói là chúng sinh muôn màu xâm la vạn tượng. Tần quân đã không phải lần đầu tiên sáng tạo thời không tuyến, cho nên không có cảm thán quá lớn, rất nhanh liền trở lại trong hiện thực. Ánh mắt hắn ngưng tụ, không gian chung quanh khôi phục bình thường. Cửu thạch chỉ cảm thấy không gian trước mắt bỗng nhiên động một cái, ngay sau đó tần quân trống rỗng xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Ngươi ngươi là ai? Cửu thạch vô ý thức lui lại, trầm giọng hỏi. Tần quân liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười, quay người rời đi, vẻn vẹn một bước liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay cả khí tức cũng không có để lại. Cửu Thạch ngẩn người, luôn cảm thấy khuôn mặt của Tần Quân giống như gặp qua ở đâu. Chờ chút, chẳng lẽ là Tổ Nguyên thần tượng? Hắn là mạnh nhất. Cửu Thạch kinh ngạc nghĩ, lập tức phấn khởi, nhưng mà hắn đoán sai. Tần Quân không phải Thiên Nguyên, mà là gia gia của Thiên Nguyên. Sáng tạo ra thời không tuyến của nguyên vị diện thứ nhất, Tần Quân lại đi tới nguyên vị diện thứ hai. Tìm thời gian chủ quy tắc, không gian chủ quy tắc, đối với hắn mà nói rất đơn giản. Không đến nửa ngày, hắn liền tìm được dung hợp sáng tạo ra thời không tuyến thuộc về nguyên vị diện thứ hai tiếp đó hắn lại đi nguyên vị diện thứ ba nguyên vị diện thứ tư hết thảy thuận lợi không trở ngại chút nào cũng không có ai có thể trở ngại hắn tần quân đi vào nguyên vị diện thứ năm hắn dừng ở trong nguyên cảnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại nguyên cảnh trong sương mù mông lung không cách nào thấy vật nhưng ánh mắt của hắn lại có thể xuyên qua nguyên không gian nhìn thấy thủy ác ở trong khu vực hư vô lần này thủy ác hiện ra bóng người toàn thân quấn quanh lấy hắc khí, chỉ hiển lộ khuôn mặt trắng bệch, con mắt gắt gao nhìn tần quân, như oán quỷ trong bóng tối nhìn chăm chú cửu nhân. Ánh mắt trống rỗng lại lộ ra một tiêu oán độc. Tần quân hử lạnh một tiếng, ra hỏa này tựa hồ lại tiến hóa. Vì sao đột nhiên tăng cường? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Tần quân nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Thủy ác nhìn chằm chằm vào tần quân, không nhúc nhích, phảng phất như muốn dùng ánh mắt giết chết hắn mặc dù biết tên này trước mắt là vô địch nhưng tần quân cũng không sợ có gan giết vào tựa hồ cảm nhận được tần quân trào phúng khuôn mặt của thủy ác trở nên dữ tợn thậm chí há mồm gào thét chỉ là không có thanh âm giờ khắc này thủy ác như ác quỷ bị khóa ra sức dễ dụa tần quân hít sâu một hơi không nhìn đối phương nữa vạn nhất ép ra hỏa này có thể xông tới hay không nghĩ đến loại tình huống này tâm của tần quân vẫn lắc một cái ngay cả thiên đế ở thần giới cao nhất cũng không làm gì được thủy ác hắn tự nhiên cũng không thể. Lần trước, hình ảnh mười ức thiên đế phân thân bị miểu sát rõ mồn một ở trước mắt, thực lực của thiên đế phân thân là giống như hắn. Nói cách khác, hắn cùng thủy ác tranh lệch ít nhất mười ức lần. Vẫn nên mạnh lên, đến thủ hộ hết thảy chấm sáng tạo. Tần quân lắc đầu cười một tiếng, hắn tự hào nhất không phải thiên đình, cũng không phải thần thoại hệ thống, mà là hết thảy. Nghĩ xong, hắn quay người tiến vào nguyên vị diện thứ năm. Sau khi hắn rời đi không lâu, phía trên bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt một xúc tu màu đen chậm rãi luồn vào ngay sau đó gấp tốc chui vào nguyên cảnh biến mất không thấy gì nữa oanh biên giới hồng mông trong vũ trụ độc lập toàn bộ tinh không đều rung động nhậm ngã tiếu lơ lửng trong tinh không con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước chỉ thấy lý họa hồn ngồi xếp bằng khí tức như vòi rồng phóng lên trời mạnh cường đại đến để nhậm ngã tiếu run rẩy xem ra thời điểm ngươi tuổi nhỏ đưa ngươi đến nơi kia đúng là cử chỉ sáng suốt Người học tiểu tử kia không tệ. Nhậm ngã tiếu mỉm cười, hiện tại hắn càng ngày càng thích hồi ức quá khứ. Có lẽ là tâm tính đã già. Bị hậu bối siêu việt, hắn sẽ không còn đấu trí. Trên có thiên đế, dưới có lý họa hồn, hắn còn không bằng tiêu giao tự tại. Lúc này, quanh thân lý họa hồn bỗng nhiên lượn lở một đạo huyết khí, như lưỡi đao, xé rách không gian, làm cho nhậm ngã tiếu không thể không lui lại. Bàn cổ, hồng quân đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nhậm ngã tiếu. Hắn đây là, hồng quân kinh ngạc hỏi khí tức của lý họa hồn để hắn cũng cảm giác có chút đáng sợ bàn cổ cũng chăm chú nhìn lý họa hồn tay nắm khai thiên phủ nhậm ngã tiếu phong khinh vân đạm cười nói hắn thành thần trở thành sáng tạo thần sáng tạo thần bàn cổ cùng hồng quân chừng to mắt ghê gớm tiểu tử này rất khá thanh âm của tần quân bỗng nhiên chuyển đến chỉ thấy hắn xuất hiện ở sau lưng lý họa hồn tay phải nâng lên ấn lên vai lý họa hồn nhìn thấy tần quân xuất hiện nụ cười trên mặt nhậm ngã tiếu càng tăng lên phụ thần hắn tương đương với cháu trai của ngươi ngài phải giúp hắn một tay nhậm ngã tiếu nói lý họa hồn là cục thịt trong lòng hắn hắn tự nhiên muốn cho lý họa hồn cái tốt nhất tần quân không có trả lời hắn cũng xác thực chuẩn bị giúp lý họa hồn trừ đi tiểu tử này trước kia làm chuyện hoang đường tần quân vẫn rất thích ở dưới trí cao thần lực của tần quân trợ giúp mệnh cách trong cơ thể lý họa hồn không còn bạo động như băng sơn hóa thủy, dung nhập kỳ kinh bát mạch, thậm chí trong linh hồn. A, à, Tần Quân bỗng nhiên kinh nghi, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể Lý Họa hồn có một vật. Vật này rất giống ánh sáng bản nguyên trong thế giới cuối cùng. Có ý tứ. Khóe miệng Tần Quân khẽ cong, tiếp tục trợ giúp Lý Họa hồn triệt để dung hợp mệnh cách. Đợi Lý Họa hồn trở thành sáng tạo thần, tu vi của hắn càng ngày càng tăng, chỉ cần thời gian, liền có thể địch nổi sáng tạo thần uy tín lâu năm. Sáng tạo thần cũng không phải có thể vô hạn tăng cường ngay cả thiên đế ở thần giới cao nhất cũng đã đạt đến cực hạn, huống chi là các sáng tạo thần. Qua một hồi lâu, tần quân buông tay, lý họa hồn mở mắt, trong mắt lóe ra thần quang. Áo trắng bỗng nhiên nhuộm thành huyết sắc, đỏ đến làm lòng người rét lạnh. Một màn này làm đám người nhậm ngã tiếu khẩn trương lên. Tiểu tử này sẽ không phải lại phải nhập ma chứ. Lý họa hồn ngẩng đầu nhìn về phía tần quân, nói, đa tạ bệ hạ. Ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ, như không có tình cảm nhậm ngã tiếu bàn cổ hồng quân lập tức thở dài một hơi chỉ sợ hắn nhập ma biến thành hung tàn cuồng vọng nếu một sáng tạo thần nhập ma đây chính là tai nạn ừm người rất không tệ có rất ít sinh linh có thể lột xác thành sáng tạo thần tần quân mang theo ẩn ý nói sinh linh phổ thông cho dù đạt được mệnh cách của sáng tạo thần cũng không nhất định có thể trở thành sáng tạo thần hình sinh là ví dụ tốt nhất còn có tàng mệnh luân tên này đã vẫn lạc lý họa hồn lắc đầu nói đường còn rất dài Đến độ cao này, đường còn rất dài Tần quân cười cười, trượt ra hiệu lý họa hồn đi gặp nhậm ngã tiếu Hai cha con đoán chừng có rất nhiều lời muốn nói Sau đó, tần quân mang theo bản cổ, hồng quân rời đi Không chỉ bọn họ, tất cả thần ma đều được đưa đến trí cao thần giới Lôi chấn tử, Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không, Như Lai, Cửu Linh Nguyên Thánh, Dương Tiễn, Hình Thiên, Bồ Đề Tổ Sư, Hậu Nghệ, Viên Hồng, Hồng Hải Nhi, Triệu Vân, Quan Vũ Bạch Trạch, Ngư Ma Vương, Thái Bạch Kim Tinh, Đế Tuấn, La Sĩ Tím, Triệu Công Minh, Thái Thượng Lão Quân, Đông Hoàng Thái Nhất, Na Cha, Lý Tồn Hiếu, Hắc Bạch Vô Thường, Khổng Tuyên, Doanh Chính, Nhiễm Mẫn, Nữ Oa, Lục Nhĩ Mi Hầu, Vô Tri Kỳ, Lữ Bố, Hồng Quân, Hạng Võ, Bạch Khởi, Đế Giang, Lý Họa Hồn, Côn Bằng, Lưu Trầm Hương, Lục Áp Đạo Nhân. Gần 200 vị thần ma tất cả đều lơ lửng trong hư không. Nhìn chung quanh, bọn hắn lập tức khẩn trương lên, cũng may bọn hắn có thể cảm nhận được khí tức của tần quân cho nên không hoảng loạn trẫm chiếu các ngươi đến là muốn nói cho các ngươi cùng nhau đi tới may mắn mà có các ngươi làm bạn sau lưng tần quân xuất hiện trí cao thần tọa hắn chậm rãi ngồi xuống sau đó nói ngư khí vẫn bình tĩnh nhưng các thần ma đều có thể cảm nhận được hắn chân thành tha thiết vì bệ hạ hiệu lực muôn lần chết không chối từ dương tiễn ngạo nghĩ nói đối với hắn mà nói vì tần quân mà chiến liền là vinh quang lớn nhất lôi chấn tử đi theo nói, có thể gặp được bệ hạ mới là cơ duyên lớn nhất của chúng ta. Thần ma khác cũng nhao nhao mở miệng, biểu đạt nội tâm của mình. Bọn hắn đều rất cảm kích tần quân, vô luận là thần ma sớm nhất, hay thần ma về sau, đều có thể cảm nhận được tần quân chân thành. Bọn hắn đều được tần quân để bạt qua, đạt đến độ cao mà kiếp trước bọn hắn không bao giờ đạt tới. Nhìn qua tần quân bây giờ, tâm tình của bọn hắn đều có chút kích động. Lúc trước, bọn hắn có từng nghĩ đến hôm nay. Áp đảo hồng mông hì hì, ta sẽ tiếp tục hiệu lực cho bệ hạ, nếu như bệ hạ không cần ta, ta có thể thủ hộ hài tử của bệ hạ. Hồng Hài Nhi vui cười nói, hắn phẳng phất như mãi mãi là hài tử, vô luận thương hải tăng điền. Tần quân trở nên nhu hòa, nghĩ đến năm đó Hồng Hài Nhi kém chút vì mình chiến tử, có một loại ấm áp ở trong lòng chảy xuôi. Được rồi, chấm bắt đầu giảng đạo, các ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, toàn bằng tạo hóa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần quân mở miệng nói, chúng thần ma nhao nhao thu liễm Tiếu Dung, chờ đợi Tần quân giảng đạo. Lực lượng quy tắc chung quanh bỗng nhiên đình trệ, trí cao thần lực của Tần quân tràn ra, vây quanh các thần ma, để cao lực lĩnh ngộ của bọn hắn. Trí cao thần lực từ không sinh có, khiến cho trí cao thần giới trong nháy mắt tràn ngập vô số nguyên khí. Các thần ma cũng cảm thấy nguyên khí mênh mông, âm thầm khâm phục Tần quân cường đại. Sở Dĩ tạm dừng sáng tạo thời không tuyến, vì các thần ma giảng đạo là bởi vì trong lòng Tần quân có loại bất an cho nên hắn muốn để các thần ma tập thể mạnh lên, bảo hộ Hồng Mông. Hiện tại hắn tọa chấn Hồng Mông, trong lòng cũng càng an tâm. Giảng đạo bắt đầu, tần quân mới mở miệng liền là vô thượng trí lý, quy tắc áo nghĩa chúng sinh khó có thể lý giải được. Thời gian ở chỗ này đình chỉ. Không biết qua bao lâu, tần nô cũng tới tham gia náo nhiệt. Đang trong quá trình giảng đạo, tần quân cũng làm cho thần thoại hệ thống thông kê tu vi của thần ma. Lý Bạch, đến từ dân gian truyền thuyết. Chủng tộc, thanh liên trường ca thần kiếm, Hồng Mông Sinh Linh, Tu Vi, Siêu Thoát Thần Nguyên Thập Cảnh, Công Pháp, Thanh Liên Ngự Khí Quyết, Thần Thông, Thanh Liên Thần Kiếm, Sát Nhân Kiếm, Thời Đạo Đại Pháp, Chu Thánh Vô Cực Kiếm Trận, Pháp Bảo, Thanh Liên Trường Ca, Đại Đạo Truyền Thừa, Kiếm Đạo Đại Đạo, Cực Hạn Tạo Hóa, Kiếm Tạo Hóa, Độ Trung Thành, 100 trên 100. Lý Bạch còn kém Cực Hạn Phục Thức Tỉnh Không có sử dụng, khoảng cách Vô Thượng Nguyên Thần chỉ thiếu chút nữa còn có thần ma khác cũng nhận được không ít đề cao lý bạch được thả ra tiếp tục nghe đạo muốn nhất cử đột phá vô thượng nguyên thần cùng lúc đó khu vực hư vô thủy ác nhìn chằm chằm trí cao thần giới lâm vào trong nổi giận hắn cố gắng há mồm muốn nói chuyện nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm hắn thử vô số lần rốt cục hắn phát ra một thanh âm vô cùng bén nhọn truyền về phía trí cao thần giới chết Tần quân nhướng mày, không cần ngẩng đầu, hắn cũng biết là thủy ác. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể cảm nhận được thủy ác nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt oán độc cho dù là nguyên không gian cũng ngăn không được. Gia hỏa này càng ngày càng mạnh. Trong lòng tần quân thở dài, chỉ dựa vào hắn tạm thời không cách nào đối mặt thủy ác, cho nên hắn phải tận khả năng để bạt các thần ma. Nghĩ xong, hắn phân ra một đạo thiên đế phân thân, do thiên đế phân thân đi hấp thu thời gian, không gian của các nguyên vị diện khác, sau đó truyền cho hắn hắn lại sáng tạo thời không tuyến đinh khổng tuyên cực hạn tạo hóa thành công phải chăng phóng thích thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên tần quân trực tiếp lựa chọn phóng thích cũng để hệ thống điều ra bảng thuộc tính của khổng tuyên khổng tuyên đến từ thần thoại truyền thuyết thân phận khổng tước đại minh vương còn khổng tước thứ nhất giữa thiên địa hồng mông sinh linh tu vi vô thượng nguyên thần nhất cảnh công pháp phượng hoàng thánh pháp hóa không minh vương công Thần thông, ngũ sắc thần quang, quán thông tinh hà, ức điều đông lai, đại đạo truyền thừa, thôn phệ đại đạo, cực hạn tạo hóa, thôn phệ thần quang, độ trung thành 100 trên 100, vô thượng nguyên thần nhất cảnh. Sau Dương Mi đại tiên, vị thần ma thứ hai đạt tới vô thượng nguyên thần. Sau khi khổng tuyên ra ngoài, cũng không có phát tiết khí tức của mình, mà trở về chỗ cũ, thành thành thật thật nghe Tần Quân giảng đạo. Lần này giảng đạo, càng ngày càng nhiều thần ma đạt được đột phá lại thêm tần quân thỉnh thoảng dùng thần thoại hệ thống giúp bọn hắn, làm đến bọn hắn đều có thu hoạch cực lớn. Rất nhanh, Thiên Đế phân thân trở về, truyền vào trong cơ thể hắn quy tắc thời gian, không gian của các nguyên vị diện. Lúc này hắn nhắm mắt, một bên giảng đạo, một bên đi vào vị diện thời không độc lập sáng tạo thời không tuyến. Đối với hắn mà nói, nhất tâm nhị dụng, không tính việc khó. Từng thời không tuyến bị hắn sáng tạo thành công, không biết qua bao lâu. Trong vị diện thời không độc lập đã có 11 thời không tuyến. Đến tận đây, thời không của 11 nguyên vị diện đều bị hắn trưởng khống. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ trung cực. Thiên đế mạnh nhất. Mở ra tất cả công năng, hủy bỏ giá trị danh khí cùng nhiệm vụ. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu tần quân. Cùng lúc đó, những nhiệm vụ trước kia đều biến mất, ngay cả giá trị danh khí trong thần thoại thương thành cũng hủy bỏ. Từ giờ trở đi, thần thoại hệ thống không còn có bất kỳ hạn chế với tần quân. Khóe miệng tần quân khẽ cong hỏi, chấm có thể vô hạn sử dụng trí cao triệu hoán không? mặc dù hủy bỏ hạn chế nhưng hệ thống có cực hạn vô hạn sử dụng cũng sẽ sụp đổ hệ thống bất đắc dĩ nói biết trước tần quân sẽ lòng tham như thế kỳ thật tần quân cũng hiểu điểm này đối với chúng sinh mà nói hệ thống khả năng không gì làm không được nhưng ở góc độ tần quân hệ thống kỳ thật đã rất nhỏ hẹp hắn không có điên cuồng để bạt thần ma bởi vì không cần thiết cho dù các thần ma tăng lên tới cực hạn của hệ thống cũng không thể chiến thắng thủy ác hơn nữa như vậy dễ dàng chơi chết hệ thống huống hồ công lao của các thần ma cũng không đáng để bọn hắn đạt tới cực hạn của hệ thống. Trước kia là cần, hiện tại nếu trắng trợn để bạt, chỉ biết phá hư quy tắc. Giống như Tào Tháo, Nam Cực Tiên Ông, Quảng Thành Tử, bái nhập dưới tay hắn, thần ma không có công lao lớn làm sao có thể đạt tới vô thượng nguyên thần. Chẳng phải là nói, chúng sinh chỉ cần đập mông ngựa hắn, liền có thể tu vi bay vọt. Đương nhiên, những thần ma từng vì hắn vào sinh ra tử có thể, nhưng cũng chỉ có thể là số ít, Lý Tồn Hiếu, Hồng Hải Nhi, Lôi Trấn Tử. Tần quân bắt đầu điểm danh, trợ giúp bọn hắn tăng lên tu vi trên diện rộng. Nhưng khi hắn liên tục để bạt ba vị thần ma, đinh, hệ thống bị lấy hết năng lượng mà sụp đổ, lâm vào trạng thái chữa trị. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, nghe mà tần quân im lặng, quá yếu đi. Vừa mở ra tất cả quyền hạn, liền suy sụp. Tần quân đành phải coi như thôi, Lý Tồn Hiếu, Hồng Hải Nhi, lôi chấn tử liên tiếp từ mi tâm hắn bay ra, ba vị thần ma đều đạt tới vô thượng nguyên thần ngũ cảnh vô cùng cường đại thần ma khác cảm thụ được bọn hắn cường đại đến cực điểm đều vô cùng ước ao đúng lúc này tần quân bỗng nhiên đình chỉ giảng đạo dừng ở đây mọi người rời đi tự mình lĩnh ngộ tần quân mở mắt nói nói xong hắn vung tay phải lên đưa các thần ma về chỗ cũ ngay cả đám người hồng hài nhi cũng không thể chống cự các thần ma kinh ngạc đồng thời cũng đang suy đoán tần quân rốt cuộc mạnh cỡ nào Tần quân quay người, bay trở về thiên đế thần cung. Tần nô cùng lên đến, hiếu kỳ hỏi, bệ hạ, vì sao ngài đột nhiên để bạt nhiều thủ hạ như vậy? Hắn hoàn toàn đứng ở góc độ của tần quân cân nhắc, bây giờ tần quân đã vô địch, không cần thiết cho mình nhiều uy hiếp tiềm ẩn như vậy. Vạn nhất, ngày nào đó có thần ma làm phản. Lòng người khó giỏi nhất, chỉ là theo công ban thưởng, tiếp đó, chấm sẽ không ban ân bọn hắn nữa, trừ khi bọn hắn có thể được đại công đức tần quân trả lời đây là ban ân sau cùng của hắn đối với các thần ma tiếp đó tất cả đều nhìn chính bọn hắn biểu hiện hưu hưu cực đế cửu cung thủy đế thái dịch hỗn độn quỷ thần sách ghé qua ở trong nguyên cảnh mục tiêu chính là thần giới cao nhất thiên nguyên khả năng đã thân tử đạo tiêu đến lúc đó chúng ta nhất định phải thống nhất trả lời xác thực tìm không thấy cửu cung thủy đế căn dặn nói hiện tại hắn trở thành thủ lĩnh của bốn người nắm giữ quyền nói chuyện lớn nhất những người khác không có ý kiến bởi vì bọn hắn cũng vô kế khả thi có lẽ thiên nguyên thật đã chết rồi đúng lúc này một hắc ảnh từ phía dưới đuổi theo vô thanh vô tức để bọn hắn không có phát giác được bóng đen cấp tốc phóng về phía cực đế cực đế tự hồ cảm ứng được cái gì vô ý thức cúi đầu đạo hắc ảnh kia trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn để toàn thân hắn cứng đờ ngừng lại cửu cung thủy đế thái dịch hỗn độn cùng quỷ thần sách cảm nhận được hắn dị thường cũng dừng lại theo ngươi đang làm gì đấy còn không mau đuổi theo cửu cung thủy đế không vui hét lên nghe vậy cực đế chậm rãi ngẩng đầu chỉ thấy hai mắt cực đế hoàn toàn trắng bệch không có con ngươi cực kỳ kinh người dù là ba người cửu cung thủy đế nhìn trong lòng cũng siết chặt ngươi sao vậy cửu cung thủy đế trầm giọng hỏi không thể luống cuống để tránh không chấn áp được cực đế cực đế không nói gì mà lắc lắc cổ ta giành được cuộc sống mới cực đế mở miệng nói thanh âm cực kỳ lạnh lùng như là người chết oanh một tiếng hắn đột nhiên xông lên hóa thành một đạo hắc quang xuyên thủng nhục thân của cửu cung thủy đế lúc hiện thân lần nữa trong tay hắn đã nắm hồn phách của cửu cung thủy đế người đang làm cái gì thái dịch hỗn độn tức giận hỏi quỷ thần sách cũng nhíu mày cực đế rõ ràng không thích hợp cùng lúc trước tưởng như hai người nhất là khí tức thậm chí để bọn hắn cảm giác được bất an cực đế không nhìn bọn hắn há mồm nuốt hồn phách của cửu cung thủy đế một màn này làm thái dịch hỗn độn cùng quỷ thần sách sợ hãi vội vàng quay người đào tẩu định cực đế bỗng nhiên mở miệng thân hình của thái dịch hỗn độn cùng quỷ thần sách đột nhiên dừng lại không thể động đậy bọn hán nhìn cực đế thâm bất khả chắc mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh trong mắt lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có cực đế chậm rãi rơi xuống hai tay đặt tại sau gáy của bọn họ chuẩn bị nhiếp hồn dừng tay tiếng quát của tần quân như tiếng sấm cực đế cả kinh toàn thân run lên con người trong mắt như ẩn như hiện ẩm ừ. tần quân một quyền đánh bay cực đế đồng thời trí cao thần lực giúp thái dịch hỗn độn cùng quỷ thần sách khôi phục tự do nhìn thấy tần quân xuất hiện thái dịch hỗn độn cùng quỷ thần sách lập tức thở dài một hơi tần quân ngước nhìn cực đế sắc mặt có chút khó coi vì sao khuôn mặt của cực đế thời khắc này giống thủy ác như vậy chẳng lẽ hắn bị thủy ác nhập vào thân cực đế cắn răng tựa hồ dãy giụa cái gì tần quân lấy tay chụp vào hắn cực đế đột nhiên phất tay một cỗ lực lượng vô cùng cường đại chấn bay tần quân ra ngoài ngay sau đó cực đế quay người bay về phía thần giới cao nhất rất nhanh khí thức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi không xong tần quân thấp giọng mắng sắc mặt tái xanh thái dịch hỗn độn liền vội hỏi phụ thần hắn đến cùng sao vậy hắn bị hắc ám cường đại nhất nhập vào thân không người có thể ngăn cản hắn tần quân trầm giọng nói cực đế chính là đại kiếp tà số bản thân là biểu tượng của hắc ám thủy ác tìm tới hắn cũng hợp tình lý chỉ là tần quân rất quan tâm cực đế nhìn thấy cực đế bị nhập thân, hắn vô cùng phẫn nộ. Cực đế chỉ là thuần túy muốn mạnh lên, nhưng luôn bị người lợi dụng. Mấu chốt nhất là, lực lượng của thủy ác cộng thêm thiên phú chiến đấu của cực đế, ai có thể ngăn cản. Hắc ám cường đại nhất, quỷ thần sách lầm bẩm, thời điểm nhớ tới, không hiểu có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, phảng phất như có đồ vật gì trong bóng tối nhìn trộm hắn. Khi hắn đang suy nghĩ hắc ám, hắc ám liền đang nhìn chăm chú hắn. Dùng ánh mắt ác độc nhất thế gian theo dõi hắn, Thái dịch hỗn độn hỏi, tiếp đó, hắn sẽ như thế nào? Cửu cung thủy đế chết, để hắn cửu hận cực đế, dù sao cửu cung thủy đế là huynh đệ đồng nguyên của hắn. Tần quân nhìn phía trên, ánh mắt tựa hồ thăm dò vào trong thần giới cao nhất, thăm thẳm nói, đổ sát toàn bộ sinh linh cùng thần, hủy diệt tất cả vị diện. Lời vừa nói ra, thái dịch hỗn độn cùng quỷ thần sách lập tức trừng to mắt. Hắn đi thần giới cao nhất, hẳn là sẽ bị các sáng tạo thần diệt trừ A. Quỷ thần sách do dự nói, bọn hắn đi qua thần giới cao nhất, biết rõ những sáng tạo thần kia cường đại, Tần Quân lắc đầu, nói, cho dù là người mạnh nhất của thần giới cao nhất cũng đã bại ở trong tay Hắc Ám. Thái Dịch Hỗn Độn cùng Quỷ Thần sách trừng to mắt, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu, ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Bọn hắn tin tưởng Tần Quân sẽ không ăn nói lung tung. Nói cách khác, Cực Đế đã biến thành diệt thế ma đầu vô địch, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tần Quân vứt xuống câu nói này liền trở lại Thiên Đế Thần Cung hắn phải suy nghĩ làm sao đối phó thủy ác giải cứu cực đế đồng thời trong lòng hắn cũng kinh nghi vì sao thủy ác sẽ tiến vào nguyên không gian đây không phải là bản tôn của hắn mà là một đạo lực lượng cùng ý chí mà thôi thanh âm của thiên đế bỗng nhiên vang lên ở trong đầu tần quân để tần quân thở dài một hơi nếu như là bản tôn của thủy ác như vậy làm sao chơi chờ chết là được rồi ta sẽ kiềm chế hắn bản tôn cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày có thể diệt trừ thủy ác thiên đế nói không hy vọng cực đế quấy dày tần quân tu luyện tần quân vội vàng nói không được tổn thương hắn chấm muốn hắn hoàn hảo không chút tổn hại được thiên đế trả lời tần quân hít sâu một hơi lúc này chuẩn bị trùng kích vạn sinh sáng tạo lục cảnh hắn sáng tạo ra thời không tuyến của tất cả nguyên vị diện có thể mượn chúng nó đến cảm ngộ kích thích vạn sinh sáng tạo công chỉ là muốn đột phá cần rất lâu không có đường tắt có thể đi hồng mông thái dịch hỗn độn triệu tập hồng mông đại đế nhậm ngã tiếu, cửu cực cử càn đế gặp nhau, về phần thái tố thiên quân. Sớm đã đi theo tô đế, không ở hồng mông. Cửu cung thủy đế chết rồi, bị cực đế nuốt hồn phách. Thái dịch hỗn độn trầm giọng nói, nghe vậy, ba vị hồng mông thần linh đều nhíu mày. Cửu cực cử càn đế vội hỏi, vì sao cực đế muốn giết hắn? Hắn nghe nói qua cửu cung thủy đế cùng cực đế pha trộn chung một chỗ, chẳng lẽ bởi vì chuyện nào đó náo tách ra rồi. Thái dịch hỗn độn cố gắng bình phục tâm tình, thuật lại lời tần quân nói một lần, để sắc mặt ba vị hồng mông thần linh đại biến gia hỏa này quả nhiên là đại kiếp tà số hơn nữa là đại kiếp tà số bao trùm tất cả vị diện nhậm ngã tiếu cười khổ nói nét mặt của hắn phức tạp nhất nếu sớm biết như thế trước kia hắn có vô số cơ hội bóp chết cực đế ở trong trứng nước bọn hắn đều không ngốc thủy ác chỉ tìm tới cực đế khẳng định có nguyên do hồng mông đại đế hỏi thái độ của phụ thần như thế nào không rõ ràng hắn chưa hề nói đối phó cực đế ra sao Thái Dịch hỗn độn lắc đầu nói, Sở Dĩ hắn nói cho đám người nhậm ngã tiếu, chỉ là muốn thổ lộ một phen. Dù sao trước kia bọn hắn từng là quan hệ thân nhất. Cửu Cực Càn Đế cắn răng nói, thù này không thể không báo. Ánh mắt hồng mông Đại Đế lấp lóe, nói, trước kia ta không có mặt, không quản được các ngươi, nhưng bây giờ Cửu Cung Thủy Đế không có làm chuyện sai lại bị giết, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Nghĩ xong, hắn quay người rời đi. Người muốn đi đâu? Cửu Cực Càn Đế truy hỏi. Thần giới cao nhất chỉ bằng ngươi. Ngươi không phải đi chịu chết sao? Không gặp nguy hiểm, có thể nào tuyệt địa đột phá? Thái dịch hỗn độn cùng cửu cực càn đế bị chấn trụ, lập tức hai thần cắn răng theo sau. Hiện nay, bọn họ cùng tần quân đều có ngăn cách, cho nên không yêu cầu xa với tần quân có thể giúp bọn hắn. Chờ chút, nhậm ngã tiếu bỗng nhiên mở miệng nói. Ba thần quay đầu, thái dịch hỗn độn nhíu mày nói, ngươi muốn ngăn cản chúng ta. Không, ta đi cùng các ngươi, nhưng phải mang theo giúp đỡ. Nhậm Ngã Tiếu khoát tay cười nói, chỉ là ánh mắt rất lạnh, hiển nhiên, Cửu cung thủy đế chết cũng chọc giận hắn. "Ai?" Cửu cực cử Càn đế ngạc nhiên hỏi, nếu có giúp đỡ tốt nhất, nếu không chỉ dựa vào bọn họ, hiển nhiên là chịu chết. "Con trai ta." Nhậm Ngã Tiếu tự tin nói, nghe vậy, ba thần động dung, Lý Họa hồn, trong Thiên Đế thần cung, Tần Quân cũng phát giác được cử động của các hồng mông thần linh, nhưng hắn không có ngăn cản. Dù sao thần giới cao nhất có Thiên Đế bảo bọc, cực đế a à, cực đế vì sao mệnh của ngươi nhiều thăng trầm như vậy tần quân cảm thán nói nhìn chung hắn nhiều lần xuyên qua thời không cũng không ai có tâm cầu tiến mạnh như cực đế cực đế mạnh không phải vì để so sánh với người khác mà là chân chính hướng tới cường đại trong lòng hắn không có mạnh nhất chỉ có càng mạnh giờ khắc này hắn bỗng nhiên có chút nhớ tô đế bất quá từ khi biết tô đế chính là con trai của hình hủy diệt hắn cũng cảm giác là lạ không hiểu có loại cảm giác cạnh tranh với hậu nhân Nghĩ xong, tần quân lách mình rời đi. Nguyên vị diện thứ 8. Tô đế đang du tẩu thế gian, tay hắn nắm bỏ kiếm, áo trắng như tuyết, như kiếm khách lang thang thiên nhai. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên dừng bước lại. Chỉ thấy cuối con đường xuất hiện một bóng người quen thuộc, chính là tần quân. Hai người cách xa nhau một con đường, người đến người đi, nhưng đều trở ngại không được ánh mắt của bọn hắn. Gió nhẹ thổi qua, gợi lên góc áo của hai người. Tô đế cúi đầu cười một tiếng, dạo bước đi về phía tần quân lúc trước hắn hãm sâu gông xiềng ở trong chư thiên vũ trụ truy theo tần quân khi đó hắn cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt làm sao ở thế gian giả trang kiếm khách chơi vui không tần quân cười tủm tỉm hỏi vẻ mặt đăm chiêu tô đế đi vào trước mặt hắn khóe miệng khẽ cong lộ ra tiếu dung như có như không nói ta không giả rất sớm trước kia ta chính là dùng kiếm há thật sao tần quân theo dõi hắn dò xét một phen tán thưởng nói, tiểu tử ngươi thật lợi hại, đã sắp đạt tới vô thượng nguyên thần. Xem ra ngươi cùng Lý Họa Hồn đều có đại cơ duyên. Cơ duyên lớn hơn nữa cũng không sánh bằng gặp gỡ ngươi. Tô Đế lắc đầu cười nói, để tần quân ngẩn người, chẳng lẽ tiểu tử này đã biết thân phận của hắn. Đi thôi, tìm một gian khách sạn vừa uống rượu vừa trò chuyện, năm đó nhậm ngã tiếu liền thích uống rượu nhất. Tô Đế quay người, đi đến một con đường khác. Tần quân đuổi theo cước bộ của hắn, nói lần này trẫm tìm tới ngươi ngươi đoán cần làm chuyện gì người hoặc sự tình có thể liên quan tới ngươi và ta cũng không nhiều chẳng lẽ có quan hệ tới cực đế tô đế trực tiếp liền đoán được đáp án năm đó sau khi tần quân rời đi hắn cùng cực đế liên tiếp tung hoành cổ thánh đế đạo chúng sinh không biết kỳ thật bọn hắn thường xuyên giao thủ cho nên tình nghĩa cực kỳ thâm hậu ừm hiện tại hắn đã là khối lỗi bất quá không có việc gì trẫm có biện pháp cứu hắn chỉ là muốn cùng ngươi luận đạo một phen Tần quân gật đầu cười nói, tu vi của tô đế kém xa hắn, nhưng hắn muốn cùng tô đế luận đạo, có lẽ có thể thu hoạch trên tâm cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong một gian tử lâu, tần quân cùng tô đế ngồi uống rượu ở bên cửa sổ lầu 2. Rượu thế gian tự nhiên không thể để cho bọn hắn say, bọn hắn cho chuyện quá khứ. Từ hỗn độn sơ khai, đến bát hoang gặp nhau, lại đến cổ thánh đế đạo trùng phùng. Cho dù là tô đế, nhìn đủ loại ở quá khứ, cũng không nhịn được thổn thức, cảm thán nhân sinh kỳ thật, ta đã sớm biết được thân phận của ta, hồng mông sơ khai, đa tạ ngươi thu dưỡng. Tô đế lung lay chén rượu, cười nói, nếu không có thủy nguyên khí tẩy lễ, sẽ không có hắn ngày nay. Tần quân lắc đầu nói, chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, chính hoa tà Phật đi tìm ngươi. Ừm, tạo hóa, trêu ngươi. Tô đế gật đầu, lúc hắn đi vào hồng mông, cùng chính hoa tà Phật phát sinh mâu thuẫn, ai nghĩ tới bọn hắn lại là huynh đệ đồng nguyên. Tần quân cười hỏi, cảm giác như thế nào? tôi đế lắc đầu bất đắc dĩ nói không quá tốt đối mặt chính hoa tà phật hắn luôn có loại cảm giác quái dị đúng rồi gần đây thái tố có khỏe không tần quân ngược lại nói tới thái tố thiên quân ngày xưa hồng mông thần linh đã thiếu đi cửu cung thủy đế cùng âm dương nguyên đế hắn tự nhiên không hy vọng thái tố thiên quân xảy ra chuyện rất tốt chỉ là nàng không muốn đối mặt với những hồng mông thần linh khác tôi đế trả lời đang khi nói chuyện lắc lắc chén rượu trong tay ung dung nói ngươi cùng nàng là hai vị ân nhân của ta ngươi giao ta cho nàng mà nàng một mực bảo hộ ta trưởng thành nếu như nàng có gì có lỗi với ngươi hy vọng ngươi có thể tha thứ nàng đương nhiên nếu như không thể tha thứ ngươi cứ nói ta nguyện ý giúp nàng bồi tội mặc dù là thỉnh tội nhưng hắn cũng không có áp lực hắn tin tưởng tần quân sẽ không làm khó hắn tần quân vừa giận nói vậy ngươi phế một thân tu vi chuộc tội thay nàng đi được tôi đế trực tiếp đáp ứng đưa tay chuẩn bị cho mình một trưởng đủ rồi, ngươi làm sao không thú vị như thế? Tần quân tức giận nói. Khóe miệng tô đế dương lên, tay phải chậm rãi rơi xuống. Dù hắn đang cười, cũng cho người một loại cảm giác rất lạnh. Hắn hỏi, cực đế đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tần quân không có dấu giếm, đại khái nói một lần, thuận tiện giới thiệu lai lịch của thủy ác. Nghe vậy, tô đế nhíu mày nói, thật chẳng lẽ vô kế khả thi? Hắn chỉ không phải cực đế, mà là thủy ác cực đế chỉ là bị thủy ác bám vào khẳng định có biện pháp thoát khỏi nhưng thủy ác ngay cả tần quân cũng cảm thấy cường đại hắn tự nhiên cũng kiên kỵ yên tâm đi có trẫm ở đây là sẽ không để cho hắn phá hư nguyên vị diện tần quân khoát tay cười nói đương nhiên trong lòng hắn cũng không chắc chắn nhưng hắn sẽ vì mục tiêu này cố gắng tu luyện tô đế gật đầu hắn tin tưởng tần quân cho tới nay đều tin tưởng tâm sự trước kia đi chấm đối với kinh nghiệm của ngươi rất ngạc nhiên tần quân uống một chén rượu cười hỏi. Tôi đế mỉm cười, đặt chén rượu xuống nói. Thiên đế, ngươi đi qua tinh cầu màu xanh ra trời kia, ta đã từng đi qua. Ồ, có đúng không, vì sao trẫm không phát hiện? Tần quân nhiều hứng thú hỏi. Tôi đế nói tiếp nói, ngươi từng kể cho Thái Tố rất nhiều chuyện. Nàng đối với văn minh địa cầu mà ngươi nói cảm thấy rất hứng thú. Thế là mở ra một vũ trụ độc lập, bên trong liền có địa cầu. Cùng địa cầu ngươi đi khác biệt, tương đương với thời không song song. Ta ở nơi đó 20 năm, Tô Đế bắt đầu từ từ nói quá khứ của mình. Năm đó Hồng Mông cùng hỗn độn đại chiến, Thái Tố Thiên Quân không thể không đưa đi hắn, giấu ở trong vũ trụ độc lập. Về sau, Tô Đế trở nên cường đại, đi tới đại đạo vị diện của Thiên Đế, cũng chính là hỗn độn sơ khai mà Tần Quân xuyên qua. Hai người lại một lần nữa gặp nhau, cũng là lần gặp nhau này, quan hệ của bọn hắn rút ngắn. Ở hỗn độn kỳ cạnh tranh, để Tô Đế thu hoạch không ít, đến nay còn thường xuyên hồi tưởng lại, bởi vì khi đó, hắn, tần quân cùng cực đế lẫn nhau tranh lệch nhỏ nhất. Tần quân nghiêm túc nghe, nhân sinh của tô đế cũng coi như truyền kỳ, vận mệnh nhiều thăng trầm, cũng tương đối đặc sắc. Tô đế nói thẳng, từ khi gặp được tần quân, hắn mới hoàn toàn thuế biến, mục tiêu cũng cải biến theo. Khi thật rất sớm trước kia, ta liền biết ngươi là thiên đế, tồn tại mạnh nhất sáng tạo hết thảy. Tô đế dương mắt nhìn về phía tần quân, như có thâm ý nói. Cái này cũng giải thích vì sao hắn một mực lấy tần quân là mục tiêu, bởi vì tần quân là mạnh nhất, siêu việt tần quân, hắn sẽ thành mạnh nhất mới. Thật, tần quân nhướng mày hỏi. Tôi đế cười gật đầu, nói, không phải thân phận hồng mông, mà là. Đang khi nói chuyện, tay hắn chỉ lên trên. Thần giới cao nhất, tần quân hiếu kỳ hỏi, thái tố cũng không biết, ngươi làm sao biết. Phân thân của ngươi đi tìm ta. Tôi đế thành thật trả lời, để tần quân giật mình. Xem ra tên kia một mực đang nhìn chăm chú hắn. Hắn cũng không tức giận, dù sao thiên đế sẽ không hại hắn, ngươi cùng lý họa hồn lại làm sao quen biết tần quân lại hỏi một vấn đề dù sao cũng là nói chuyện phiếm hiểu rõ một số chuyện lý thú cũng không tệ tôi đế cười lắc đầu nói còn không phải bởi vì nhậm ngã tiếu sau khi lý họa hồn sinh ra hắn sợ bị hồng mông thần linh khác phát hiện liền thương lượng với thái tố đưa lý họa hồn đến bên cạnh ta cùng ta chung một chỗ trưởng thành tần quân ngẩn người sau đó cười nói nguyên lai like các ngươi là thanh mai trúc mã thanh mai trúc mã có thể hình dung hai nam nhân sao Tôi đế trợn trắng mắt, hai người chuyện trò vui vẻ, vô luận cười bao lớn, người chung quanh cũng nghe không được, bởi vì bọn hắn đã bị trí cao thần lực ngăn cách. Ngươi cùng Thiên vận đến cùng là quan hệ như thế nào? Tần Quân tiếp tục hỏi. Lần này, tôi đế trầm mặc, ngữ khí của hắn phức tạp, nói, ta không thể nói, ta muốn giữ bí mật cho hắn, trừ khi hắn đồng ý. Chẳng lẽ hắn từng xuyên qua thời không, gặp được ngươi? Tần Quân nhíu mày hỏi. Thiên vận từng nói, hắn sớm đã không phải hắn lúc đầu từng mê thất giữa không trung còn chết qua một lần là ngọc khung lão tổ cứu hắn tô đế do dự một chút chậm rãi gật đầu sau đó đổi chủ đề không muốn nhiều lời về thiên vận thấy cảnh này tần quân cũng không truy vấn dù sao cái này cũng là tư ẩn của con hắn cùng tô đế hàn huyên ba ngày ba đêm tâm tình của tần quân vui vẻ tự mình rời đi tô đế thì tiếp tục cầm kiếm đi thiên nhai hắn cũng không phải nhàn chơi đồng dạng là gặp bình cảnh muốn du lịch nhân gian thu hoạch được cảm ngộ có thể cùng chi kỷ nói chuyện phiếm, tâm tình luôn có thể rộng rãi. Nhất là độ cao của tần quân hiện nay, người có thể lấy tâm bình tĩnh đối mặt hắn đã không nhiều. Trở lại hồng mông, tần quân trước tiên ở thiên đế cung một năm, mới trở lại thiên đế thần cung tiếp tục tu luyện. Lần này, hắn dự định trực tiếp bế quan tu luyện đến vạn sinh sáng tạo lục cảnh. Bởi vì hắn có thể cảm giác được thủy ác cách nguyên vị diện càng ngày càng gần, không chừng có một ngày, bản tôn của thủy ác sẽ giáng lâm. Hồng mông, trên một phi đảo, Thiên Vận cùng Cát Tường sóng vai ngồi xếp bằng tu luyện, hai người bỗng nhiên nhíu mày. Phốc, Cát Tường bỗng nhiên phun máu, hắn cố gắng khắc chế, nhưng miệng căn bản ngăn không được, máu tươi theo khóe miệng tràn ra, lưu ở trên người hắn. Sắc mặt của Thiên Vận cũng khó coi, nhưng tu vi của hắn cao hơn Cát Tường, cho nên không có thổ huyết. Qua một hồi lâu, hai người mới thức tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác vừa rồi? Thiên Vận nắm chặt trái tim của mình, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu như gặp ác mộng mới tỉnh. Cát tường cũng che ngực, vẻ mặt nghĩ mà sợ, vừa rồi giống như có đồ vật gì muốn ăn chúng ta, thật đáng sợ. Thiên vận không có nói tiếp, hắn cũng bị dọa không nhẹ. Hắn chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như thế. Từ nơi sâu xa, phẳng phất như có đồ vật gì tới gần bọn hắn, mưu toan thôn phệ bọn hắn. Chúng ta có nên nói với thiên đế hay không? Cát tường mở miệng hỏi, trong mắt hắn, thiên đế không gì làm không được, có lẽ có thể lý giải nghi hoặc. Thiên vận lắc đầu, nói, loại sự tình này không nên quấy dày hắn, chúng ta dù sao cũng phải dựa vào chính mình. Nghĩ xong, hắn điều khiển phi đảo tiếp tục đi tới. Các tường thì hết nhìn đông tới nhìn tây, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, sợ có địch nhân đột nhiên nhảy ra. Khu vực hư vô, thủy ác huyễn hóa ra bản tôn, vẫn là khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, cừ thị hết thảy. Hắn rỗi quỷ trảo, phảng phất như muốn đụng vào cái gì, nhưng vừa vươn ra không bao lâu, hắn liền như bị giật điện thu hồi cái này khiến hắn càng thêm táo bạo liên tiếp đưa tay không sợ thống khổ dừng tay đúng lúc này một thanh âm truyền đến chính là thiên đế thiên đế đến từ thần giới cao nhất cũng là phân thân của tần quân hắn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm thủy ác nói ngươi có ý thức không thủy ác cắn răng nghiến lợi nhìn hắn cũng không trả lời tựa hồ nghe không hiểu bắt đầu tới gần thiên đế thấy cảnh này thiên đế nhíu mày thủy ác cường đại như thế nếu không có ý thức ngược lại rất tồi tệ tương đương với không có nhược điểm. Hắn vung tay chụp về phía thủy ác, trí cao thần lực hóa thành bàn tay khổng lồ, như biển cả bao phủ, nhưng toàn thân thủy ác chấn động, liền đánh sơ sát bàn tay khổng lồ của hắn. Sắc mặt thiên đế đại biến, lúc này chuẩn bị thoát đi. Đúng lúc này, thủy ác đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, duỗi tay nắm lấy cánh tay của hắn, phốc một tiếng, cánh tay của hắn bị tháo xuống, cũng may tốc độ của hắn nhanh, cấp tốc trở lại nguyên không gian. Hắn đi vào nguyên cảnh giữ nguyên vị diện cùng thần giới cao nhất, nhìn phía trước sắc mặt khó coi phía trước không có vật gì chỉ có hắc ám nhưng ánh mắt của hắn có thể vượt qua nguyên không gian nhìn thấy thủy ác thủy ác nhìn hắn im ắng gào thét cái khuôn mặt kia hận không thể xé nát hắn thiên đế đành phải vung tay áo rời đi hắn cùng thủy ác câu thông lại một lần nữa thất bại trong thiên đế thần cung tần quân không biết thiên đế cùng thủy ác lại một lần va chạm chỉ có nguyên vị diện mới ở trong tầm mắt của hắn nguyên cảnh thông hướng thần giới cao nhất hắn không nhìn thấy hắn đang tu luyện vạn sinh sáng tạo công trong điện không ngừng hiển hiện các loại bóng người tất cả đều là toàn bộ sinh linh trong cả đời tần quân gặp phải giao thế xuất hiện biểu lộ không đồng nhất cảm xúc cũng không giống nhau vạn sinh sáng tạo công tu luyện công pháp này là không ngừng sáng tạo hắn muốn kinh nghiệm của mình sáng tạo ra sáng tạo thành ký ức hữu hình sau đó hắn mở mắt trong điện xuất hiện hai hàng tinh trụ đứng đối mặt nhau kéo dài đến cửa lớn của thần cung những bóng mở kia nhao nhao bay về phía tinh trụ chui vào bên trong hóa thành từng đường vân kỳ dị khắc ở mặt ngoài bởi vì trí nhớ của hắn quá to lớn trong lúc nhất thời trong cung điện ánh sáng lấp lóe vô cùng thần dị thấy cảnh này tần quân lần nữa nhắm mắt hắn nâng tay phải lên liên tục đập bảy trưởng trí cao thần lực hóa thành trưởng ấn dừng lại ở giữa không trung chính là đại chu thiên trưởng một trưởng nát núi hai trưởng úp biển ba trưởng phá thiên bốn trưởng kích sao trời năm trưởng chuyển thiên địa 6 trưởng đổi âm dương, 7 trưởng phá luân hồi. Đây là quy tắc thần thông, tặng cho thương sinh. Tần quân lẩm bẩm, thoại âm rơi xuống, 7 đạo trưởng ấn hóa thành 7 chùm ánh sáng, bay ra thiên đế thần cung. Quy tắc thần thông hiện thế. Trong chốc lát, chúng sinh hồng mông đều cảm giác được linh hồn run lên hoặc ngực ngột ngạt. Cũng may loại cảm giác này lóe lên liền biến mất, không có gây nên chúng sinh chú ý. Sau đó, tần quân lại sáng tạo đại đạo sinh thiên luân, long khí, thành quy tắc, ném vào trong hồng mông vô số năm sau những quy tắc thần thông này sẽ một hóa hai hai hóa ba ba hóa vô số cung cấp chúng sinh cường đại trước kia các sáng tạo thần sáng tạo quy tắc là vì chế ước cho dù sinh linh sử dụng cũng là bị ép mà những thần thông này tất cả đều là quy tắc để cho chúng sinh cường đại tương đương với một loại quy tắc khác tu vi đạt tới độ cao nhất định đều có thể xem quy tắc như vũ khí nhưng đó là hậu thiên bố trí mà tần quân sáng tạo quy tắc thần thông ý nghĩa tồn tại của nó là dùng để chiến đấu cạnh tranh hắn cho mỗi một loại quy tắc thần thông một ý nghĩa để tránh nhiễu loạn cân bằng này là đấu quy tắc tần quân nói một mình thiên đế sáng tạo đấu quy tắc thời đại hoàn toàn mới mở màn quy tắc không giới hạn ở trong chế ước bên ngoài thiên đế thần cung bàn cổ ngồi ở trong hư không bỗng nhiên mở mắt mặt lộ vẻ kinh ngạc theo ánh mắt của hắn nhìn lại có thể nhìn thấy một đạo hồng quang từ trong thiên đế thần cung bay ra tan biến ở dưới trí cao thần giới đó là cái gì sao có chút giống lực lượng quy tắc như vậy bàn cổ hiếu kỳ tự nói, chẳng lẽ bệ hạ sáng tạo quy tắc? Sáng tạo quy tắc, hắn cũng có thể. Nhưng muốn hắn sáng tạo ra quy tắc để cho chúng sinh sử dụng, rất khó, cho dù làm được, cũng không thể phổ cập toàn bộ hồng mông. Bởi vì quá trình này sẽ hao tổn quá nhiều thần lực. Chỉ có trí cao thần lực, có thể từ không sinh có, vô cùng vô tận. Tần quân một bên sáng tạo thần thông, một bên chuyển hóa thành quy tắc thần thông, khiến cho tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng cường. Thời gian ở Hồng Mông cũng đang chậm rãi trôi qua, hồng mông đại khái qua vạn năm một ngày này một tiếng nói oanh minh vang vọng tất cả nguyên vị diện ngay sau đó tiếng giống giận dữ của đại diễn vang lên vô số sinh linh thần hồn điên đảo cũng may đại diễn không có nhằm vào chúng sinh nếu không chỉ dựa vào thanh âm liền có thể đánh chết vô số sinh linh trong nguyên cảnh phụ cận nguyên vị diện thứ nhất sắc mặt đại diễn âm trầm diện mục thậm chí trở nên dữ tợn cảm thụ được lực lượng của mình nhanh chóng biến mất hắn vừa sợ vừa giận đáng giận "Cù này nếu ta không báo uổng là sáng tạo thần." Đại diễn cắn răng nghiến lợi nói, lúc này, nguyên chủ thứ nhất bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. "Sáng tạo thần, ngài sao vậy?" Nguyên chủ thứ nhất kinh ngạc hỏi, hắn cũng phát giác được khí tức của đại diễn đang nhanh chóng yếu bớt. Sắc mặt đại diễn khó coi nói, "Chư thần tước đoạt lực lượng của ta." Lời vừa nói ra, sắc mặt nguyên chủ thứ nhất kịch biến. Đại diễn ngẩng đầu, oán hận nói, "Các ngươi sẽ phải hối hận." bị chư thần từ thần giới cao nhất ném ra để hắn vô cùng chật vật nguyên chủ thứ nhất do dự hỏi sau này ngươi có tính toán gì không sáng tạo thần mất đi lực lượng coi như là sáng tạo thần sao hắn có thể cảm giác được đại diễn rất nhanh liền không bằng hắn đại diễn cúi đầu nắm chặt xong quyền nói trùng tu lại giết trở về trùng tu cái kia cần tu luyện bao lâu nguyên chủ thứ nhất nhìn về phía đại diễn ánh mắt thay đổi thần mà nay cả chư thần cũng không đồng ý Đoán chừng không phải thật là thần, hơn nữa hiện tại không tính là sáng tạo thần. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Đại Diễn nhìn về phía hắn, gầm thét nói, "Làm sao? Ngươi xem thường ta?" Đang khi nói chuyện, Đại Diễn còn đưa tay muốn nắm cổ Nguyên chủ thứ nhất. Nguyên chủ thứ nhất tránh đi Đại Diễn. Hắn bình tĩnh nói, "Sáng tạo thần, ngươi bất giận." Đại Diễn dừng lại, chậm rãi thu tay, khuôn mặt phẫn nộ đến cực điểm bỗng nhiên lộ ra thiếu dung. Hắn cười giận dữ nói, "Ngươi quên là ai ban cho ngươi hết thảy sao?" nguyên chủ thứ nhất mặt không thay đổi nói tất cả đều bị thiên đế lấy đi hiện tại ta cũng phải hiệu lực cho thiên đế nguyên chủ khác cũng khôi phục địa vị cùng quyền lực như cũ nhưng trên đầu bọn hắn đều thêm một người chính là tần quân tất cả nguyên chủ đều đã là thủ hạ của tần quân nghe vậy đại diễn biến sắc hắn thì thào nói đúng còn có hắn nghĩ xong hắn liền chuẩn bị quay người rời đi muốn tìm thiên đế chờ một chút ngươi muốn làm gì thiên đế rất mạnh ngươi đừng đi tìm phiền toái nguyên chủ thứ nhất vội vàng nhắc nhở còn tưởng rằng đại diễn muốn đi tìm tần quân phiền phức đại diễn dừng lại quay đầu lại nói đúng hắn xác thực rất mạnh cho nên phải hy sinh ngươi đang khi nói chuyện đại diễn quay đầu nhìn về phía hắn nguyên chủ thứ nhất vừa nhìn thấy dư quang của hắn cũng cảm giác được sát ý rét lạnh xương vô ý thức đề phòng lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác thần lực của mình không bị khống chế điên cuồng tán loạn ở trong cơ thể thân thể của hắn bắt đầu tự chủ bay về phía đại diễn đại diễn cười lạnh nói ta cho ngươi lực lượng cũng có thể phá hủy ngươi nói xong nguyên chủ thứ nhất đột nhiên bạo thể chỉ còn lại có hồn phách lóng lánh cường quang cường quang chính là đại diễn thần lực trói buộc hồn phách của nguyên chủ thứ nhất để hắn không thể động đậy đại diễn người uổng là sáng tạo thần hèn hạ nguyên chủ thứ nhất giận mắng hắn cũng hiểu lúc này cầu sinh tha thứ là vô dụng đại diễn cười khẩy hút vào trong cơ thể ngay sau đó lực lượng biến mất của hắn bỗng nhiên bắt đầu tăng cường hắn tiến về thần giới cao nhất đã sớm đoán được sẽ có dạng kết quả này cho nên lưu lại chuẩn bị ở sau đợi hắn hấp thu xong lực lượng của nguyên chủ thứ nhất hắn liền quay người bay về phía hồng mông tần quân đang ở trong thiên đế thần cung tu luyện cũng chú ý tới một màn này hắn một mực giữ lại tâm nhãn cúi xem tất cả nguyên vị diện tránh cho thủy ác lại thả lực lượng vào không nghĩ tới lại gặp phải đại diễn bị chư thần từ thần giới cao nhất chạy xuống xem ra thần giới cao nhất vẫn không có hòa bình Tần Quân âm thầm nghĩ, hắn từng hỏi thăm Thiên Đế tình huống của thần giới cao nhất, Thiên Đế chỉ nói rất bình tĩnh, không có gợn sóng, mà sau khi Cực Đế tiến vào thần giới cao nhất liền biến mất không thấy gì nữa, Thiên Đế cũng không thể phát hiện, lúc này mới làm cho Thiên Đế lần nữa tìm Thủy Ác, ý đồ thương lượng, đáng tiếc thất bại. Đợi chấm đột phá lục cảnh, liền đi lên xem một chút. Tần Quân lẩm bẩm, ngay cả đại diễn cũng biết hắn tồn tại, sáng tạo thần của thần giới cao nhất sẽ không biết, còn có bất hủ cùng vĩnh hằng Tần quân cũng muốn biết thái độ của bọn hắn hiện tại. Rất nhanh, đại diễn liền tiến vào trí cao thần giới. Hắn vừa tiến đến, liền thấy vô số quy tắc lực tựa như sao băng lượn vòng lấy thiên đế thần cung, để hắn trừng to mắt. Đây là đại diễn kinh ngạc, ngay sau đó liền đoán được tần quân đang làm gì. Sáng tạo quy tắc. Nhiều quy tắc lực như vậy, cho dù là hắn ở đỉnh phong cũng không thể làm được. Thiên đế không có yếu như hắn nghĩ. Lúc này, bàn cổ sách búa bổ tới. Mặc dù đại diễn không phải đỉnh phong, nhưng cũng không phải bàn cổ có thể thương tổn được. Ngay thời điểm đại diễn chuẩn bị xuất thủ, một cỗ lực lượng cường đại đến cực hạn truyền đến, để hắn không thể động đậy. Một búa của bàn cổ chém vào trên bả vai hắn, khai thiên phủ khảm vào trong thần cốt. a à, bàn cổ kinh nghi, hắn rõ ràng nhắm ngay đầu đại diễn, sao lại bổ lên bờ vai. Rõ ràng đại diễn không nhúc nhích. Lui ra, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé thanh âm của tần quân vang lên ở bên tai bàn cổ, bàn cổ trong nháy mắt minh ngộ, lúc này biến mất tại chỗ. Thân thể đại diễn run rẩy, cố gắng dãy ruộng. Người tới làm cái gì? Thanh âm của tần quân truyền vào trong tay hắn, để hắn đình chỉ dãy ruộng. Hắn vội vàng nói, tổ thần, ta là tới cầu ngươi hỗ trợ. Hỗ trợ? Lúc vừa khôi phục, vì sao không đến tìm chẫm? Tần quân bức hỏi, để đại diễn vô cùng xấu hổ, không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này, cửa lớn của thiên đế thần cung đột nhiên mở ra trí cao thần lực trực tiếp hút đại diễn vào ngay sau đó cửa lớn lần nữa đóng lại phảng phất như thôn phệ đại diễn ầm đại diễn chật vật rơi trên mặt đất hắn vội vàng nhảy dựng lên vừa vặn nhìn thấy tần quân ngồi ở trên trí cao thần tọa nhìn xuống hắn nói cho chậm, thần giới cao nhất tình huống tần quân lạnh giọng nói giờ khắc này đại diễn phảng phất như về tới chúng thần khởi nguyên dọa đến vội vàng quỳ phục ở trước mặt tần quân hắn run giọng nói, thần giới cao nhất trước mắt lấy các sáng tạo thần vi tôn, hai vị sáng tạo thần phụ còn đang bế quan. Trừ cái này ra thì sao, ngươi bị ai đánh xuống? Tần quân trầm giọng hỏi, ngữ khí thật không tốt, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ nổi giận. Cỗ uy áp cường đại kia để đại diễn run lẩy bẩy. Là các sáng tạo thần liên thủ, ta muốn phục sinh hủy diệt nguyên thần, bị bọn hắn phát hiện. Đại diễn không dám giấu giếm, một năm một người trả lời. Tần quân lại hỏi thăm một vài vấn đề, hắn đều trả lời nguyên lai like, hiện nay thần giới cao nhất lấy vĩnh hằng thần mệnh vi tôn hắn xem như sáng tạo thần cường đại nhất mà bất hủ cùng vĩnh hằng bế quan vô số năm sinh linh của thần giới cao nhất sắp quên sự hiện hữu của bọn hắn thiên đế càng ẩn tàng ở trong chúng thần khởi nguyên không người biết được thần giới cao nhất cũng có vô số chủng tộc sinh hoạt nhưng lẫn nhau rất ít lui tới bầu không khí vô cùng khẩn trương đại diễn cũng không có gặp được cực đế phảng phất như cực đế chưa bao giờ đi qua thần giới cao nhất ngươi tìm chẫm, muốn chẫm giúp ngươi báo thù. Tần quân lạnh lùng hỏi, thần giới cao nhất bình tĩnh như trước, nhưng dưới bình tĩnh sớm đã sóng cả mãnh liệt. Chư thần không muốn để hủy diệt nguyên thần phục sinh, đã nói lên bọn hắn còn có dã tâm, vẫn sợ bị hủy diệt nguyên thần ước thúc. Không, ta chỉ muốn mời tổ thần trở về trọng trưởng thần giới cao nhất. Đại diễn thận trọng nói, tần quân chính là khởi nguyên của vạn sự vạn vật, có tư cách khống chế thần giới cao nhất. Chỉ cần tần quân mở miệng, bất hủ cùng vĩnh hằng chỉ có thể đồng ý. Tần quân lắc đầu, nói, tạm thời không được. Hiện tại mục tiêu của hắn là thủy ác, không muốn lãng phí thời gian ở thần giới cao nhất. Hắn ở chỗ này tu luyện, cùng ở thần giới cao nhất tu luyện không có khác nhau, đều phải không ngừng sáng tạo, đã không cách nào dựa vào ngoại vật. Đại diễn lập tức gấp, vội vàng nói, ngài phải đi, bây giờ các sáng tạo thần nghĩ chỉ muốn hủy diệt hết thảy, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Hủy diệt hết thảy. Tần quân cười khẩy, nói, có chấm ở đây, bọn hắn không phá hư được nguyên vị diện, Vậy thần giới cao nhất thì sao? Đại diễn truy hỏi. Cái kia là địa bàn của các ngươi, tùy các ngươi chơi như thế nào cũng được. Tần quân đạm mạc nói. Thần giới cao nhất có thiên đế, hắn không lo lắng. Đại diễn như bị xét đánh, cứ thế đứng tại nguyên chỗ. Tần quân phất tay, hắn đưa đến nguyên cảnh. Về sau không được bước vào hồng mông, nếu không đừng trách chẫm không khách khí. Thanh âm của tần quân vang lên bên tai đại diễn, sát ý trong lời nói cũng không phải là nói đùa. Đại diễn nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không dám biểu hiện một chút bất mãn tổ thần ngươi không xứng làm tổ thần đại diễn ở trong lòng giống giận ngay cả tần quân cũng hận lên giấu cảm xúc tức giận bất bình ở trong lòng đại diễn cấp tốc rời đi tâm lý của hắn cũng bị tần quân nhìn trộm được ngu muội tự đại không có kết cục tốt tần quân lạnh hử một tiếng hắn không giết đại diễn đại diễn cũng sẽ chết bây giờ đại diễn còn có thể tìm ai hỗ trợ chẳng qua là tìm đường chết mà thôi nghĩ xong tần quân nhắm mắt tiếp tục sáng tạo quy tắc thần thông quy tắc thần thông hắn cũng chia đến nguyên vị diện khác trong mắt hắn mặc dù hồng mông vẫn đặc thù nhưng hắn cũng có nghĩa vụ trợ giúp nguyên vị diện khác dù sao hiện tại tất cả nguyên vị diện đều bị hắn trưởng khống những sinh linh đạt tới trên bất hủ cảnh đều có thể cảm giác được nguyên khí chung quanh bỗng nhiên nổi lên sóng gió từ nơi sâu xa bên người phảng phất như nhiều thứ gì chuyện gì xảy ra loại cảm giác này chẳng lẽ là quy tắc lực đây là cơ duyên thuộc về ta trong lòng biến động, tất có dị thường. Các nguyên vị diện đều có sinh linh bắt đầu truy tra quy tắc thần thông, sau đó một đoạn thời gian rất dài, quy tắc thần thông không bị phát hiện, một mực âm thầm tiến hóa. Thời điểm tần quân không ngừng sáng tạo, các nguyên vị diện cũng đang phát triển, các sinh linh cạnh tranh lẫn nhau. Trong hồng mông, càng ngày càng nhiều thế lực muốn quật khởi, nhưng thiên đình độc trưởng hồng mông, để bọn hắn không thể không chống lại thiên đình. Vô luận thiên đình cường đại như thế nào, vẫn luôn có sinh linh muốn quật khởi xoay người làm chủ nhân đây chính là nhân tâm tần quân không có khả năng để bọn hắn tín ngưỡng thiên đình nói như vậy hồng mông liền không có sinh khí tất cả đều âm u đầy tử khí chúng sinh cũng sẽ trở thành hồng mông khôi lỗi trong lúc nhất thời mệnh đế sứt đầu mẻ chán hắn muốn mời các thần ma hỗ trợ nhưng các thần ma đều bận rộn truy đuổi tần quân có rất ít người nguyện ý giúp hắn đây hết thảy đều được tần quân ngầm đồng ý tần lăng mệnh cần bồi dưỡng thế lực của mình mà không phải một mực dựa vào lực lượng của hắn. Mặc dù tần lăng mệnh không có thần thoại hệ thống cùng mệnh vận chi luân, nhưng điểm xuất phát của hắn cao hơn tần quân quá nhiều. Thời điểm đăng vị, chính là thời điểm thiên đình cường thịnh nhất. Thời gian dần trôi qua, những hài tử khác của tần quân cũng đạp vào sân khấu hồng mông. Trước lúc bọn hắn thay nghén, tần quân đã tu luyện vạn sinh sáng tạo công, áp đảo sáng tạo thần, cho nên thiên phú của bọn hắn cũng siêu việt các ca ca tỷ tỷ. Thiên phú cường đại nhất là tần thiên thừa, do hy linh nữ đế sinh. Xuất sinh liền thành đạo, trưởng thành liền đạt tới Hồng Mông đại tự tại cảnh, kinh động toàn bộ Hồng Mông. Được vinh dự là yêu nghiệt thứ nhất của Hồng Mông, bởi vì cha là Thiên Đế, không có sinh linh dám nguy hại hắn. Mệnh Đế rất coi trọng Tần Thiên Thừa, thường xuyên mang theo trên người. Vũ trụ mênh mông, một chiếc pháp thuyền kim sắc đi tới, ở trên thuyền, Tần Lăng Mệnh cùng Tần Thiên Thừa ngồi đối diện nhau. "Bệ hạ, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào?" Tần Thiên Thừa mở miệng hỏi, dáng dấp của hắn rất giống Tần Quân lúc tuổi còn trẻ có thể nói, trong các hài tử, hắn giống tần quân nhất. Mặc võ bào màu xanh trắng, mi tâm còn in một đạo tử văn. Hắn đồng dạng kế thừa tử vi đế tinh đạo quả của tần quân, bên trong ẩn chứa một tia trí cao thần lực. Tần lăng mệnh bưng chén rượu lên, cười nói, ngươi gấp cái gì? Đối với tần thiên thừa, hắn kỳ vọng rất cao. Không chỉ là em trai của hắn, còn có thể trở thành chiến tướng của hắn, cho nên hắn hy vọng tương lai thiên đình có thể do tần thiên thừa đến bảo hộ. Tần thiên thừa bĩu môi, nằm sấp trên bàn, lộ ra biểu lộ dày vò nói, thật sự là quá nhàm chán. Ta đang bận sang tạo thần thông đây. Hắn không chỉ có thiên phú huyết mạch cường đại, thiên phú linh hồn cũng cực mạnh, thường xuyên sang tạo thần thông pháp thuật, trong đó có không ít thần thông đã được thiên đình pháp khố ghi chép. So với những hài tử khác, tần thiên thừa có thể nói là trái tim xích tử, lòng tràn đầy học hỏi và tu luyện. Từ khi hắn trưởng thành, hắn liền chưa thấy qua tần quân, nhưng trong lòng của hắn lại một mực nhớ tần quân. Hy vọng cuối cùng sẽ có một ngày có thể được Tần Quân tán thành. Ngươi nha, chỉ biết vùi đầu tu luyện, chẳng lẽ không thể lo cho gia đình sao?" Tần Lăng Mệnh giả bộ nổi giận nói, thân là mệnh đế, hắn nghiêm túc lên vẫn rất có uy nghiêm. Vẻ mặt Tần Thiên thừa đau khổ, ai thắn nói, ta chỗ nào không để ý gia đình. Đúng lúc này, một tên thị vệ đi tới, nửa quỳ xuống, ôm quyền nói, "Bệ hạ, đã đến vị trí của Thủy Nguyên Chi Tinh." Thủy Nguyên Chi Tinh Lúc trước bảy khối thủy nguyên chi tinh còn lưu một nửa ở trong hồng mông. Tần lăng mệnh gật đầu, nhìn tần thiên thừa cười nói, đi thôi, mang ngươi đến, là giúp ngươi mạnh lên. Lời vừa nói ra, ánh mắt tần thiên thừa sáng lên, đi theo tần lăng mệnh ra cửa lớn. Chỉ thấy trước pháp thuyền, bên ngoài trăm triệu dặm, chính là thủy nguyên khí ngưng tụ thành uông dương đại hải, tựa như một mảnh tử hải, bên trong lóe ra vô số ánh sáng. Vùng này đỗ rất nhiều pháp thuyền, giữa tinh không tràn ngập không ít khí tức cường hoành, đều là cường giả tiếng tăm lừng lẫy trong hồng mông tù mệnh đế tôn vùng tử hải này ngươi không nên nhúng tay một trí thượng thủy nguyên chủ lạnh giọng nói đầu người thân sư tử toàn thân tản ra tia sáng chói mắt như một vầng mặt trời nghe vậy một bên khác của tử hải tù mệnh đế tôn mặt không biểu tình đi theo phía sau hắn là thiên mệnh đại đế bây giờ bọn hắn đã ở hồng mông đứng vững gót chân tù mệnh đế tôn luôn muốn bái tần quân làm sư đáng tiếc trời xuôi đất khiến không cách nào bái được hắn cũng không có lưu lại thiên đình, mà đi ra sông sáo. Thiên mệnh đại đế một mực đi theo, hai sư đồ sống nương tựa lẫn nhau. Bảo vật này, có người tài thì được. Tù mệnh đế tôn hừ lạnh nói, hôm nay tu vi của hắn đã đạt tới đại diễn thần chi cử biến. Cách trí thượng thủy nguyên chủ chỉ thiếu chút nữa, nhưng lực chiến đấu của hắn rất mạnh, để trí thượng thủy nguyên chủ cũng phải cẩn thận ứng đối. Chật chật, tù mệnh đế tôn cũng dám đến đoạt thủy nguyên chi tinh. Truyền thuyết tù mệnh đế tôn cùng thiên đế có sâu xa, không biết thực hư, làm sao có thể, nếu cùng thiên đế có quan hệ, sớm ở trước khi hồng mông trở thành nguyên vị diện, hắn liền theo gà chó lên trời. Chúng sinh cạnh tranh, thiên đế sẽ không nhúng tay. Nghe nói năm đó, thiên đế từng chiếm được thủy nguyên chi tinh, mới một bước lên trời. Trung quanh tử hải, các sinh linh nghị luận ầm ĩ đối với thủy nguyên chi tinh đều tràn đầy chờ mong. Đúng lúc này, pháp thuyền của thiên đình lái tới. Một cỗ khí thức siêu việt đại diễn thần chi tử trong pháp thuyền truyền đến, kinh động bát phương. Tần Thiên Thừa đứng ở bong thuyền, nhìn qua tử hải, mặt hắn lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn đã có thể cảm giác được Thủy Nguyên Chi Tinh tồn tại. Vô số năm đi qua, Thủy Nguyên Chi Tinh trở nên càng thêm cường đại. Chân phải Tần Thiên Thừa dẫm một cái, trực tiếp phóng về phía tử hải. Những cường giả khác thấy cảnh này, nhao nhao xuất thủ. Vì cơ duyên của mình, ai sẽ để ý thiên đình? Đại chiến hết sức căng thẳng. Một màn này bị tần quân ở thiên đế thần cung nhìn thấy, hắn mỉm cười. Tù mệnh đế tôn, trẫm cũng sắp quên vị cố nhân này rồi. Tần quân lẩm bẩm, càng nhiều lực chú ý là đặt ở trên người tần thiên thừa. Đối với tần thiên thừa, hắn cũng tràn ngập trở mong. Dựa theo hắn đánh giá, nếu tần thiên thừa không chết yểu, về sau thậm chí có thể đạt tới độ cao của sáng tạo thần phụ. Bởi vì hắn ẩn chứa trí cao thần lực, thiên phú so với bất hủ cùng vĩnh hằng chỉ cao hơn chứ không thấp. Trừ cái đó ra, còn có một hài tử, cũng có được một tia trí cao thần lực, chỉ là trí cao thần lực so với tần thiên thừa mà nói, yếu nhược hơn không ít cho nên thiên phú cũng sẽ yếu hơn rất nhiều nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha